Chương 176, cô ấy ở đâu? Nhậm Tử Hiền lạnh lùng nhìn về phía ánh mắt hoảng sợ giống như con thỏ nhỏ của Như Mạt, cô a à một tiếng bật cười hỏi, thế nào? Cô sợ tôi à? Như Mạt không dám nhúc nhích, giống như hít thở không thông nhìn cô. Nhậm Tử Hiền nhìn vẻ mặt cô, hai mắt của cô hiện lên tức giận, lại bất đắc dĩ cười nói, cô biết tôi hận cô nhất là điều gì không? Như Mạt vẫn thật căng thẳng, thật sợ hãi nhìn cô. Hai mắt Nhậm Tử Hiền phát ra ánh sáng lạnh lẽo sắc nhọn, không thể tiếp tục che giấu phẫn nộ của mình nói, tôi hận cô nhất là trên người cô mềm yếu, dày vò chết người ta. Giống như khắp thiên hạ chỉ một mình cô hiền lành, người khác đối với cô không tốt một chút, giống như chúng tôi thiếu nợ cô mấy ngàn đời. Uất ức ghê tởm như vậy, cô sợ tôi cái gì? Cô sợ tôi tổn thương cô à? Như mặt vẫn thật căng thẳng nhìn cô. Nhậm Tử Hiền nhìn ánh mắt cô, cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái cười nói, trên cái thế giới này tại sao có loại người như cô vậy? Cô lén chồng của cô quyến rũ người đàn ông đã có hôn ước, cô không tiếng than, lặng lẽ làm tổn thương tôi, bây giờ có thể bày thái độ này. Tôi thật sự hy vọng, cô là một phụ nữ hung ác, cô đánh tôi một bạt tay, tôi nhất định dùng axit tạt vào mặt cô. Cả người như mặt lại chấn động mạnh, hai mắt dướm nước mắt, rất hoảng sợ nhìn cô, yếu ớt nói, đừng. Nhậm tử hiền lạnh lùng nhìn ánh mắt sợ hãi của cô, Đột nhiên cười một tiếng, nói: "Thế nào? Cô sợ à? Có lẽ cô cảm thấy tạt axit vào người là một loại khổ sở như thế nào. Đau rát, xé rách, rửa nát, đau đớn chui vào trái tim, cuộc đời cô rơi vào tuyệt vọng." Ha ha. Nước mắt như mạt lăn xuống, nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, run rẩy, yếu ớt nói: "Cô bỏ qua cho tôi đi." "Vậy thì cô bỏ qua cho tôi đi?" Ánh mắt Nhậm Tử Hiền hiện lên hung ác, cứng rắn nói: "Cô làm như vậy là muốn bức tôi tới chết?" Cô là thứ gì? Cô cho rằng bởi vì cô xinh đẹp, cô si tình, cô ghê tẩm, cô vụng về, cho nên tôi mới rút lui. Tôi vì người đàn ông của tôi, tôi tin anh ấy yêu cô, sẽ không để cho cô chết đi. Audio điện tử võ tấn bền. Như mặt im lặng không lên tiếng, tái mặt, khẽ cắn môi dưới, nước mắt từng viên lăn xuống. Nhậm tử hiền nhìn về phía như mặt, hai mắt đột nhiên hiện lên nụ cười trêu cợt và tàn nhẫn nói cô biết đường khả hình chứ. Hai mắt Như Mạt xoay tròn, thật cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền mỉm cười nhìn về phía cô, giống như đang nhớ lại hình ảnh ở trước khách sạn hôm nay, sâu kín nói: "Hôm nay tôi nhìn thấy Thiên Lỗi đứng ở trong mưa gió, móc bóp lấy ra 100 đồng cho Đường Khả Hinh, hỏi khi nào trả lại cho tôi." Sắc mặt của Như Mạt tái nhợt. "A," à, Tử Hiền cười một lúc mới nhìn về phía sắc mặt tái nhợt và vẻ mặt khổ sở của Như Mạt, có chút hả hê khẽ nhíu mày nói: "Thế nào?" Ghen à, khó chịu à, khổ sở à, nếu cô nhìn thấy đường khả hình ngồi xe taxi, thiên lỗi đứng ở trước cửa khách sạn, đưa mắt nhìn cô ấy đi khỏi, có phải cô muốn chết không? Tại sao cô nói với tôi những thứ này? Như mạt khổ sở nhìn về phía tử hiền, có chút tức giận hỏi. Sắc mặt của tử hiền lạnh lẽo, nhìn về phía cô, khiến trách lạnh nhạt nói, bởi vì trong 5 năm, năm qua cô làm cho tôi mỗi một phút mỗi một giây đều có cảm giác này. Tình yêu của cô giống như đống rác, hơi thở có mùi hôi thối bẩn thỉu làm dính mùi hôi vào thế giới của tôi bởi vì tình yêu ghê tởm của cô mà niềm tin và tiêu chuẩn của cuộc đời tôi giảm thấp suốt cuộc tôi hận cô đến cỡ nào tôi thật sự rất hận rất hận cô trong lòng của như mạt căng thẳng nhìn về phía cô có lúc tôi cảm giác cuộc chiến giữa tôi và cô không liên quan đến thiên lỗi bởi vì tôi vẫn cảm thấy là phụ nữ không nên tổn thương phụ nữ nhưng tình yêu chán ghét của cô đã làm tổn thương tôi Tôi đã từng suy nghĩ phóng túng, nếu như có một ngày thiên lỗi yêu người khác, cô có chịu được hay không. Nhậm Tử Hiền cười nhìn về phía cô, sắc mặt rất lạnh lùng. Như mà chợt cảm thấy trái tim mãnh liệt đau đớn, sắc mặt của cô tái nhợt, trên trán, sau tai, cùng trên cổ toàn bộ đầy tràn mồ hôi hột, cô chậm rãi chặn ngực, có chút hít thở không thông nhìn về phía Tử Hiền. Tối hôm qua người đàn ông ôm tôi ngủ trong lòng, sau đó sáng nay anh đứng ở trước cửa khách sạn đưa mắt nhìn Đường Khả Hinh đi khỏi tôi phát hiện một chuyện rất kỳ diệu, đối với tình yêu của cô, tình yêu của cô đã không còn là duy nhất rồi. Chấm ngoặc kép, nhậm tử hiền lạnh lùng nhướng mày nhìn về phía cô nói. Thiên lỗi yêu đường khả hình, đối với cô có chỗ tốt gì? Chỉ cần trái tim của cô rách ra, khuôn mặt cô rách ra, tôi liền vui mừng. Tử Hiền cắn răng nói, chỉ cần anh ấy còn có thể yêu người khác, tôi sẽ không sợ có một ngày anh ấy không sẽ yêu tôi. Chỉ cần anh ấy yêu không phải một người, tôi sẽ không sợ tôi có thể chui vào trong khe hở thời gian, chui vào trong lòng của anh ấy. Hiện tại chỉ có tôi mới xứng nằm ở bên cạnh anh ấy. Bây giờ tôi khuyên cô, tốt nhất đừng phóng túng hành vi của mình nữa, bởi vì tôi tuyệt đối có thủ đoạn làm cho cô thân bại danh liệt. Mặc dù cô và thiên lỗi vẫn tuyên bố với người ở bên ngoài là em gái nuôi, nhưng tôi muốn phá hủy cuộc đời của cô rất dễ dàng. Như mặt nhất thời kinh hãi đến trợn to hai mắt. Tử Hiền giống như có chút kỳ lạ nhìn về phía như mặt mỉm cười nói thế nào thị trưởng phu nhân tại sao cô khiếp sợ như vậy cô cho rằng tôi là đèn đã cạn dầu sẽ không phản kích mắt cô bị mù à từ lúc tôi ra đời những thứ tôi mặc trên người tôi dùng tôi ăn cũng không có giống người khác tôi thống hận tôi thống hận người khác giống tôi hơn nữa thứ tôi muốn tôi sẽ nhất định lấy tới tay tôi đã từng nhẹ tay với cô chỉ vì tôi yêu người đàn ông kia mà không phải sợ người đàn ông kia như mà thở gấp cảm giác trái tim nhảy rất nhanh, thật gấp rút. cô gần như muốn ngất xỉu nhưng vẫn cắn chặt răng, mồ hôi đầm đìa, tóc ướt đẫm nhìn về phía Tử Hiền. Tử Hiền lạnh lùng đứng lên, giống như nữ hoàng, trên cao nhìn xuống như mạt, hung hăng nói: tôi không thích thua. cho dù phải thua, tôi cũng sẽ không thua bởi loại người như cô. ở trong mắt của tôi, cô không là gì cả, ngay cả linh hồn cơ bản cũng không có. không nên nói tôi như vậy, rốt cuộc như mạt nổi lên một chút giấy ruộng, kích động nghẹn ngào nói cô đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch với tôi, cô đừng cho rằng tôi không biết cô là một phụ nữ có thủ đoạn. Chấm than ngoặc kép, ánh mắt nhầm tử hiền lạnh lùng nhìn về phía như mặt, tức giận nói, bắt đầu từ bây giờ. Tôi sẽ không nhịn nữa, tốt nhất cô cũng thu lại hành vi của mình. Tôi muốn nhắc cho cô biết, đừng tưởng rằng si tình như vậy thì đàn ông đều sẽ cảm thấy cô rất xinh đẹp. Thật ra cô rất xấu, rất xấu, cuối cùng có một ngày, thiên lỗi sẽ phát hiện ra cô xấu xí bao nhiêu tôi sẽ chiến đấu với cô đến cùng cho đến ngày đó. Nếu cô dám ở sau lưng của tôi dở thủ đoạn, phá hư tình cảm giữa tôi và thiên lỗi, tôi sẽ để cho nhà họ tần nuôi dưỡng cô, bao gồm cả cô, tất cả đều thân bại danh liệt. Không có việc gì, sớm cút ra khỏi thế giới của chúng tôi. Loại người không có cha mẹ giống như cô, vốn bị thế giới vứt bỏ, chẳng qua cô không cam lòng dẫy dụa lật lại mà thôi, đến cuối cùng, không phải là vật hy sinh cho cuộc hôn nhân sao. Thuận tiện nhắc nhở cô, thật ra toàn thế giới cũng biết, nhà họ Tần mua một cô gái nhỏ dùng làm con rối để kéo sợi. Cô chính là con rối kia. Như mặt nghe lời này, hai mắt lộ ra bi thương, tuyệt vọng, nước mắt từng viên lăn xuống. Tự giải quyết cho tốt đi, thị trưởng phu nhân, nhầm tử hiền nói xong, liền trực tiếp đeo lên mắt kính, phách lối ngạo mạn muốn đi ra ngoài, lại nhìn thấy như mặt giống như bị đau khổ khổng lồ, toát mồ hôi, nước mắt từng viên lăn xuống, cô cười lạnh một tiếng, vươn tay, cầm lên một đóa hoa bách hợp, ném trên chiếc chăn màu trắng, hai mắt lộ ra tàn nhẫn, mới tiếp tục phong tình đi ra ngoài. Như mà chợt cảm thấy cả người bị vỡ ra, nhớ tới lời nói mới vừa rồi của nhậm tử hiền, từng câu từng chữ giống như dao nhọn đâm vào trong tim của mình, đem sinh mạng, tự ái, hy vọng, tất cả đều bị dẫm nát dưới đất, giống như từ lúc nhỏ đã bị dẫm đạp, cô đột nhiên khổ sở ngã xuống giường, run rẩy nức nở, nhớ tới Nhậm Tử Hiền nói, sáng nay anh ấy đứng ở trước cửa khách sạn đưa mắt nhìn đường Khả Hinh đi khỏi. Tôi phát hiện một chuyện rất kỳ diệu, tình yêu của cô đã không còn là duy nhất rồi. Như mà đau lòng nước mắt tuôn như suối, nằm trên khăn trải giường trắng như tuyết, đột nhiên kích động đến ngẩng đầu khóc giống, giống như số phận bi thảm của mình nhiều năm qua nổi dậy vào lúc này, không nhịn được đau xót cho tình yêu vô vọng trong cuộc đời, toàn bộ lớn tiếng gào thét, cô tiếp tục khóc giống, khóc đến tuyệt vọng bi thảm, thiên lỗi anh đừng bỏ em, em sai rồi, đừng bỏ em, em thẹn với tình yêu của anh nhưng cho dù em có lựa chọn như thế nào, em cũng sẽ chết. Em muốn sống, ít nhất còn sống còn có thể nhìn thấy anh. Thiên lỗi. Như mặt sụp đổ khàn giọng khóc giống, truyền khắp cả hành lang thật dài. Rất nhiều bác sĩ và y tá lập tức chạy về phía đầu kia. Nhậm Tử Hiền đeo kính đen, khuôn mặt cứng rắn, nghe đầu kia hành lang truyền tới tiếng khóc giống, cô hững hờ tức giận bước nhanh ra phía trước, chợt phát hiện thì ra muốn là một người phụ nữ xấu, phải không ngừng làm chuyện lén lút, càng không ngừng làm chuyện vòng vo, dần dần mới có thể ra hồn, cô cười lạnh, tiếp tục ngẩng đầu đi về phía trước, không ngờ lúc này điện thoại vang lên. Cô nhanh chóng nhận điện thoại, "Ừm. Um, tối nay tôi không thể tới uống rượu với cô rồi." Giọng nói của Tô Thủy Kỳ truyền đến. "Cái gì?" Tử Hiền khôi phục vẻ mặt tự nhiên của mình, nhẹ giọng hỏi. Nếu như ông nội không chờ tôi trở về, tôi muốn đi thăm Khả Hinh một chút." Chấm ngoặc kép, giọng nói của Tô Thủy Kỳ rất rõ ràng ôn hòa và trong sáng hơn nhiều so với trước kia. Nhậm Tử Hiền nghe giọng nói này, khẽ nhíu mày, đột nhiên cười hỏi, xem ra con bé Đường Khả Hinh này không đơn giản rồi. "Đúng rồi, nhà cô ấy ở đâu?" Chương 177, Mắc lừa. Tô Thủy Kỳ mỉm cười hỏi, "Cô hỏi chuyện này làm gì?" Hai mắt Nhậm Tử Hiền chợt lóe sáng, cầm điện thoại di động dứt khoát nói tôi có việc tìm cô ấy. Tô Thủy Kỳ cầm điện thoại di động, đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, nắm ly cà phê trên bàn thủy tinh, khẽ hấp một ngụm, cảm giác mùi vị tinh khiết nhàn nhạt. Làm gì vậy, nếu tôi thật muốn tổn thương cô ấy, cô ấy còn sống được sao? Nhậm Tử Hiền bật cười nói, tôi không nể mặt tăng, cũng phải nhìn mặt Phật. Tử Hiền, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ cầm điện thoại di động, hướng về phía nhậm tử hiền thật lòng nói, tôi mặc kệ giữa các người xảy ra chuyện gì, nhưng tôi khẳng định khả hình tuyệt đối không có ý định tổn thương bất kỳ ai, hoặc có ý đồ gì. Nhậm tử hiền đột nhiên phì cười nói, nhìn anh lo lắng bảo vệ cho cô ấy, thật thích người ta à. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng. Nhậm tử hiền nhắc nhở anh, tôi cảm thấy yêu mến, thưởng thức, cảm tình tốt, thậm chí tim đập dồn dập cũng cách tình yêu rất xa, đó là một loại trong sáng và rõ ràng, nếu anh không yêu thì chú ý bảo vệ tốt cho cô ấy. Phụ nữ dễ bị tổn thương nhất không phải khuôn mặt đó mà là tình yêu. Tô Thủy Kỳ nghe xong, mỉm cười nói, thật ra cuộc đời tôi may mắn nhất chính là gặp được người bạn như cô, cô nhất định phải làm cho người ta móc ra hết đáy lòng, mới có thể làm cho người ta phát hiện lòng tốt của cô. Đừng trốn tránh tình yêu của anh, chấm than ngoặc kép, nhậm tử hiền chập một tiếng, nhịn không được bật cười, tiếp tục cất bước đi về phía trước, đi khỏi bệnh viện. Gần tối, sau khi tan việc, nhã tuệ sách theo thức ăn mua về, trò chuyện với các ông cụ cách vách một lúc, nhìn thấy bà dì mua báo thừa dịp mưa đã tạnh, ngồi ở dưới cây đa phe phẩy cây quạt, nói xấu chuyện nhà ai đó, cô chán ghét nhìn bà dì, trong miệng ý ác nói có phải miệng gì là quả đen hay không. Ngày nào cũng oang oang, thật ghê tởm. Cô vừa nói vừa sách thức ăn đi vào ngôi lầu nhỏ, ánh đèn nhỏ chợt sáng lên, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn kia chiếu trên mặt mình, tỏa ánh sáng ấm áp, cô ngạc nhiên nghĩ là ai sửa đèn sáng vậy cũng đã tối thật lâu từng bước đi lên cầu thang trong lòng của cô âm thầm nghĩ tới tối nay làm thịt bò xào hành tây hay thịt bò xào ớt xanh lấy chìa khóa cắm vào trong ổ khóa vặn mở khóa đẩy cửa đi vào nhất thời một luồng hơi lạnh đập vào mặt cô không nhịn được cả người đột nhiên run lên ôi một tiếng trợn to hai mắt kêu lên xảy ra chuyện gì cô đã về rồi nhanh đóng cửa lại giọng nói từ trong phòng bếp truyền đến Nhã tuệ nhanh chóng đặt chìa khóa ở trước tủ kính, quên chào hỏi chai chào hỏi rượu đỏ trong ngăn kéo đã bước nhanh đi vào phòng bếp, nhìn thấy đường khả Hinh ngồi một mình ở trong phòng bếp tối tăm, đóng cánh cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng bếp, mở cửa tủ lạnh trong phòng bếp, sau đó đặt một nhiệt kế tròn trịa như trứng đà điểu ở bên cạnh, phía trên chừng 13,7 độ C, cô đặt cái bàn nho nhỏ chen trúc trong phòng bếp, mấy chục chai rượu đỏ hàng mẫu sắp thành hàng, đặt ở trên kệ nhỏ, có vài ly tulip đã thưởng thức qua rồi còn có một số ly chưa uống nằm yên ở nơi đó, cô ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ, mở ra rất nhiều rất nhiều phần tài liệu, chất đống phải ngổn ngang, vừa uống một ly rượu đỏ, vừa ghi chép. Trời à, nhã tuệ trợn to hai mắt, nhìn bản thân đã uống không ít rượu đỏ ở trước mặt, cả khuôn mặt đều hồng lên, ánh mắt bắt đầu phân tán, nhưng vẫn dựa vào ý thức mạnh mẽ, viết mùi vị la pi năm không đã nếm thử, giống như học sinh tiểu học, cẩn thận ghi chép, cô sụp đổ kêu lên, này, cô đang làm gì vậy? Đây là môn học của tôi hôm nay, tôi muốn nếm hết tất cả rượu mẫu, ghi chép các dạng mùi vị rượu đỏ lưu lại cho tôi qua nhìn, nghe thấy, ngửi, uống, sau đó xem tình tình trạng tê doa của chúng. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nói xong, cũng đã ghi chép xong loại lapi này, đem rượu đỏ uống xong, hút khô nước trong không khí, đẩy nút rượu lại, sau đó đặt lên kệ rượu, rồi lấy một bình rượu đỏ khác, lưu loát cầm dụng cụ mở chai, xoay dao một cái, cắt nắp rượu cũng muốn bắt trước Trang Hạo Nhiên xoay tròn 360 độ là có thể làm cho nắp rượu chóc ra, nhưng tại sao mình làm thử cũng không có cách nào mở nhanh như vậy. Cô nhân mày, theo bản năng cứng rắn nắm chặt nắp rượu, cứng rắn vặn một cái. A, à, Khả Hinh liền phát hiện bàn tay của mình bị nó cắt đau, cô thở một hơi, mở lòng bàn tay chỉ nhìn thoáng qua, lại tiếp tục theo phương pháp của mình, xé ra nắp chai rượu, sau đó dùng dao xoay tròn, đâm vào trong nút gỗ, nhanh chóng xoay 365 độ, thông qua nút rượu, đặt nó xuống ở một bên, giải rượu, mình lật tài liệu rượu đỏ tương ứng, kiểm tra tài liệu. Thân ái, nhã tuệ nhìn tình huống này, cô hoảng sợ nói cô đã uống mấy loại rượu đỏ rồi hả? 32, còn có một chai, chắc không nhiều lắm. Khả Hinh vừa nói vừa tập trung xem xét tài liệu. Trời à, cô chịu đựng được hay không? Tử lượng của cô không cao lắm. Nhã Tuệ lo lắng nói, không có việc gì, khả hình không để ý đến cô, tiếp tục xem tài liệu. Nhã tuệ không nói nên lời nhìn cô một cái, lại nhìn cả phòng bếp nhỏ bị chiếm, rất bất đắc dĩ hỏi, nhưng thân ái, bên ngoài có chỗ thật rộng, tại sao cô nhất định phải? Ở trong phòng bếp, bên ngoài nhiệt độ không đủ, có 8 loại rượu đỏ cần 13 độ C, tôi đặt ở bên ngoài. Khả hình cũng không ngẩng đầu lên đáp lời. Nhã tuệ nặng thở dài, nhìn cô im lặng, nói, nhưng, bụng của tôi thật đói tôi muốn ăn thịt bò xào ớt xanh hoặc thịt bò xào hành tây tôi còn mua rất nhiều cánh gà muốn làm chân gà coca đường khả hình không có ngẩng đầu chăm chú ghi chép rượu đỏ thậm chí thấy thể rượu mago năm không trước đó đã uống cùng với trang hạo nhiên ghi chép lại có chút không giống với lúc mình uống cô khẽ nhăn mày cầm tài liệu ngẩng đầu lên nhìn chữ viết phái trên miêu tả mago mở môi tiếp xúc không khí xông vào trong miệng sẽ cps cảm giác mùi bạc hà cô trợn mắt Lập tức cầm chai rượu đỏ thật căng thẳng đưa vào giữa mũi hít, lập tức phát hiện không ổn, ngay lập tức cầm ly rượu đỏ, đổ dịch rượu màu đỏ thấm ra cái ly này, xoay 360 độ, sơ ly rượu lên, quan sát màu sắc của nó ở dưới ánh đèn, lại là màu đỏ thấm. Trong mắt cô trừng to, có chút tức giận, mặt cũng vặn vẹo. Thân ái, nhã tuệ thật rất đói, vẻ mặt đau khổ nói, tôi thật sự rất đói, rất đói, tối hôm qua tôi mơ thấy mẹ tôi làm chân gà coca cho tôi ăn rất ngon đấy, tôi không thể chờ đợi. Ừm, Khả Hinh cũng không có nếm thử ly rượu kia, mà ào ào thu dọn tài liệu để trước cái bàn nhỏ, sau đó đem nhiệt kế chim trứng đã điểu bỏ vào trong hộp giữ lạnh, thấy nhiệt độ duy trì ở 13 độ, Nagi lập tức đem tất cả loại rượu đỏ, toàn bộ nhét vào trong tủ lạnh, mới cắn răng đấy cái bàn đi ra ngoài, nhã tuệ nhìn cô, thật ra vóc người không cao, không người đẩy cái bàn nhỏ rất tội nghiệp, cô a à một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nở nụ cười, Nhã tuệ, khả hình đẩy cái bàn tới bên ngoài phòng, đột nhiên trợn to hai mắt, quay đầu nhìn bạn thân hỏi, nếu có một đôi tình lữ nào đấy ở trước mặt người nào đó nói tối hôm qua chúng ta ngủ chung thật thoải mái, thì liệu người đó bị rớt xuống ảo ảo, sau đó đôi tình lữ kia xoay lại nói, rốt cuộc tối nay anh muốn ngủ chung cùng em không? Sau đó tài liệu người đó lại rớt xuống ớp ảo lần nữa, cô sẽ nghĩ người đó như thế nào? Nhã tuệ nghe xong liền suy nghĩ mới cười nói, người kia nhất định là cố ý. Đường Khả Hình chừng to mắt, hơi mở miệng, có chút căng thẳng nhìn về phía Nhã Tuệ nói: Có thật không? Đúng vậy, Nhã Tuệ đặt thức ăn ở trên tủ bếp, từ túi trong móc ra thịt bò, hành tây, ớt xanh mới vừa mua. Động tác trong tay của cô ngừng lại, có chút lo lắng nhìn về phía bên ngoài Đường Khả Hình, cau mày nói: Này, người đó không phải là cô chứ? Đường Khả Hình lập tức bật cười nói: Không phải. Cô cúi người xuống tiếp tục đẩy cái bàn ra ngoài phòng khách vừa đẩy vừa giống như lơ đãng hỏi nhậm tiểu thư là một người thế nào nhã tuệ đặt toàn bộ hành tây tỏi gừng xuống bàn lấy ra cái rổ nhỏ rửa sạch cánh gà nói nhậm tiểu thư nào là vợ chưa cưới của tổng giám đốc đường khả hình giống như lơ đãng hỏi nhã tuệ dừng động tác trong tay nhìn về phía đường khả hình bên ngoài phòng bếp sau lưng thấy lạnh lẽo nhìn cô hai mắt lộ ra kinh hoàng giống như nhớ lại hình ảnh ba năm trước đây ngón tay của cô trong trước mắt lạnh lẽo Khả Hinh cũng từ từ cảm giác sau lưng trượt lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ hai mắt lộ ra vẻ đáng sợ, trái tim của cô cũng trượt căng thẳng, sâu kín hỏi cô, cô làm sao vậy? chương 178, không cần khách sáo. Nhã Tuệ cầm cánh gà trong tay, chậm rãi đi tới trước mặt của đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sâu kín nói, ba năm trước đây, tôi mới vừa rồi thăng làm phó quản lý nhà khách đại dương nhà hàng Tây, ngày đầu tiên đi làm, liền nghe được người khác nói, Bà tổng giám đốc tương lai đã tới, lúc ấy quản lý kỳ lập tức đẩy tôi đến quầy ba đứng, không để cho tôi tới gần, khi đó tôi vẫn còn ngạc nhiên, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Khả Hinh nhìn vẻ mặt nhã tuệ, cô nuốt một ngụm nước bọt, chăm chú lắng nghe. Đột nhiên, chấm ngoặc kép, nhã tuệ cầm cánh gà thở dốc một hơi, thật kích động, giống như đã từng trải qua chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, tôi thấy tối thiểu có 20 người giúp việc vây quanh một cô gái mặc váy dài màu tím trên ngón tay đang kẹp một điếu thuốc xi gà thật dài, trang điểm vô cùng xinh đẹp, phong tình vạn trùng đi vào, tư thái này giống như một nữ hoàng, kiêu ngạo, hống hách, trong mắt không có người, chỉ từ tốn nói câu, đổi lại tấm thảm này đi. Đây là tác phẩm của nhà thiết kế nào? Giọng nói nhẹ nhàng trong vắt. Khả hình không nhịn được quay đầu, có chút nghi ngờ nhìn về phía nhã tuệ. Nhã tuệ nhìn đường khả hình một cái, nói, sau đó, Giọng nói nhẹ nhàng trong vắt kia đã tháo gỡ tất cả tác phẩm của nhà thiết kế đó, đổi hết toàn bộ thảm trong nhà hàng. Sau đó cô ấy chọn một vị trí mỹ nhân ngư biểu diễn ngồi xuống, chỉ liếc qua bức tường thủy tinh cách năm mỹ nhân ngư ở phía ngoài, nói một câu thay thế tất cả các cô thành người Mỹ đi. Hôm nay nếu không có thì đổi người Nga. Sau đó, cô ấy ngồi dùng bữa trưa ở nhà khách Đại Dương một tiếng đồng hồ, đổi hết cả quản lý, nhân viên của nhà khách Đại Dương, chỉ để lại quản lý kỳ còn có người núp ở trong quầy ba là tôi tôi lúc này khả Hinh không nhịn được kinh hãi đến chừng lớn con người nói khoa trương như vậy à nhã tuổi quay đầu nhìn hướng khả Hinh, a à một tiếng cười lạnh nói cái này gọi là khoa trương sao cô biết nhân viên trong khách sạn nói cô ấy thế nào không nói cô ấy giống như cơn bão trở về nước một lần liền quét đi thật nhiều người bởi vì cô ấy yêu cầu quá nghiêm khắc chuyên gia hóa trang thợ trang điểm còn có người giúp việc Mỗi một năm cũng phải thay đổi một lần. Mặc dù cô cấp tiền lương rất cao, nhưng người làm bạn ở bên cạnh cô ấy cũng run sợ. Ngay cả lần trước cô và Tiểu Nhu gây họa, cô ấy có thể tha cho cô, thật sự là ngoài dự đoán của chúng tôi. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến nói không ra lời. Nhã Tuệ đưa tay lật cánh gà trong rổ, vừa lật vừa ngạc nhiên hỏi, "Đúng rồi, lúc nãy cô hỏi cô ấy làm gì?" Không có tiếng trả lời. Nhã Tuệ Kỳ lạ quay đầu nhìn về phía bộ dáng Khả Hinh kinh ngạc đến ngây người, cô nhịn cười, cố ý hỏi, thân ái, cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ bật cười nói, không có. Không có, không có gì. Nhã Tuệ cười nhìn về phía cô nói, tốt nhất là không có, nếu như có, cô sẽ chờ kiếp sau đầu thai sẽ ăn đi. Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ, miễn cưỡng cười. Nhã Tuệ không lên tiếng, chỉ xách cánh gà đã hong gió, quay đầu lại, rốt cuộc không nhịn được cười nhưng vẫn cố ý nghiêm mặt nói, học tập tốt đi, cố gắng đi lên. Những người có tiền rất phức tạp, chúng ta cũng không nên đến gần. Tôi làm cánh gà cho cô ăn, tối nay chúng ta ăn thịt bò xào hành tây hay thịt bò xào tiêu xanh. Khả hình im lặng không lên tiếng, rốt cuộc mùi rượu đã tan, liền đi tới bên cạnh phòng bếp nhìn nhã tuệ cười nói, hôm nay tôi lĩnh được mấy chục ngàn tiền lương. Nhã tuệ biết, vừa cắt gừng, vừa cười nói tôi biết rõ mặc dù cô nhận số tiền kia có chút vô sỉ cô ở Á Châu còn chưa đủ một tháng có thể cầm một năm tiền lương nhiều người hâm mộ chết luôn Đường Khả Hinh cũng không nhịn được bật cười nhìn bạn thân đứng ở bên tủ bếp yên lặng cắt gừng vẻ mặt nhã nhận lịch sự cô thật lòng nói nhã tuệ lâu nay cô vất vả rồi nhận được số tiền kia thật sự làm cho tôi ngoài ý muốn hôm nay lúc tôi trở về vẫn suy nghĩ nên làm chút chuyện gì cho cô Nhã tuệ nghe xong nở nụ cười, cắt gọn mấy miếng gừng để qua một bên, cầm từng cánh gà, dùng dao rạch đường nhỏ ở phía trên, mới nói cô để dành tiền tự chăm sóc mình cho tốt là được rồi. Có thời gian đi thăm chú một chút, chưa chút tiền cho mẹ cô dùng. Tiền lương của tôi đủ, tôi bỏ ra được rồi. Khả Hinh trực tiếp nhìn về phía cô cười nói, chứ không phải cô vẫn nói muốn mua xe sao. Chúng ta lấy số tiền kia đóng kỳ đầu tiên, cô cũng mua một chiếc xe lái một chút. Nhã Tuệ quay đầu nhìn chằm chằm Khả Hinh nói, cô xem cô đi. Vừa có tiền liền muốn phung phí. Tôi nói thật, thật thật, Đường Khả Hinh lập tức nói. Nhã Tuệ nhìn cô một cái, nở nụ cười cảm động nói, được rồi. Từ nhỏ cùng cô lớn lên, gần như ngày nào cũng ngủ chung một giường, tôi xem cô giống như em gái, nếu như công việc của cô ổn định, gặp phải những biến cố này, có chút tiền gửi ngân hàng, tôi không còn quá lo lắng cuộc sống của cô, tôi có thể dùng tiền của mình mua xe kỳ đầu. Nhưng bây giờ không có bằng lái, còn nói mua xe cái gì? Chúng ta đi thi là được thôi." Khả Hinh lại sôi nổi cười nói, "Cha tôi chỉ thích tôi đi thi bằng lái, nói tiểu Hinh Hinh sẽ tự do bay khắp nơi rồi." Nhã Tuệ bật cười, nhìn về phía cô nói, "Cô sẽ đi thi sao? Thư ký tổng giám đốc, bây giờ cô bận rộn như vậy, hơn nữa cô còn ở trọ, uống rượu cũng không thể lái xe." Khả Hinh lập tức cười nói, "Cô yên tâm đi." lúc tôi lái xe, nhất định sẽ không uống rượu. Chúng ta cùng nhau thi bằng lái có được không? Sau đó thực hiện giấc mộng của cô, mua xe chạy. Đến lúc đó chú và dì lên tới, lái đưa bọn họ đi khắp nơi. Bản thân Nhã Tuệ là một cô gái rất hiếu thuận, nghe Khả Hinh nói như vậy, tâm trạng cũng không khỏi thay đổi tốt hơn, liền cười nói tốt. Đường Khả Hinh cũng cười vui vẻ. Nhã Tuệ lấy cái chảo, bật lửa, rót dầu ô lưu ra, mới nhìn nụ cười bình thản trên mặt bản thân, tùy ý nói, nói thật, cô và Tổng Giám Đốc Trang ở chung một chỗ, ngược lại tôi cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn, bởi vì ở khách sạn, anh ấy nổi tiếng tốt. Đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ, lại không nhịn được cười một tiếng. Chuyện gì, Nhã Tuệ cười nhìn theo Khả Hinh hỏi. Không có việc gì, hôm nay tôi uống rất nhiều rượu đỏ, cả người nóng bức, tôi đi tắm trước, sau đó sẽ uống hết mười mấy ly rượu đỏ còn dư lại. Cô nói xong, cũng đã đi vào phòng, cởi đồng phục của mình, cởi cúc áo áo sơ mi, cầm áo ngủ vịt donan của mình đi vào phòng tắm. Vào lúc này chuông cửa vang lên. Nhã tuệ cầm cái sạn xào thức ăn, từ nhà bếp vội vã đi ra, vọt vào phòng khách, mở cửa thấy tiểu nhu mặc quần liên thể màu vàng đang mỉm cười, trong tay kéo một túi gai thật lớn, thở hồn hển gọi quản lý lưu. Nhã tuệ hơi sừng sốt nhìn cô cười nói cô. Tôi mới vừa tan việc, về đến nhà, mẹ tôi đi thu hoạch một ít bắp cải trắng, ớt xanh, còn có ớt đỏ, Củ hành tây, tôi vội vàng hái đưa tới cho mọi người." Tiểu Nhu ngây ngốc cười nói xong, cảm giác đột nhiên thân thể lạnh run, cô liền khoanh tay nói, "Oa, lạnh quá, hai người nóng như vậy sao? Mở máy điều hòa thấp như vậy." Nhã Tệ không tiếng hừ, chỉ cười khổ nói, "Vào đi. Khả hình làm kho rượu trong nhà rồi." "Được." Tiểu Nhu thật vất vả nắm chặt túi gai, thở hổn hển buông lỏng dương hành lý đi vào trong nhà, mới nói, "Tôi giúp hai người đặt trên ban công." còn có một chút rau cải, hai người treo lên để dành nấu ăn, phơi khô một chút sau đó cất đi, ăn rất ngon đấy, còn có thanh long, mẹ tôi trồng đấy, bà ấy rất tuyệt vời. Nhã tuệ đứng ở một bên, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của tiểu nhu đầy mồ hôi, kéo túi gai, lầm bầm lầu bầu, cô không nhịn được nở nụ cười nói, đúng rồi. Tối nay ở đây ăn cơm đi. Tốt, cảm ơn quản lý, tôi ăn cơm tương đối nhiều, làm phiền chị nấu nhiều một chút tiếng nói của tiểu nhu từ ban công truyền đến nhã tuổi cười đi vào phòng bếp lật cánh gà đã chiên vàng ươm đột nhiên nhanh trí trực tiếp xoay người mở tủ lạnh nhìn rượu đỏ mẫu ở bên trong cô trực tiếp lấy ra một chai rượu đỏ mago năm nhất mới cười nói nhiều phút của cô tôi mới có thể dùng mago để làm cánh gà rượu đỏ cô nói xong cũng đã lấy chai rượu đỏ bộc một tiếng mở ra rót hết chai rượu vào trong cánh gà mới lớn tiếng nói đường khả hinh tôi đổ chai mago của cô vào trong nồi cánh gà rồi. Làm đi, trong phòng tắm truyền đến một tiếng đáp sảng khoái. Này, nhã tuệ bật cười nói, hôm nay tại sao sảng khoái như vậy? Chuông cửa lại vang lên. Tôi đi mở, tiểu nhu từ trên ban công chạy vọt vào phòng khách, mở cửa ra, sau đó trái tim chợt run lên, thấy tô thủy kỳ hết sức nho nhã, mặc áo sơ mi màu xanh nhà tay ngắn, quần thường màu đen, trong tay cầm một giỏ hoa đứng ở trước cửa, mỉm cười nhìn mình, rất cảm tính kêu một tiếng, hi. Từ lần trước bị bắt, Tiểu Nhu nhìn thấy Tô Thủy Kỳ giống như gặp phải quỷ, miễn cưỡng cười cười, đáp nhẹ, hi. Cô cũng không có mở cửa, mà tránh ra. Anh tới rồi, nhã tuệ lại cầm cái sạn, nhìn Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói. Ừ, đi ngang qua tiệm bán hoa, thấy trong tiệm có hoa bách hợp và hoa hồng rất đẹp liền mua hai bó đưa tới. Tô Thủy Kỳ không để ý tới Tiểu Nhu, chỉ mỉm cười phong độ đi vào trong nhà. Khách sáo vậy, ngồi đi, anh ăn cơm chưa? Nhã Tuệ đi về phía phòng bếp cười hỏi. "Chưa." Tô Thủy Kỳ đi vào phòng khách, để giỏ hoa xuống. "Một chút ăn cơm đi." "Được, một chút cũng không có khách khí." Nhã Tuệ cầm cái sạn, đột nhiên sững sờ, nhìn vào thịt gà chiên óng ánh trước mặt, sáu cánh gà, nghĩ tới người tới hôm nay, tại sao không ai khách sáo vậy? Chương 179, hai tượng Phật. Tô Thủy Kỳ đi vào trong nhà chợt cảm thấy gian phòng nhỏ này lạnh như băng, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía máy điều hòa không khí trên tường, 15 độ C, anh A à một tiếng nở nụ cười, lúc này mới nhìn thấy cái bàn nhỏ bên cạnh để rất nhiều tài liệu sốc sách, anh có chút tò mò cầm lên một phần tài liệu, thấy là tài liệu liên quan đến rượu đỏ, phía trên có chữ viết rất xinh đẹp của khả hình, anh vừa nhìn vừa cười nhẹ. Nhã tuệ đứng ở cửa phòng bếp, nhìn về phía tô thủy kỳ, khách khí cười hỏi, cậu chủ tô, anh ăn cay được chứ? Tôi ăn sao cũng được, cảm ơn." Tô Thủy Kỳ ngồi ở trên ghế salon, vừa nhìn chữ viết khả hình ghi chép, vừa quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ mỉm cười nói. Nhã Tuệ cười miễn cưỡng, thầm nghĩ anh thật coi nơi này là nhà mình. "Tôi thích ăn cay." Quản lý Lưu, Tiểu Nhu đứng ở trên ban công, lột lá bắp cải trải trên ban công sạch sẽ, quay đầu nhìn về phía cô cười nói. "Nhã Tuệ không khách khí nhìn về phía cô nói, không có hỏi cô." Tiểu Nhu bật cười hi 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 thật vui vẻ lột lá bắp cải, hỏi, đúng rồi, Khả Hinh đi đâu rồi? Vẫn chưa về sao, hôm nay quản lý chúng tôi vẫn còn hỏi cô ấy rời khỏi khách sạn có nhớ chúng tôi hay không? Tô Thủy Kỳ lật xem tài liệu, nghe nói như thế, liền tò mò nhìn về phía Tiểu Nhu nói, xin hỏi. Khả Hinh thật sự rời khỏi khách sạn rồi hả? Chỉ là hình thức, nhã tuệ cầm 6 cánh gà đã dán xong, không đành lòng đặt ở trên bàn ăn, ánh mắt háo hức nhìn món ăn. Là hình thức, Tô Thủy Kỳ ngạc nhiên hỏi, ý của cô là. Nhã Tuệ mỉm cười xoay người nói, hôm nay Khả Hinh đã bị Tổng Giám Đốc tưởng sa thải rồi, cũng bởi vì chuyện rơi xuống biển ngày hôm qua, sau đó Tổng Giám Đốc trang miến tài hoa của Khả Hinh đã nhận cô ấy, mời cô ấy làm thư ký Tổng Giám Đốc chuẩn bị tham gia cuộc thi chuyên gia hầu rượu sắp tới. Hy vọng cô ấy có thể dựa vào thực lực bản thân lấy được tư cách chuyên gia hầu rượu, như vậy có thể được khách sạn đặc phái đến học viện Wet học tập. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, nhớ tới có lần tử hiền uống rượu say, cầm ly rượu, cười ngất nói, người đàn ông của tôi vẫn còn đang làm việc ở trong văn phòng, anh ấy không ngừng bận rộn, rất bận. Bởi vì thế giới của anh ấy đối diện với một con sư tử, hướng về trên đỉnh núi, cùng nhau tranh đấu. Cho dù là ai đứng ở giữa bọn họ cũng là con mồi để bọn họ cướp đoạt và làm vật hy sinh để bọn họ đạt tới mục đích. Hả, Tô Thủy Kỳ, sao anh lại tới đây? Khả hình tắm xong, mặc áo ngủ Việt Đô Nan, tóc ướt đẫm đi ra ngoài nhìn thấy tô thủy kỳ ngồi ở trên ghế salon lật xem tài liệu của mình cô mỉm cười hỏi tô thủy kỳ quay đầu im lặng nhìn về phía cô khả hinh nhìn thấy ánh mắt như thế có chút hít ngạc nhiên cười hỏi làm sao vậy tô thủy kỳ nhìn về phía cô hơi nở nụ cười dịu dàng nói tắm xong rồi hả ừ khả hinh rất tự nhiên đi tới trước salon ngồi xuống ở bên cạnh anh nhìn ánh mắt anh ngạc nhiên hỏi anh làm sao vậy Tô Thủy Kỳ mới vừa muốn nói chuyện. Khả Hinh, Tiểu Nhu lập tức cầm khoai tây và con dao nhỏ, từ phòng bếp đi ra, nhìn về phía ngoài thật vui vẻ nói, tôi tới rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Khả Hinh vừa nhìn thấy Tiểu Nhu, vui vẻ nói, tôi biết mà. Lúc này tôi đang tắm cũng đã nghe được tiếng của cô, muốn cô ở phòng bếp giúp một tay, thật ngượng ngùng. Không có gì, tôi xem nơi này như nhà của tôi, Tiểu Nhu lập tức xoay người lại, đi vào phòng bếp. Nhã tuệ chắc lưỡi nhìn tiểu nhu, mỉm cười nói, cô hái rau ở nhà của cô tới đây, cô cũng đừng trở về nhà cô nữa. Khả hình vui vẻ nghe hai người bạn thân vừa nói vừa cười ở trong phòng bếp, trong lòng của cô càng vui vẻ hơn, xoay người lại nhìn thấy Tô Thủy Kỳ vẫn im lặng nhìn mình, cô sửng sốt. Tô Thủy Kỳ ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi vươn ngón tay thon dài trắng tinh, nhẹ nhàng vén sợi tóc rối xuống trên cần cổ cô, dịu dàng nói tóc dài rồi, còn muốn cắt bỏ không? Khả Hinh vén nhẹ mái tóc ngắn của mình, suy nghĩ một lúc mới cười nói, đương nhiên là muốn cắt bỏ, tóc dài không che được vết sẹo bên má trái của tôi. Quyết định muốn buông bỏ mái tóc dài xinh đẹp sao? Tô Thủy Kỳ thử hỏi cô. Khả Hinh suy nghĩ một lúc, mỉm cười nói, có lúc tôi rất tiếc nuối. Vô cùng tiếc nuối, bởi vì tôi thật yêu mái tóc dài của tôi, nhớ trước kia mái tóc dài bay phất phới, nhất định thật đẹp, nhưng hiện tại tôi cảm thấy thì ra tiếc nuối sẽ được bồi thường một kiểu xinh đẹp khác không có chuyện gì, tóc ngắn rất tốt. Cô quay đầu, cười ngọt ngào nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cũng mỉm cười một cái, nhìn về phía cô nói cô đổi công việc rồi hả? Đường khả hình hơi sừng sốt, suy nghĩ, chắc là nhã tuệ đã nói, liền có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, đáp, ừm. Tô Thủy Kỳ nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong suốt của cô lộ ra một tia kiên định, còn có đôi môi mím chặt, có chút cố chấp, liền xúc động cười nói tại sao nhất định phải ở lại chỗ đó tôi đã nói rồi, tôi có thể cho cô một hoàn cảnh tốt hơn. Đường Khả Hinh quay đầu cố ý chừng mắt nhìn Tô Thủy Kỳ, nói tôi ăn cơm, anh sẽ ăn thay tôi sao? Tôi muốn ăn cánh gà, anh muốn lấy cho tôi sao? Tôi nước uống, anh uống giúp tôi sao? Ba mẹ của tôi, là ba mẹ của anh sao? Tô Thủy Kỳ yên lặng nhìn cô. Tôi có cuộc sống của mình, để tự mình tôi đi thôi. Tôi rất tốt, khách sạn còn bồi thường cho tôi một năm tiền lương, ước chừng 60 ngàn tôi thật vui vẻ, còn muốn mua tặng anh một phần quà. Đường Khả Hinh nhấp nhẹ đôi môi, có chút ngọt ngào cười nói. Tô Thủy Kỳ nghe nói như vậy liền hơi cau mày, cũng nở nụ cười hơi ngọt ngào, ngồi dịch người qua dựa vào đường Khả Hinh, cố ý nói ý của cô là. Mua một phần quà tặng cho tôi. Ừm, đường Khả Hinh nhìn về phía Tô Thủy Kỳ bật cười nói, này. Sáu chục ngàn, cuộc đời tôi cũng chưa có cầm lấy nhiều tiền như vậy. Tôi đương nhiên mua tặng cho anh một phần quà, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi qua nhiều năm. Tô Thủy Kỳ tựa vào trên ghế salon, trên mặt không che giấu được nụ cười. Đường Khả Hinh cũng cười nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, lại nói, nhìn bộ dáng đắc ý của anh kia. Tôi thật sự thực sẽ tặng cho anh một phần quà thật lớn. Tô Thủy Kỳ đột nhiên mỉm cười quay đầu nhìn về phía đường Khả Hinh, thật lòng nói tôi có thể đưa ra yêu cầu đối với phần quà tặng này chứ. Có thể, Khả Hinh nói rất sảng khoái. Tô Thủy Kỳ xoay người, Nhìn về phía Khả Hinh, mỉm cười nói, "Năm ngày sau là sinh nhật của tôi." Đường Khả Hinh kinh ngạc trợn to hai mắt, vui vẻ nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cười nói, "Có thật không? Thật tốt quá, đến lúc đó tôi nhất định cẩn thận lựa chọn cho anh một phần quà thật lớn." Tô Thủy Kỳ mỉm cười nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, xoay người nhìn cô, mới nói, "Lúc nhỏ tôi và chị gái của tôi tình cảm rất tốt, cho nên sinh nhật hàng năm chị ấy đều muốn tự mình tổ chức." Lần này sinh nhật của tôi có thể tổ chức ở khách sạn Á Châu, đến lúc đó tôi hy vọng cô có thể. Đường Khả Hinh nghe nói vậy, có chút cười xấu hổ nói, tôi à. Tôi có thể chứ, bề ngoài của tôi. Cô rất đẹp, ở trong mắt của tôi cô đẹp nhất. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ dịu dàng nhìn về phía cô, mang theo một tia khẩn cầu nhìn về phía cô nói, tôi thật sự hy vọng cô có thể đi, được không? Khả Hinh ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng cô, không nhịn được cười nói tôi nói. Cô tham gia một bữa tiệc sinh nhật giống như gia pháp trường vậy. Vì tôi, chưa từng tham gia loại bữa tiệc như vậy. Huống chi, anh là cháu trai của thủ tướng, tôi có thể tưởng tượng bữa tiệc kia rất chấn động, một cô gái như tôi đến hơi sợ. Chấm ngoặc kép, khả hình cúi đầu, lầu bầu nói. Tô Thủy Kỳ nghe vậy, liền cố ý nhích lại gần người cô, bả vai đụng vào bả vai nhỏ nhắn của cô, khẽ nói, nếu cô sợ, Xem mình như cháu dâu của thủ tướng, đoán chừng không người nào dám khi dễ cô. Khả Hinh lập tức quay đầu, tức giận dơ quả đấm lên đánh bờ vai của anh một cái, nói xem anh nói đùa kìa. Tô Thủy Kỳ nắm được bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô mỉm cười nói thật, tôi hy vọng cô có thể, nếu cô sợ một mình sẽ lúng túng, vậy mời hai người bạn trong phòng bếp đi cùng với cô. Có thật không, đường Khả Hinh có chút vui vẻ hỏi. Ừ, Tô Thủy Kỳ gật đầu. Tốt, đường khả hình lập tức gật đầu, nở nụ cười. Đến lúc đó ăn mặc xinh đẹp một chút, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ lại đưa tay vén nhẹ tóc ngắn của cô, trêu chọc cười nói, đến lúc đó, đi gặp ông nội của tôi, làm cho ông ấy thích cô cháu dâu này. Không nên nói đùa như vậy, dọa chết người, đường khả hình trợn to hai mắt, nhìn anh, cố ý cười nói. Lưu Nhã Tuệ và Tiểu Nhu bận rộn ở bên trong thật lâu, rốt cuộc mang ớt xanh xào thịt bò, khoai tây xào chua cay, Trứng sốt cà chua, gỏi bắp cải thái nhỏ, còn có canh gà, toàn bộ bưng lên bàn ăn, nhìn về phía hai người trên ghế salon nói, "Mau tới đây ăn cơm, cơm rau dưa, cậu chủ tô bỏ qua cho." "Ôi, tôi thật đói bụng." Đường Khả Hinh lập tức đứng dậy, đi về phía bàn ăn, hào hứng nói, "Tôi cực kỳ thích ăn cánh gà hầm rượu đỏ do Nhã Tuệ làm." Tô Thủy Kỳ cũng mỉm cười đi tới, nói, "Thật sao? Vậy thì chờ lát nữa ăn nhiều một chút." Nhã Tuệ đang xới cơm, Nghe nói như thế, có chút không khách khí nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, thật coi nơi này là nhà anh sao? Tiểu Nhu giống như học sinh tiểu học cầm đũa lên, cắm ở trong chén cơm trắng, thật vui vẻ nói, những món ăn này đều là mẹ của tôi trồng. Chờ chút nữa tôi trở về sẽ nói cho mẹ tôi biết, cháu trai của thủ tướng ăn khoai tây, cà chua của bà ấy trồng, nhất định bà ấy rất vui vẻ. Người cả bà đều nở nụ cười. Tô Thủy Kỳ và Khả Hinh rất tự nhiên ngồi chung một chỗ. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu ngồi chung một chỗ. Bắt đầu, chấm than ngoặc kép, Tiểu Nhu dơ đũa lên trước, thật vui vẻ kêu lên. Bốn người đang chuẩn bị ăn cơm tối, lúc này chuông cửa vang lên. Hả, ai vậy? Chấm hỏi ngoặc kép, Tiểu Nhu thật ngạc nhiên nhìn về phía cửa chính, hỏi. Tôi đi mở cửa, có thể là mấy ông bà cụ ở cách vách, mượn nước tương. Chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ mỉm cười nói xong, liền để đũa xuống, đi về phía cửa chính, trực tiếp mở cửa, mỉm cười hỏi, là ai? Sắc mặt cô vừa thu lại, bị hoảng sợ đến tái nhật nhìn thấy nhậm tử hiền và tưởng thiên lỗi như hai tượng Phật đứng ở cửa. Chuyện gì? mươi 180, cậu một cái tớ một cái. Tổng, Tổng, Tổng Giám Đốc, chấm ngoặc kép, nhã tuệ hoảng sợ đến nói không ra lời, trợn mắt nhìn chằm chằm tưởng thiên lỗi và nhậm tử hiền, hoảng sợ đến hàm răng đánh cách. Khả Hinh và Tiểu Nhu nghe gọi như thế, Tất cả mọi người đều hoảng sợ để đúa xuống, chạy đến cửa, đột nhiên nhìn thấy tưởng thiên lỗi và nhậm tử hiền, bọn họ cùng trợn to hai mắt, há miệng, hoảng sợ đến nói không ra lời. Chuyện gì? Hai người làm sao vậy? Sao lộ vẻ mặt kinh ngạc? nhậm tử hiền cảm thấy đùa rất vui, cười nói chẳng lẽ mọi người làm chuyện gì bất kính đối với tổng giám đốc sao? Ba cô gái lập tức im lặng, tưởng thiên lỗi nhàn nhạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đường khả hinh cũng chậm rãi nói, xem ra cô tự mình đến đón tiếp, thật là vinh hạnh cho tôi. Người này thù rất dai. Mặt của nhã tuệ đỏ lên. Thế nào, nhậm tử hiền cầm túi sách, giống như một nữ hoàng nhìn họ nói, định để hai chúng tôi ở ngoài cửa ra vào, hóng gió hả? a, à, chấm ngoặc kép, nhã tuệ đứng đầu, liền vội vàng tránh ra một lối, nhìn ông bà chủ ở ngoài cửa nói, tổng giám đốc, nhậm tiểu thư, mời vào. Tưởng thiên lối cũng không khách khí đỡ nhẹ tử hiền đi vào phòng khách, sau đó xoay người một cái nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đang ôm vai, lạnh lùng nhìn mình, vẻ mặt của anh cũng cứng lại. Ơ, ờ, nhậm tử hiền nhìn thấy Tô Thụy Kỳ, cũng không nhịn được bật cười nói, khó được nha, anh cũng ở đây. Anh đang yên lành, tại sao tới trong nhà người khác bới cơm? Ông nội của anh vẫn là thủ tướng đấy. Cô tới nơi này làm gì? Tô Thụy nhàn nhạt nhìn về phía nhậm tử hiền, không khách khí hỏi tưởng thiên lỗi nghe nói như vậy mặt không thay đổi nhìn về phía tô thủy kỳ nhậm tử hiền bật cười nói anh có thể tới tại sao tôi không thể tới nơi này là nhà cấp dưới của chồng chưa cưới của tôi anh thì sao tô thủy kỳ mỉm cười nói đây là nhà cháu dâu tương lai của thủ tướng tưởng thiên lỗi cau mày có chút buồn cười nhìn anh tô thủy kỳ đường khả hình gấp gáp khẽ gọi anh mặt đỏ lên ha 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 chấm ngoặc kép Nhậm Tử Hiền thật sự cảm thấy rất thú vị, bật cười hết sức khoa trương, sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ ba cô gái ở phía sau lưng, hết sức hết sức giễu cợt và buồn cười nói, ba người này sao? Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cùng Khả Hinh lập tức đỏ mặt. Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ nhìn về phía cô bạn thân, cười nói, được rồi, nói đùa đừng nói quá mức, cô tới nơi này làm gì? Tôi có việc tìm đường Khả Hinh, vừa lúc ngồi xe tổng giám đốc tưởng, liền nhờ anh ấy thuận tiện chở tôi một đoạn đường nhậm tử hiền không nhịn được cười nhìn về phía bàn ăn nói mọi người ăn cơm sao vâng trong lòng nhã tuệ chợt lạnh nói vừa lúc chuẩn bị ăn cơm tối tôi đói rồi tôi cũng muốn ăn nhậm tử hiền cầm túi sách tay ném tới trên ghế salon sau đó hết sức không khách khí ngồi ở bên cạnh tô thủy kỳ giống như nữ hoàng bọn nhã tuệ và khả hinh đều bị dọa sợ ăn chung tưởng thiên lỗi nhìn tô thủy kỳ một cái cũng không có khách khí đưa tay mở cúc áo âu phục sau đó cởi ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng, trong chớp mắt thay đổi giống như người đàn ông ở trong nhà, đưa tay trang cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, ngây ngốc nói, à. Nhận tay trang đi, chấm ngoặc kép, Nhã tuệ cúi đầu, nói thật nhỏ. "A," à, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lập tức đưa tay nhận lấy tay trang tưởng thiên lỗi, nhìn vẻ mặt anh tự nhiên, cô không dám khinh suất, chỉ cầm tay trang, nhìn trái phải trong phòng khách không có chỗ treo chỉ đành phải ôm Tây Trang đi vào phòng của mình, cầm cái móc treo lên, đặt ở trong tủ quần áo của mình, mới vừa đi ra cũng đã thấy trên bàn cơm kiểu dài, Nhậm tử hiền ngồi đối diện tưởng thiên lỗi, bên cạnh anh có một chỗ trống, sau đó nhã tuệ và tiểu nhu hai người gian trá chen lấn phía dưới bàn dài, cô khẽ cắn môi dưới. Cô nhìn chằm chằm chén cơm trắng và đôi đũa đã đưa đến trước mặt của tưởng thiên lỗi và nhậm tử hiền, cô thở một hơi, chỉ đành chấp nhận đi đến bàn cơm, trái tim đập thình thịch, nhìn thoáng qua Tô Thủy Kỳ nhờ giúp đỡ. Tô Thủy Kỳ lập tức nhìn về phía Tử Hiền nói, cô ngồi bên cạnh chồng chưa cưới của cô đi, chen với tôi làm gì? Tử Hiền bật cười nói, bất kỳ ở chỗ nào có anh tôi cũng muốn dính lấy anh. Anh không biết à, chồng chưa cưới là cái khỉ gì? Đường Khả Hinh, có muốn tôi nhường chỗ cho cô hay không? Ánh mắt của cô có chút không khách khí. Không cần, Đường Khả Hinh lập tức ngồi ở bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, miễn cưỡng nở nụ cười. Nhã Tuệ cũng rất căng thẳng nhìn về phía tưởng thiên lỗi và nhậm tử hiền nói, tổng giám đốc, nhậm tiểu thư, cơm rau dưa, chớ để ý. Tôi nấu ăn không ngon, thật xin lỗi. Tử hiền không nói lời khách sáo, chỉ nở nụ cười, liền nâng chén, cầm đúa, nhìn sợi khoai tây trên bàn một cái, mới hỏi tại sao sợi khoai tây này có hình dáng kỳ lạ như vậy. À, tiểu nhu có chút đáng thương ngẩng đầu lên nhìn về phía tử hiền, không sợ chết hỏi, nhậm tiểu thư, khoai tây này đã cắt thành sợi rồi, Chị làm sao thấy được nó kỳ lạ? Tử Hiền cười lạnh nói, bởi vì sợi khoai tây này hơi giống cây tăm dài, có chút giống ngón tay ngắn, nhìn một cái cũng biết hình dạng khoai tây thế nào rồi hả? Còn phải hỏi khoai tây à? Nó sẽ nói cho cô biết sao? Tiểu Nhu lập tức mím môi, cúi đầu lầu bầu nói, đó là do mẹ tôi không xịt thuốc trừ sâu. Không xịt thuốc trừ sâu thì rất ngon à. Hình dáng kỳ quái như vậy người nào ăn được nhậm tử hiền nhìn về phía tiểu nhu nói rất thẳng tử hiền tô thủy kỳ bất đắc dĩ nhìn về phía cô bản thân nói đừng làm cho người ta không vui nếu thật đói bụng thì ăn cơm đi chính là do cô quyết định ngồi xuống vậy tôi cũng có quyền kén chọn tử hiền vẫn gắp mấy sợi khoai tây tức giận nhai mạnh tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng từ trước đến giờ đối với cô vợ chưa cưới cổ quái của mình anh đều rất phóng túng chỉ thấy anh vẫn rất phong độ tay nâng chén cầm đũa lên, mặt không thay đổi đưa tay gắp cánh gà hầm rượu đỏ. Sau đó một đôi đũa khác cũng vừa đúng kẹp lên miếng cánh gà kia, anh lạnh lùng ngẩng đầu lên, thấy Tô Thủy Kỳ cũng lạnh lùng nhìn mình. Tất cả mọi người đều ngừng lại, có chút căng thẳng nhìn về phía bọn họ, nhất là đường khả hinh, cô biết Tô Thủy Kỳ bất mãn đối với tưởng thiên lỗi, càng căng thẳng nhìn tưởng thiên lỗi ở bên cạnh một cái, lại nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tử Hiền cũng buồn cười nhìn sáu miếng cánh gà trong đĩa sứ trắng, ở giữa miếng gà chợt cắm hai đôi đúa, cô phốc một tiếng, bật cười. Tưởng thiên lỗi cũng không nhúc nhích, nắm chặt đôi đúa, cắm ở đầu bên này cánh gà. Tô Thủy Kỳ cũng không nhượng bộ, nắm chặt đôi đúa, cắm ở một đầu kia cánh gà. Không ai nhường ai, rằng co không xong, ăn thua đủ. Khả Hinh và ba người các cô cũng không dám động đúa, chỉ căng thẳng nhìn hai người đàn ông trên bàn, giống như ăn mấy tấn thuốc nổ, nhìn đối phương, giống như ngay lập tức, núi lửa sẽ phun trào, trên mặt nhã tuệ lộ vẻ khó xử, trên trán toát mồ hôi lạnh, cười ha ha đứng lên nói tôi. Lúc tôi làm cánh gà coca, ở trên cánh gà cố ý rạch mấy đường nhỏ, để ngon miệng, nhưng hiện tại tôi cảm thấy màu sắc của nó còn chưa đủ tươi, hay là rạch thêm mấy đường nhỏ nữa. Tử Hiền buồn cười liếc về phía cô. Đợi chút ha, chấm ngoặc kép, khả hình cười, sau đó quay mặt đi, vẻ mặt cao có đi vào phòng bếp, sau đó lấy một con dao gọt trái cây sắc bén, ở trước mắt bao người, cô cười ha ha ha, đứng ở trước bàn ăn, đưa con dao cắm vào giữa hai đôi đũa trên miếng cánh gà, dùng sức nhấn xuống. Lập tức cắt miếng cánh gà thành hai nửa, cô thở dốc một hơi, lau mồ hôi trên chán, nở nụ cười cảm ơn nói có thể. Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ nhìn đối phương một cái, rồi lạnh lùng gắp nửa miếng cánh gà bỏ vào trong miệng, nhai rất phong độ tao nhã, nhỏ nhẹ. Đường Khả Hinh căng thẳng quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi ăn cánh gà, lúc ăn vẻ mặt không chút thay đổi, cô lại nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cũng ăn vẻ mặt không chút thay đổi, cô thở dài một hơi, đành phải cầm đũa lên, mới vừa sới vài hạt cơm bỏ vào miệng, lại trơ mắt nhìn Tô Thủy Kỳ và Tưởng Thiên Lỗi đưa tay ra cùng muốn gắp một khối thịt bò, cô chợt cầm đũa lên, giống như một cao thủ võ lâm, gạt một cái, bốp bốp hai một tiếng, quét đũa của hai người đàn ông ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ cùng ngạc nhiên nhìn về phía cô. Mặc cho ba cô gái kinh ngạc nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh lập tức cười nói, cái bàn này dài, mọi người đưa tay gấp quá mệt mỏi. Tôi gấp giúp mọi người. Cô nói xong, lập tức cầm đũa, phát điên gấp một đống thịt bò đưa đến trong chén tưởng thiên lỗi, lại gấp một đống thịt bò đưa đến trong chén tô thủy kỳ, sau đó lau mồ hôi trên mặt, lại đưa đũa gấp một miếng cánh gà trong đĩa thả vào trong chén tưởng thiên lỗi, lại gấp một miếng đưa đến trong chén tô thủy kỳ, lại gấp một miếng đưa đến trong chén tưởng thiên lỗi, lại gấp một miếng đưa đến trong chén tô thủy kỳ, Giống như khi còn bé, chúng ta và người bạn nhỏ chia kẹo, vặn vặn cổ, lắc đầu một cái, vui vẻ nói. Cậu một cái, tớ một cái, cậu một cái, tớ một cái, cậu một cái, một cái, tớ một cái. Cứ như vậy, cả đĩa cánh gà, thiếu chút nữa gắp hết vào trong chén của Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ, còn dư lại một miếng cuối cùng, cô lập tức cầm cái đĩa đưa đến trước mặt của Tử Hiên, mới thở phào nhẹ nhõm cười nói, ăn như vậy cũng sẽ không quá mệt mỏi. Rất thuận tiện. Tử Hiên mất hồn nhìn cô. Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ cũng bình tĩnh cúi đầu nhìn món ăn trong chén chất đống thành kim tự tháp, còn cánh gà chất thành hình dáng thập tự giá chồng lên nhau, sắp rớt xuống. Vẫn cảm thấy không đủ ăn sao, đường khả hinh lại nở nụ cười, động tác thần tốc gắp cà chua, phát điên bỏ vào trong chén hai người đàn ông, có thể nhét vào trong cả chén thịt, kỹ thuật thật cao siêu. Audio điện tử võ tấn bền chương 181, cay chết tôi rồi ánh mắt lưu nhã tuệ lộ vẻ đáng thương nhìn cánh gà của mình và ớt xanh xào thịt bò cùng hành tây xào thịt bò suy nghĩ một buổi tối nuốt nước miếng một buổi tối hiện tại đều bị chất trong chén của hai người đàn ông rồi cô cười một tiếng có chút tức giận nhìn về phía đường khả hinh nói khả hinh ừ chấm ngoặc kép đường khả hinh nhẹ nhàng nghiêng đầu mỉm cười đáp lời bản thân của mình nhã tuệ nghiến răng cũng không chút khách khí nhìn về phía cô cười như không cười nói cô cũng ăn đi bạn thân nhất của cô làm món ăn cả một buổi tối, cô cũng ăn nhiều chút ha." Khả Hinh nhăn mặt, nhìn về phía cô xin lỗi, cười khó xử. Ngược lại Nhậm Tử Hiền hết sức buồn cười nhìn món ăn chất đống trong chén bạn thân và chồng chưa cưới nói, "Chất cao như vậy làm sao ăn? Nếu muốn ăn thì ăn đi, đừng lãng phí tâm ý của Đường Khả Hinh." Đường Khả Hinh cười khổ một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ hai người đồng thời im lặng không lên tiếng, lại nhìn món ăn chất đống trong chén giống như so tài, cầm đũa lên, gắp một phần nhỏ cà chua, ăn một miếng, phát hiện hơi mặn mặn, tưởng thiên lỗi mở miệng nói trước, tôi có chút khát nước. Đường khả hình căng thẳng nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, anh khát à? Chờ một chút, cô nói xong, ngay lập tức giống như một trận gió, lướt vào phòng bếp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía phòng bếp. Bên trong truyền đến tiếng chén đĩa loảng xoảng Hai tay đường khả hình bưng một cái tô lớn, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cô không nói hai lời đặt mạnh ở trên bàn ăn, cầm cái muỗng, phát điên múc đầy một chén canh lớn đưa trước đến trước mặt của tưởng thiên lỗi. Lúc Tô Thủy Kỳ không ngăn cản được, nhanh chóng nện cái muỗng xuống, cầm lấy phần canh còn lại, đổ đầy vào trong một cái chén lớn khác, sau đó đưa đến trước mặt của Tô Thủy Kỳ, mới thở phì phò nói có thể. Tô Thủy Kỳ có chút đồng tình nhìn bộ dáng căng thẳng cô. Tưởng thiên lỗi lại tức giận nhìn canh trong chén mình, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hinh nói, cô cho tôi canh nhiều như vậy, muốn tôi bơi lội ở trong à. Đường khả hinh cẩn thận nhìn về phía tưởng thiên lỗi cười nói, không phải anh nói khát nước sao. Tự mình múc quá mệt mỏi, tôi giúp anh, như vậy không phải rất tốt sao. Tưởng thiên lỗi nhướng mắt nhìn bộ dáng đường khả hinh sợ thiên hạ không đại loạt, anh nở nụ cười, khẽ nhíu mày nói, đúng vậy. Như vậy rất tốt, cô cũng ăn đi. Anh nói xong liền đưa đúa gắp cà chua, khoai tây còn dư lại bỏ vào trong chén đường khả hinh, hơn nữa kỹ thuật càng cao siêu hơn, chất đống giống như kim tự tháp, ba cô gái cầm chén cơm trắng, chờ mắt nhìn món ăn trên bàn từ từ ít đi, sau đó nhìn món ăn trong chén đường khả hinh càng lúc càng chất cao, đến một sợi khoai tây cuối cùng cũng gắp lên, xếp ở tầng chót nhất trong chén. Kim tự tháp xinh đẹp hoàn thành. Đường khả hinh nhìn thức ăn trong chén, muốn khóc. Ba cô gái không nói gì nhìn cái đĩa trước mặt trống không chỉ còn lại vết dầu, nước canh cũng không còn chút nào. Tiểu Nhu rất ủy khuất mím môi, muốn lên lén đưa đúa gắp một cánh gà trước mặt Tử Hiền. Tử Hiền quay đầu hung hăng nhìn cô chằm chằm. Cô lập tức rút tay về, rất ủy khuất cúi đầu nhìn chén cơm trước mặt, thật sự nhịn không được, liền vươn tay bưng cái đĩa ớt xanh xào thịt bò, đổ một chút nước vào trong cơm, vớt vớt cơm, vừa ăn vừa tội nghiệp nhìn về phía Khả Hinh, hâm mộ nói, Khả Hinh, cô ăn đi, cô có thật nhiều món ăn. Đường Khả Hinh không nói gì. Ăn đi, Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói rất tự nhiên. Tô Thủy Kỳ cũng hơi mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cười khổ, cầm đũa lên, cẩn thận gắp sợi khoai tây vừa bỏ vào miệng, vừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, cũng gắp một miếng cà chua bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai. Hai người là vợ chồng hay kẻ thù vậy? Nếu không đắm đuối đưa tình thì tại sao phải nhìn đối phương? Nhậm Tử Hiền buồn cười nhìn về phía bọn họ hỏi. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu đi, tiếp tục cúi đầu ăn khoai tây. Tưởng Thiên Lỗi cũng ăn cà chua, nhưng ăn thế nào cũng ăn không hết. Tô Thủy Kỳ cũng mỉm cười ăn món ăn, bởi vì đó là Khả Hinh gắp cho, anh vừa ăn vừa hỏi, đúng rồi, Tử Hiền, cô tìm Khả Hinh có chuyện gì? Tử Hiền cầm cánh gà cắn một cái, nhìn ánh mắt Tiểu Nhu thèm thuồng nhìn mình, ánh mắt cô sáng lên, có chút hả hê, nhìn Khả Hinh nói tìm cô ấy muốn lấy về một món đồ. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên và căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô hỏi đồ gì. Tử Hiền cười nhạt nhìn về phía cô nói điện thoại của chồng chưa cưới tôi. Cô đã không còn là nhân viên khách sạn Á Châu, như vậy giữa mọi người đừng chơi trò mèo vần chuột nữa, cũng không cần thiết liên lạc điện thoại. Mặt của đường Khả Hinh đỏ lên. Tô Thủy Kỳ im lặng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía Khả Hinh, lại nhìn về phía tưởng thiên lỗi, có chút mất mát và không thể tin nổi. Ở, ờ, ở trong phòng của tôi, tôi lập tức mang đến, đường khả hình muốn đứng dậy, cổ tay lại bị người kéo, cô quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi, anh lạnh lùng nói ăn cơm xong rồi đi. Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình chỉ đành phải ngồi xuống. Tôi muốn ngay bây giờ, ánh mắt tử hiền có chút trong trẻo lạnh lùng nhìn cô. Đường khả hình nhìn ánh mắt lạnh lùng của tử hiền, ngay lập tức nói tôi đi lấy ngay. Cô nói xong, ngay lập tức đứng dậy đi vào phòng, từ trong ngăn tủ của mình, lấy điện thoại di động ra, cẩn thận lau lau, xác định không chảy xước, mới đi nhanh ra ngoài đưa đến trước mặt của Tử Hiên, nói, điện thoại của cô. Là điện thoại của chồng chưa cưới của tôi. Tử Hiên nhận lấy điện thoại di động, mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh nói, cái trò chơi này do Tô Thủy Kỳ gợi ý. À, Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn về phía cô. Tô Thủy Kỳ cũng nhìn về phía cô, cau mày kêu nhỏ Tử Hiên tử hiền cũng không quan tâm suy nghĩ của người nào chỉ nhìn về phía đường khả hinh mỉm cười nói anh ấy từng chơi trò này một lần với cô gái anh ấy yêu mến nhất đem điện thoại giao cho đối phương tôi cho rằng cả đời này anh ấy cũng sẽ không chơi cái trò này nữa thật không nghĩ tới trên thế giới này còn có cô gái để cho anh ấy để ý nhưng cô không thích hợp với anh ấy bởi vì cô gái anh yêu mến nhất tuyệt đối sẽ không chơi cái trò chơi này với người đàn ông thứ hai cô không xứng với anh ấy tử hiền Tô Thủy Kỳ tức giận nhìn về phía bạn thân nói, cô thẳng thắn, có lúc thật làm cho người ta rất khó chịu. Trái tim Đường Khả Hinh bị bóp chặt, nhưng không biết nên nói gì, chỉ ngây người đứng đó. Tưởng Thiên Lỗi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Tại sao trên thế giới này đều không thích người khác nói thẳng? Tử Hiền nhìn về phía Tô Thủy Kỳ nói, tôi đang bảo vệ anh. Người đơn thuần suy nghĩ chuyện không quá phức tạp, nhưng Đường Khả Hinh có chút phức tạp bởi vì thân thế của cô ấy làm cho cuộc đời cô ấy có thói quen đung đưa, sẽ có xu hướng nghiêng về người nào đối tốt với cô ấy, cũng bởi vì muốn cảm ơn, có lúc không phân rõ cái gì nên từ chối, cái gì phải từ chối. Trong lòng nhã tuệ tức giận, buồn bực lại bắt đầu muốn phát tác, sắc mặt cô có chút thay đổi nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình nghe từng lời nói thẳng thắn này giống như bị dao nhọn đâm, làm cho trái tim người ta bị vặn chặt, thật chặt, giống như nghe tiếng lòng vụn vỡ, cô đột nhiên mỉm cười, cũng không lên tiếng. Buông lỏng một chút, tôi chỉ đang nói sự thật, cũng không có đặc biệt ghim cô. Nhậm tử hiền nhìn về phía đường khả hình cười nói. Tiểu nhu cắn đũa, rất không khách khí nhìn về phía tử hiền. Tử hiền cảm giác có ánh mắt phóng về phía mình, cô nâng hai mắt nhìn về phía tiểu nhu nói con bé chết tiệt kia. Cô còn dám chừng tôi thử xem. Tiểu nhu lập tức cúi đầu. Tử hiền tức giận cúi thấp đầu ăn một miếng cánh gà, lại phát hiện cánh gà này hơi cay, nên nói có còn canh hay không. Còn trong nồi, chấm ngoặc kép, tiểu nhu lầu bầu. Múc cho tôi, tử hiền vừa ăn cơm, vừa ra lệnh. Tiểu nhu bất đắc dĩ đứng lên, lườm cô một cái, mới đi về phía phòng bếp, cầm một cái chén nhỏ, vừa múc canh vừa nguyền rủa cô gái chết tiệt kia tại sao không bị câm học. Cô nói xong, đột nhiên chừng mắt nhìn về phía trên tủ bếp có để ớt chỉ thiên siêu cay của mẹ mình trồng ra, mẹ nói, bảo đảm cay đến không nói nên lời. Cô không nói hai lời, lập tức đặt chén canh xuống cầm trái ớt phát điên nặn nước ớt toàn bộ chút vào trong chén canh vừa nặn vừa thở phì phò nói tôi xem cô còn dám khi dễ khả hinh hay không hừ hừ cho cô cay chết luôn tôi để cho cô không nói ra lời cô làm gì đấy đường khả hinh lập tức đoạt lấy trái chỉ thiên trong tay tiểu nhu khẽ nhìn cô nói cô đừng làm như vậy tiểu nhu hoảng sợ nhìn về phía đường khả hinh có chút uất ức làm việc gì sai nói tôi tôi sai rồi nhưng tôi không nên lấy lại công bằng cho cô sao tại sao cô ấy mắng chửi người như vậy thật quá đáng đường khả hình không nói nhìn cô một lúc lâu mới chừng lớn con ngươi hung ác nói cô cầm vài trái ớt nước không đủ nhiều à tiểu nhu ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hình kinh ngạc trợn to hai mắt nên như vậy đường khả hình đột nhiên nắm lấy một đống ớt chỉ thiên phát điên nặn nước vào trong chén tiểu nhu nhìn cô như vậy cũng bật cười vui vẻ cố sức nặn nước ớt chỉ thiên này có xịt thuốc trừ sâu hay không? Đường khả hình đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Không có, chấm ngoặc kép, tiểu nhu ngây ngốc lắc đầu một cái. Lần sau bảo mẹ cô chuẩn bị, đường khả hình lại tức giận nặn tiếp. Trên bàn ăn, Tô Thủy Kỳ lại bất mãn nhìn về phía Tử Hiền nói, Tử Hiền, cô phải nói xin lỗi vì hành động mới vừa rồi của mình. Không cần, cô lập tức kẹp thịt bò trong chén Tô Thủy Kỳ, bỏ vào trong miệng, có chút hài lòng nói, mùi vị này tạm được, chỉ hơi mặn một chút. Nhã tuệ nhìn về phía cô, cười miễn cưỡng. Canh tới rồi, chấm ngoặc kép, đường khả hình tự mình bưng chén canh đặt ở trước mặt của nhậm tử hiền, mỉm cười nói uống canh đi. Cô từ từ uống. Cô nói xong trở lại ngồi xuống bên cạnh tưởng thiên lỗi. Tôi khát chết rồi, nhậm tử hiền nói xong, ngay lập tức cầm muống, há miệng uống một hớp, không ngờ canh mới vừa vào miệng, cô chừng lớn con ngươi, phụt một tiếng, phun ra phía trước, trong chớp mắt, phun nước canh lên gương mặt đẹp trai của tưởng thiên lỗi. chương 182, rơi mất một cúc áo. Tưởng thiên lỗi lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía vợ chưa cưới, rốt cuộc không nhịn được kéo khăn giấy, vừa lau mặt, vừa tức giận nói em làm sao vậy hả? Mới vừa ngồi xuống đã nói không ngừng. Cay chết tôi rồi, tại sao canh này cay như vậy? Nhậm tử hiền vừa tức giận nhìn đường khả hinh gào lớn, vừa không ngừng thở hồn hền. Tưởng thiên lỗi chớp mắt một cái, cũng cảm giác trên mặt mình nóng rát, anh nghi ngờ nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình giống như có chút vô tội nhìn về phía nhậm tử hiền, trừng lớn con người nói, nhậm tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không biết cô không thể ăn cay, bởi vì lúc tôi bưng canh đến, đã nói với cô rồi, canh này rất cay. Rất cay, cô đùa bỡn tôi, tôi cũng không tin canh của hai người bọn họ cũng cay giống canh của tôi. Tử hiền tức giận nhìn đường khả hình, nói. Đường khả hình nghe vậy, Vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía hai người đàn ông Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ nói, "Vậy, tổng giám đốc Tưởng và cậu chủ Tô hai người uống thử xem." Sắc mặt của hai người Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ bình tĩnh cùng nhìn Đường Khả Hinh một cái, Tưởng Thiên Lỗi im lặng cầm cái muỗng lên trước, nhẹ múc một muỗng canh nhỏ trong chén canh lớn của mình, thổi vài hơi bất nóng, vừa muốn uống một hớp, lại cảm giác trên đùi mình bị người véo mạnh một cái, anh khẽ cau mày, nhưng mặt nhìn Đường Khả Hinh một cái. Đường Khả Hinh cũng miễn cưỡng cười nói con người của tôi chưa bao giờ thích nói dối, sẽ không gạt người, cay là cay, không cay là không cay, không giống có vài người. Đối với người khác lúc tốt lúc xấu, không có thành ý. Tưởng Thiên Lỗi nghe nói như vậy liền nhíu mày, không nói gì nhìn cô. Tổng Giám Đốc Tưởng, anh uống đi. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh quay đầu sang, ánh mắt có chút sáng, lại phát ra một tia tức giận, giống như đang nhắc nhở anh, đừng quên ngày hôm qua anh nói xin lỗi với tôi nét mặt tưởng thiên lỗi không lộ vẻ gì, cầm muỗng canh, trong cái nhìn chăm chú của mọi người, khẽ hút một ngụm, chợt cảm thấy hương vị ngọt ngào ngon miệng, thật sự là nước canh giải nhiệt tốt nhất ngày hè, thế nhưng anh lại nhíu mày, thở nhẹ một hơi, vẻ mặt lộ ra một chút gian nan, bất mãn nhìn về phía đường khả hinh nói, canh này quá cay. Tôi ăn không quen, tại sao khẩu vị của mọi người kỳ lạ như thế? Ánh mắt đường khả hinh sáng lên, nhịn cười. Nhã tuệ và tiểu nhu cũng khẽ cắn môi dưới, nhịn cười nhìn anh thiệt giả nhậm tử hiền cau mày nhìn nét mặt của chồng chưa cưới ừm tưởng thiên lỗi lại thở ra một hơi vẻ mặt lộ ra rất cay nói quá cay bản thân tôi thích ăn cay cũng không chịu nổi mùi vị này tôi thật sự không uống được nữa tôi không tin chấm than ngoặc kép nhậm tử hiền không có ngu như vậy nếu không em hãy thử xem chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi rất phóng khoáng đẩy chén canh về phía vợ chưa cưới Thôi đi, nhậm tử hiền hung hăng trợn mắt nhìn chồng chưa cưới một cái, mới nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cũng có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt khó chịu của tưởng thiên lỗi một cái, cũng cầm muống, uống một hớp canh, chợt cảm thấy canh này ngọt ngào ngon miệng, anh lập tức để muống xuống, vẻ mặt khổ sở, làm bộ khó chịu muốn ho khan, vội vàng lắc đầu một cái nói ôi, canh này cay làm cho người ta không chịu nổi. Đường khả hình nhịn cười nhìn về phía anh, cố ý lộ ra chút đau lòng nói, anh cay hả, có muốn tôi mang cho anh một lon cola hay không tôi tôi không biết mọi người không uống được canh cay nhà của chúng tôi đều ăn canh cay đúng vậy đúng vậy tiểu nhu lập tức đi vào phòng bếp cầm lên một trái chỉ thiên ở trước mặt mọi người đưa nguyên trái ớt vào trong miệng vừa nhai vừa rất ngọt ngào cười nói nhà chúng tôi ăn cay cũng giống như ăn quả táo chúng tôi có thể ăn cay nhã tuệ và khả hình trợn to hai mắt nhìn tiểu nhu vừa nhai ớt cay vừa cười hi hi Bộ dáng của Tiểu Nhu vẫn còn tốt, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đám người điên này, không trách được mọi người không để cho người ta thích, ăn ớt cay mặt không chút thay đổi, cũng không biết cấu tạo thế nào. Nhậm Tử Hiền ghét bỏ nhìn cô một cái, chợt cảm thấy cổ họng như bị lửa đốt, đột nhiên cay xé, cô ho khan mấy cái, quả thật nói không ra lời, cô liều mạng hà hơi, khó chịu nói, không chịu nổi. Quá khó chịu. Em khó chịu thì nói ít một chút. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía nhậm tử hiền nói. Tôi không nói lời nào, mọi người hài lòng chưa? Nhậm tử hiền tức giận nói. Tô Thủy Kỳ cũng hơi mỉm cười nhìn về phía tử hiền nói. Đúng rồi, cô tới đây là vì tìm khả hình đòi điện thoại di động sao? Tới đây nhắc nhớ cô ấy một câu, sau này không có tiền, đừng vay tiền tổng giám đốc tưởng. Hiện tại cô ấy có tiền lương rất nhiều. Nhậm tử hiền vừa ho khan, vừa nuốt cổ họng nóng rát, khó khăn nói những lời này. Sắc mặt của Tô Thủy Kỳ hơi thay đổi nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chút lúng túng liếc Tô Thủy Kỳ một cái, hơi ngượng ngùng nói, "Hôm nay bởi vì tôi thật sự rất vội, không có cách nào mới làm như vậy. Tôi không cố ý. Sau này nên tránh được thì cố gắng tránh đi. Con người của tôi thích nhất là chơi trò búa và kéo với người khác. Mỗi lần chơi cũng sẽ nói cho đối phương biết tôi sẽ ra cái gì, nhưng không nhất định tôi sẽ ra cái đó. Chỉ là ở trong mắt tôi cô không là gì nhưng bởi vì cô là bạn bè của ricky cho cô ba phần mặt mũi sau này chuyện như vậy đừng để tôi gặp phải lần sau cô cũng không có may mắn như vậy đâu nhậm tử hiền hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của mọi người nói ra những lời thật khó nghe tử hiền chấm than ngoặc kép tô thủy kỳ thật sự không nói nên lời nhìn về phía cô bạn thân vẻ mặt tưởng thiên lối cũng bình tĩnh ngồi tại chỗ nhìn vợ chưa cưới đã bị cay đến không chịu nổi vẫn muốn hắng giọng mắng chửi người liền không vui nói em đã uống canh cay miệng rồi vẫn không chịu buông tha cho người như thế. Sớm biết như vậy, anh không tới đây cùng em. Nhậm tử hiền hừ một tiếng, không nói lời nào. Đường khả hình ngồi tại chỗ, chớp mắt một cái, nhưng vẫn nắm chặt quả đấm, cố gắng chịu đựng. Tô Thủy Kỳ nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của khả hình cũng im lặng không lên tiếng. Bữa cơm này, có người ăn ngon no bụng, có người ăn rất ít nên không no bụng. Hơn nữa bởi vì lời nói của tử hiền, không khí chợt trở nên rất tệ, bởi vì có chút tâm sự, khả Hinh chỉ chọn ăn một chút khoai tây. Tưởng thiên lỗi hơi quay đầu sang nhìn bộ dạng của cô, vừa muốn gắp một miếng cánh gà bỏ vào trong chén của cô, lại thấy một người khác đã gắp một miếng đưa đến trong chén của cô, anh lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cũng nhìn về phía anh. Đường khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn hai người bọn họ một cái, tiếp tục im lặng ăn miếng cánh gà kia. Nhã tuệ đang cầm chén, nhìn bộ dáng bản thân, Hai mắt xoay nhìn về phía Khả Hinh cố ý nói, "Khả Hinh. À, hôm nay báo chí nói chuyện của cô, cô đã suy nghĩ kỹ càng chưa?" Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhã Tuệ, có chút mất hồn hỏi, "Chuyện gì?" Nhã Tuệ bật cười nói, "Cô quên à, chuyện đầu bếp Trần phòng ăn chúng ta muốn kết thân với cô." Lời này vừa nói ra, Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường khả hình chừng mắt nhìn về phía ánh mắt dịu dàng của nhã tuệ, cô A à một tiếng mới cười nói, tôi đã suy nghĩ kỹ, sáng ngày mốt, tôi sẽ đi xem mắt. Ăn mặc xinh đẹp một chút, anh ấy vẫn luôn nói cô thật đáng yêu, rất thích kết thân với cô. Từ nhỏ khả hình đã nói phải gả một đầu bếp đẹp trai giống như cha. Nhã tuệ vừa bới cơm trắng, vừa mỉm cười nói. Ánh mắt tưởng thiên lỗi hơi xoay tròn vẫn im lặng nhìn về phía đường khả hình. Tô Thủy Kỳ cũng im lặng nhìn về phía cô đường khả hình không muốn nói chuyện chỉ im lặng ăn cơm nhậm tử hiền nghe xong mặc dù giọng nói hơi khàn khàn lại chế diễu nói má trái của cô nát thành như vậy còn có người thích sao tử hiền chấm than ngoặc kép rốt cuộc tô thủy kỳ không thể nhịn được nữa nhìn về phía cô tôi chỉ đang nói sự thật thôi nhậm tử hiền lại không khách khí nói đường khả hình chợt cảm thấy trái tim lấp một tảng đá lớn nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng tôi ăn no rồi Tô Thủy Kỳ đột nhiên lạnh lùng, đứng dậy, sau đó kéo Tử Hiền lên nói, theo tôi ra ngoài một chút. Tại sao, tôi còn chưa ăn xong, Tử Hiền cố gắng kéo tay lại. Tôi thấy cô nói chuyện no rồi. Chấm than ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ lạnh lùng, nắm cả người Tử Hiền lôi cô ra phòng khách, sau đó cầm túi sách nhỏ của cô, trực tiếp kéo cô đi ra ngoài cửa. Cả phòng khách nhất thời yên tĩnh trở lại. Tiểu Nhu trợn to hai mắt, vừa lùa cơm vào miệng, vừa nhìn tưởng thiên lỗi và khả hinh nhã tuệ ngồi ở đầu kia nhìn hai người bọn họ bất đắc dĩ cười nói đoán chừng tất cả mọi người ăn no rồi vậy tôi dọn bàn thôi cô nói xong ngay lập tức đứng dậy thu dọn tất cả chén đĩa cùng tiểu nhu đi vào phòng bếp chuẩn bị rửa sạch tưởng thiên lỗi cũng đứng lên trầm giọng nói tôi cũng ăn no rồi phải đi thôi đường khả hinh ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng tưởng thiên lỗi đứng ở bên cạnh cô nhìn bộ dáng thất thần của cô nhàn nhạt, nhạt nói tây trang của tôi Lúc này đường khả hình mới hơi tỉnh hồn, im lặng không lên tiếng đứng dậy đi vào phòng ngủ, đi tới trước tủ treo quần áo, giống như con rối lấy ra tây trang của anh ôm nhẹ vào trong ngực, mới vừa muốn xoay người đã nhìn thấy tưởng thiên lỗi vén bức màn tre đi vào phòng, đang nhàn nhạt nhìn mình, cô im lặng cầm tây trang chậm rãi đi đến trước mặt của anh, đưa tây trang cho anh. Tưởng thiên lỗi vừa nhìn cô, vừa nhận lấy tây trang, đứng ở trước kính toàn thân, vừa mặc, vừa nhìn đường khả hình. Đường khả hình không muốn nói chuyện, chỉ sâu kín đi ra ngoài. Rất mất một cúp áo rồi." Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh đứng ở bên màn cửa nghe nói như thế, liền hơi xoay người lại đến trước mặt của anh, không nhịn được nắm một góc tay trang của anh, nhìn cúp áo màu đen vẫn rất đầy đủ, liền yếu ớt nói, "Không có đâu." Trong chớp mắt Tưởng Thiên Lỗi đưa tay ôm chặt eo nhỏ của cô, buộc thân thể của cô dựa vào mình, hai mắt nóng rực nhìn cô. Chương 183, không có cảm giác một, ánh mắt Đường Khả Hinh rời rạc, không chút nào chống cự nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi buông lỏng thân thể của cô, nhíu mày thật chặt nhìn cô, lạnh lùng nói: tại sao dùng vẻ mặt này? Tôi ghét vẻ mặt này của cô. Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, giống như không còn hơi sức, nhưng ẩn chứa tức giận nói: mỗi lần tôi tiếp xúc với anh, không phải tôi còn nửa cái mạng thì tôn nghiêm của tôi bị trà đạp không đáng giá một đồng, lúc nào cũng làm cho tôi không thở nổi, chống đỡ không nổi. rất mệt mỏi không có sức phản kháng, không thể hùa theo, không thể thuận theo, chỉ có thể im lặng. GOCTIUYEN.COM Cô nói xong liền muốn giấy dụa thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Tưởng thiên lỗi lại ôm chặt thân thể của cô, dán lên tường, đè nén ở trên người của cô, ánh mắt nóng rực nhìn hai mắt của cô lạc thần rưng rưng, anh muốn nói gì đó, lại không nói, chỉ nhìn chừng cô. Ánh mắt đường khả hình lạc thần trong chốc lát, cuối cùng cảm thấy ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, tức giận nói, anh cách xa tôi một chút, nếu không, vợ chưa cưới của anh lại nhắc nhở mặt của tôi rất xấu xí, rất ghê tởm, lo lắng không ai thèm lấy tôi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô thật sâu, hai mắt xẹt qua nụ cười, nhìn mái tóc ngắn của cô che kín má trái, hơi lộ ra vết sẹo màu hồng, trầm giọng hỏi, muốn đi xem mắt. Đúng vậy, tôi phải nhanh chóng tìm người gả đi, nếu không sẽ có rất nhiều người ngứa mắt khuôn mặt này của tôi chấm hỏi ngoặc kép, cô cắn răng muốn đẩy ra anh. Tưởng thiên lỗi dùng sức đàn ông ôm chặt thân thể của cô, khuôn mặt kiên nghị lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chóp mũi sắp chạm vào chóp mũi của cô, sâu kín nói tôi không thấy ngứa mắt. Đường khả hình trợn to hai mắt nhìn anh ở khoảng cách thật gần. Tưởng thiên lỗi cũng sâu kín nhìn cô, nhìn đôi mắt to trong suốt, sống mũi cao hấp dẫn, còn có cánh môi hồng giống như hoa anh đào, lộ ra màu sắc sáng bóng, ánh mắt anh dần dần chạy ở môi gợi cảm của cô. Cảm tính nói, như vậy không phải rất xinh đẹp sao? Hai mắt đường khả hình lập tức đỏ bừng. Tưởng thiên lỗi chậm rãi vươn tay, muốn vén nhẹ sợi tóc bên má trái của cô. Đường khả hình lập tức nắm chặt cổ tay của anh, tức giận nói, những kẻ có tiền như các người đều thích vạch trần vết sẹo của người khác phải không? Cô sừng sốt, cô ngây người, cả người lập tức cứng ngắc. Hai mắt của cô nhìn về phía trước, cảm thấy bức màn che đón gió đang nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra tia sáng hai mắt cô ửng đỏ trong đáy lòng có chút chua có chút cảm giác kỳ diệu ngọt ngào giống như lên men từng chút từng chút bành trướng bành trướng đôi môi của tưởng thiên lỗi cách mái tóc đen nhánh rơi vào trên má trái của cô nước mắt đường khả hinh lăn xuống tưởng thiên lỗi chậm rãi rời môi đi khẽ hôn khuôn mặt vết sẹo màu hồng lộ ra khỏi mái tóc đường khả hinh chợt chấn động một cái cảm giác đôi môi mỏng của anh nhẹ tiếp xúc vết sẹo của mình có chút ướt át và ngứa ngáy làm cho mình tê dại, đôi tay tự nhiên rủ xuống ở cạnh tường, hơi thở trong lồng ngực nặng nề, nặng nề. Zocotiuyen.com Đôi môi tưởng thiên lỗi lại rơi vào đúng chiếc cằm nhọn, thậm chí cắn nhẹ một cái. Có chút đau đớn. Trong chớp mắt đường khả hình tỉnh táo, cô giống như bị đả kích khổng lồ, thân thể chấn động mạnh một cái, đẩy tưởng thiên lỗi ra, tức giận nói anh làm gì vậy? Anh tránh ra. Tưởng thiên lỗi lại nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô, đẩy cô dựa vào tường, lập tức cúi xuống hôn lên môi của cô. Ư mờ chấm ngoặc kép, khuôn mặt của đường khả Hinh nóng lên, trái tim đập mạnh bởi vì cảm xúc nào đó vỡ hòa ra, chừng to mắt nhìn người trước mặt. Tưởng thiên lỗi đã nhắm hai mắt lại, mút bờ môi, hưởng thụ mềm ngọt, đầu lưỡi lại muốn xông vào khoang miệng cô dây dưa giống như đêm đó. Khả Hinh lưu nhã tuệ đi vào phòng, nhìn thấy tưởng thiên lỗi đứng ở trước kính toàn thân sửa sang lại âu phục của mình sau đó đường khả hình đứng ở một bên khuôn mặt sung huyết đỏ bừng hai mắt rời rạc thở phì phò cô có chút lo lắng kêu nhỏ cô làm sao vậy chấm ngoặc kép khả hình lắc đầu một cái nhã tuệ lại nhìn bóng lưng tưởng thiên lỗi sâu kín nói tôi nghĩ có thể nhậm tiểu thư đang ở dưới lầu cho nên tới xem một chút hai người từ từ nói chuyện cô im lặng đi ra ngoài đường khả hình vẫn ngây ngô đứng ở một bên im lặng không lên tiếng tưởng thiên lỗi sửa sang xong tây trang đi tới đứng trước mặt của đường khả hình mới vừa muốn mở miệng nói chuyện khả hình chợt hung hăng tát một bà tai vào mặt của anh chát tưởng thiên lỗi cũng không nhúc nhích hai mắt không thể tin nhìn đường khả hình đường khả hình tức giận nhìn anh nói anh cho tôi là cái gì lúc mất hứng thì sỉ nhục tôi lúc vui vẻ thì hôn tôi anh có vợ chưa cưới còn có một người yêu đã có chồng. Cho dù tôi hèn hạ đi nữa cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh. Nghĩ đến hôm nay anh vô tình đuổi tôi đi, bây giờ lại chạy tới hôn tôi. Thật coi tôi là con dối à, tôi không có giống như anh nghĩ. Tưởng thiên lỗi vẫn nhìn chừng đường khả hình. Trước mặt anh, đường khả hình hung hăng lau cánh môi, liền muốn xoay người đi khỏi, tưởng thiên lỗi lại nắm chặt cổ tay của cô, vội vàng kéo cả người trở lại, không ngờ sức lực quá mạnh, hai người ngã ở trên chiếc giường nhỏ của nhã tuệ, anh mạnh mẽ đè thân thể của cô, cúi đầu nhìn cô tức giận nói ý của cô là, cô không có hưởng thụ nụ hôn này. Cô không có chút cảm giác, cho nên mới tắt tai tôi. Tôi không có chút cảm giác, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh, tức giận nói. Thật sao, tưởng thiên lối cười lạnh, hai mắt lộ ra một tia khiêu khích, mãnh liệt cúi đầu hôn lên môi của cô. Ư mờ chấm ngoặc kép, đường khả hình tức giận đóng chặt đôi môi, đôi tay nắm chặt áo trên bả vai anh vặn thành một cục. Tưởng Thiên Lỗi hung hăng cắn môi cô. A à, chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh đau đến há mồm kêu nhỏ. Đầu lưỡi của Tưởng Thiên Lỗi thừa lúc xông vào mãnh liệt quấn lấy đầu lưỡi của cô, Bá Đạo muốn nuốt luôn lưỡi cô, giống như lúc mới gặp gỡ. Bàn tay to của anh hoàn toàn không lo lắng mọi người ở bên ngoài, mạnh mẽ xoa lưng cô, cách quần áo mềm mại, nắm cái mông của cô, thậm chí tay vuốt xuống nắm chặt cái chân nhỏ của cô co rút lên thân thể đường khả hình tê dại, mùi chân co rút, lại cảm thấy đầu lưỡi nóng bỏng của tưởng thiên lỗi xông vào trong miệng của mình, quấn lấy đầu lưỡi của mình, một cảm xúc nồng đậm, từ trong nụ hôn bùng lên làm cho đại não của cô trong chớp mắt tê dại, thân thể dần dần giống như bị lạc mất phương hướng, mềm nhũn. Tưởng thiên lỗi cảm thấy cô mềm mại, từ từ buông khỏi nụ hôn kia, lấy tư thế người chiến thắng nhìn cô nói, không có say mê sao. Anh, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ lên, tức giận đưa lên chân muốn đạp người anh, không ngờ bị anh mạnh mẽ bắt được, chợt cúi xuống, hung hăng cắn một cái ở trên đầu ngón chân của cô. A, à, đau chết mất, vẻ mặt Đường Khả Hinh khổ sở kêu nhỏ. Tưởng Thiên lỗi lại mỉm cười đứng lên, hơi sửa sang lại ô phục, vén mở bức màn che đi ra ngoài. Đường Khả Hinh lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhìn bức rèm che đung đưa hai bên, giống như mới vừa rồi bóng dáng của người kia chưa từng xuất hiện, giống như đang nằm mộng, cô thở hổn hển quay đầu lại, nhớ lúc này anh cúi xuống hôn mình thì hai mắt nhắm lại tiết lộ tin tức anh đang say mê cô thở mạnh một hơi mặt lại đỏ lên cô tức giận khổ sở lúng túng tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn suy nghĩ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nụ hôn kia là thế nào cô lập tức ngã xuống giường kéo chăn đắp mình thở phì phò nghĩ đến lúc người kia hôn lên vết sẹo của mình thì lộ ra vẻ thương yêu cô lại chui vào trong chăn nức nở kêu lên tưởng thiên lỗi bước nhanh ra khỏi căn phòng nhỏ một lần nữa đi qua chai rượu đỏ trong tủ kính, nhưng không có dừng lại, lúc Tiểu Nhu và Nhã Tuệ từ trong phòng bếp đi ra, anh đã đi ra khỏi cửa chính, bước nhanh xuống cầu thang, nhớ lại bộ dáng đường khả hình nằm ở trên giường, bị mình cắn thì vẻ mặt khổ sở, hai mắt anh xẹt qua vui vẻ, vệ sĩ mở cửa chính cầu thang cho anh, anh vừa đi ra ngoài vừa hỏi, nhậm Tiểu Thư đâu? Đi trước với cậu chủ tô rồi, vệ sĩ nói, ừm. Um, tưởng thiên lỗi ngồi vào chỗ ngồi phía sau chiếc Rolls Royce, nhìn những người trên con phố nhỏ có người trẻ có người già tò mò nhìn mình thậm chí có vài người nói hả là cậu ấm lái chiếc land rover kia sao ánh mắt của anh sáng lên nở nụ cười đắc ý tựa vào ghế ngồi sau xe đưa tay tựa vào bên cửa xe nhìn xe chậm rãi chạy đi chạy dọc theo con đường lớn ngọc lan ngón tay của anh khẽ chạm môi mỏng của mình thậm chí xoa nhẹ qua lại trên mặt mơ hồ hiện lên nụ cười không khí như vậy ngay cả tài xế cũng cảm nhận được tài xế cầm tay lái nhìn tưởng Thiên Lỗi ở bên trong kính xe lúc nghiêng mặt nhìn phía ngoài cửa sổ vẫn lộ ra nụ cười ông ta cũng cười theo tổng giám đốc vào lúc này điện thoại di động vang lên alo tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động thấy số điện thoại của Như Mạt thái độ liền hơi thu lại có chút căng thẳng kêu nhỏ hôm nay tại sao còn chưa tới em chờ anh thật lâu chấm ngoặc kép giọng nói Như Mạt có chút run rẩy giọng nói của em làm sao vậy tưởng thiên lỗi đột nhiên có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ hơi bị cảm, chấm ngoặc kép, như mạt miễn cưỡng cười nói. Anh tới ngay lập tức, tưởng thiên lỗi cắt điện thoại di động, nghĩ đến nụ hôn lúc này, hai mắt sốc sách lóe lên một cái, liền căn dặn tài xế nói, đến bệnh viện. Vâng, chiếc Rolls Royce nhanh chóng chạy về phía trước. Chiếc Land Rover chạy qua một công viên nhỏ bên đường. Tô Thủy Kỳ tức giận nhìn Tử Hiền nói, rốt cuộc vừa rồi cô muốn làm gì? Nhậm Tử Hiền nhìn Tô Thủy Kỳ, mỉm cười nói, tôi muốn làm gì, anh không biết sao? Anh không hiểu cá tính của tôi à? Tô Thủy Kỳ tức giận nhìn về phía cô bạn thân nói, Tử Hiền. Tôi biết rõ cô ở nước ngoài quanh năm, tính tình thoải mái. Nhưng cô không thể xem khả hình như một cô gái bình thường, tùy ý tổn thương cô ấy. Tùy ý, Tử Hiền cười lạnh, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ tức giận nói, anh cho rằng tôi tùy ý. Tôi cố ý đấy, tôi cố ý tổn thương cô ấy. Anh biết vì sao không? Có muốn tôi nói cho anh biết hay không? Tô Thủy Kỳ tức giận nhìn cô, chương 184, cô ấy sẽ trở về. Tô Thủy Kỳ, anh biết kiếp trước phụ nữ là cái gì không? Nhậm tử hiền tay cầm túi sách, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ im lặng nhìn cô. Nhậm tử hiền nhìn Tô Thủy Kỳ nói, kiếp trước phụ nữ là con mèo cô ấy có thể dễ dàng ngửi được mùi thơm của phụ nữ khác ở thân thể đàn ông còn có móng vuốt thậm chí nước bọt bọn họ có thay đổi cũng chỉ có phụ nữ mới có cảm nhận được đàn ông luôn làm chủ chính mình cho dù đường khả hình xảy ra bất cứ chuyện gì cô ấy cũng tuyệt đối không thể nào ở chung một chỗ với tưởng thiên lỗi thế giới của anh ấy rất lớn sự nghiệp của anh ấy rất lớn gia tộc của anh ấy rất lớn tình yêu của anh ấy cũng rất lớn tôi đã như thiêu thân lao đầu vào lửa rồi cho nên đường khả hình cũng đừng hy sinh nữa. Cô nghĩ quá nhiều, Tô Thủy Kỳ nhìn về phía Nhậm Tử Hiền nói. Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cười nói, cho nên tôi mới tới đây nhắc nhở cô ấy. Không để cho cô ấy suy nghĩ quá nhiều, bởi vì tôi không muốn đấu với cô ấy, bởi vì tôi đấu với như mặt, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tô Thủy Kỳ cao mày nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền lạnh lùng đứng ở bên đường nhìn từng đóa hoa sen màu hồng, phát ra mùi hương thanh khiết, cô lại nghiêm nghị nói, cuộc đời tôi thống hận nhất là người yếu ớt, lại giả vờ kiên cường, sau đó muốn đàn ông che chở. Cha của tôi không phải bởi vì lại người này mới có giai thoại tình yêu ở bên ngoài, mẹ tôi vẫn chịu đựng, từ tuổi thanh xuân cho đến trở thành người phụ nữ xinh đẹp, rồi đến khuôn mặt già nua, rốt cuộc chờ đợi người chồng ấy náy trở về. Có một buổi tối, tôi vừa muốn trở về phòng, tôi nghe cha của tôi nói với mẹ của tôi, đến phòng của tôi ngủ đi. Mẹ tôi sừng sốt, đứng ở trong phòng khách xa hoa, Mặc quần áo rất xinh đẹp, xoay khuôn mặt già nuôi nhìn về phía cha tôi, trên mặt của bà là cảm động, kích động và nước mắt hạnh phúc. Ha ha ha. Nhậm Tử Hiền nở nụ cười, hai mắt rưng rưng, vô cùng oán hận nói, 25 tuổi đã sinh ra tôi, vẫn làm quả phụ 25 năm. Hàng đêm cô đơn trống vắng, lúc sắc đẹp về chiều thì vào một ngày rốt cuộc người chồng nói một câu, trở về phòng tôi ngủ đi. Nếu như là tôi, tôi nhất định tát cho ông ấy một bạt tai sau đó sải bước xoay người đi khỏi ai muốn loại cảm tình này tôi không muốn tô thủy kỳ yên lặng nhìn về phía cô nhậm tử hiền tức giận nói tôi đã từng thề tôi không muốn cuộc đời tôi giống như mẹ của tôi tôi không muốn đàn ông không yêu tôi tôi muốn mình chủ động tôi muốn mạnh mẽ tôi muốn độc lập bởi vì cuộc sống của bà ấy rất đáng sợ nhưng cho đến khi tôi gặp được tưởng thiên lỗi tôi mới phát hiện tôi đã không còn thuốc chữa đã dẫm lên con đường của mẹ tôi còn muốn đi thử một lần. Trong lòng chua xót dâng tràn lên não. Tử Hiền cố nén nước mắt, khổ sở nói, đã trăm nghìn lần tôi tự nói với mình, tôi tuyệt đối không muốn đi con đường của mẹ tôi, tôi cũng đã thử qua, muốn rời khỏi tưởng thiên lỗi, nhưng tôi phát hiện, thế giới của anh ấy là một từ trường khổng lồ, hấp dẫn tôi, tôi nhận mệnh, tôi giống như hoàn toàn tiến vào trong thế giới của anh ấy, tôi nhận mệnh, tôi để cho mình rơi xuống, tôi đón nhận, Tôi cũng giống mẹ của tôi, mỗi buổi tối đều nghĩ đến người đàn ông kia một lần, phải uống hết một ly rượu đỏ để gây tê thần kinh đại não mới có thể ngủ được. Khi còn bé, tôi cùng với mẹ tôi vượt qua từng đêm rất lạnh lẽo, rất tịch mịch, sau đó tôi về nhà, tôi thường cảm giác tôi ngủ đến lúc nửa đêm mẹ ngồi ở trước giường tôi, đau lòng ôm tôi. Tô Thủy Kỳ thở dài một hơi, hai tay nắm lan can, nhìn ánh trời chiều chậm rãi rơi xuống. Tử Hiền đau lòng nhìn bầu trời chiều khổ sở nói, có lúc, tôi giống như tác phẩm của tôi, thành thích nở rộ ở Paris xinh đẹp, tôi mặc quần áo xinh đẹp, đi dự tiệc rượu sang trọng, thỉnh thoảng tôi có thể quên tình yêu của tôi, nhưng tôi biết, đó là số mệnh của tôi. Tôi cho rằng tôi luôn chờ đợi, chờ đợi đến khi già nua giống mẹ của tôi mới có thể đổi lấy một câu nói của tưởng thiên lỗi, trở về phòng ngủ đi, nhưng ngày đó như mặt rơi xuống biển, cô gái hèn hạ này nhắc nhở tôi một chuyện. Tô Thủy Kỳ quay đầu nhìn về phía cô, hai mắt tử hiền hiện lên một chút lạnh lẽo vô tình nói thì ra kẻ hèn hạ mềm yếu chưa bao giờ không tranh cướp cô ấy cũng dở trò đùa bớn tôi khẳng định cô ấy tự mình rơi xuống mới đổi lấy cảm thông và tình yêu của thiên lỗi cô ấy làm như vậy là muốn nói cho dù là ai cô ấy vẫn là trung tâm toàn bộ thế giới sau đó tôi nhìn thấy chồng chưa cưới của tôi như nổi điên trái tim tôi đau đớn tôi đau đớn muốn chết tôi đột nhiên thức tỉnh tại sao tôi phải chờ đợi tôi không chờ đợi Tôi xinh đẹp, tôi có tư thái, tôi có tài hoa, tại sao tôi phải chờ đợi đến dung nhan của mình già nua lại lên giường làm tình với người đàn ông của tôi? Anh ấy còn có thể muốn tôi sao? Anh ấy cũng chỉ thương hại thân xác già nua của tôi mà thôi, cho nên bắt đầu từ bây giờ, tôi bắt đầu đấu với cô ấy. Tử Hiền, Tô Thủy Kỳ nhắc nhở cô bản thân, vấn đề lớn nhất của cô không phải là tình yêu, mà là cô không cam lòng. Cô cũng giống như mẹ của cô. Vậy tại sao anh không yêu nữa? Tử Hiền lập tức xoay người nhìn về phía Tô Thủy Kỳ tức giận nói: Anh đừng nói với tôi, anh đã quên mất Tiệp Dư. Anh quên cô ấy sao? Đừng nói đến cô ấy. Tô Thủy Kỳ xoay người, không muốn nói đến vấn đề của mình. Tôi tuyệt đối không tin anh đã yêu Đường Khả Hinh. Tử Hiền tức giận nói: Nếu anh thật lòng yêu cô ấy, sẽ không để mặc cho cô ấy như vậy. Mỗi người đều có lúc tịch mịch. Anh và Tưởng Thiên Lỗi đều là loại người rất khó đi vào trong lòng người, nhưng không nhất định yêu. Ít nhất anh không phải Má trái của cô ấy bị phá hủy giống như tiệp sư Tôi khẳng định trong tương lai Nếu đường khả hình biết thân phận thật sự của anh Nhất định sẽ giống như tiệp sư Quỳ dưới đất van xin anh Cứu vớt khuôn mặt cho cô ấy Cho đến lúc này Tôi lo lắng anh không phân rõ cái gì là tình yêu Cái gì là cứu vớt Lại bán bản thân mình Tôi không thích má trái bị phá hủy của đường khả hình Tôi cũng không thích con người của cô ấy Bởi vì loại người này tương lai nhất định sẽ giống như một sợi dây mây xấu xí và đáng sợ quấn thật chặt vào trên người của đàn ông muốn mọi người phải cứu vớt khả hinh không giống tiệp dư tử hiền chấm than ngoặc kép tô thủy kỳ nhìn về phía tử hiền thật lòng nói khả hinh là loại người cô nhìn thấy yếu ớt nhưng trong lòng rất cứng rắn cô ấy không muốn dựa vào bất kỳ ai cô ấy vẫn rất cố gắng dựa vào bản thân mình mà sống mặc kệ cuộc đời cô ấy trải qua yếu ớt hay bất đắc dĩ như thế nào nhưng cô ấy cũng là một người có tôn nghiêm hôm nay cô mắng cô ấy như vậy cô có nghĩ tới lời nói độc ác của mình phản ảnh má trái của cô ấy thì làm cho cô rất xấu xí hay không tử hiền tức giận nhìn về phía tô thủy kỳ đau lòng nói làm bạn bè với anh nhiều năm anh lại vì một đường khả hinh nho nhỏ mắng tôi tô thủy kỳ đau lòng nhìn về phía tử hiền nói nếu tôi không xem cô là bạn thân nhiều năm tôi sẽ không kéo cô đi ra ngoài mà để cho cô ở trước mặt người lặng lẽ luống cuống nếu cô muốn nhận được tình yêu của chồng chưa cưới thì bớt nói lời bén nhọn cô như vậy ai dám đến gần cô mỗi người cũng nên kiềm chế bản thân mình cô bởi vì chuyện của gia đình cho nên luôn phóng túng lớn lên cô kiên cường cũng tốt cô không muốn rơi lệ cũng tốt nhưng cô hoàn toàn không chú ý đến tự ái của người khác mà chỉ nghĩ làm sao cho mình sống vui vẻ như vậy khuôn mặt của cô vẫn không xinh đẹp có lẽ cô nói đúng tôi không xác định được tình yêu của mình đối với khả hình rốt cuộc xuất phát từ cứu vất hay tình yêu. Nhưng lúc tôi ở bên cô ấy, thế giới của tôi đột nhiên trở nên rất mới mẻ, rất thoải mái, tôi không còn nghĩ đến dĩ vãng cũng như nghĩ đến tiệp dư, thậm chí tôi đã từng nghĩ đến khuôn mặt cô ấy không trọn vẹn đến lúc nào thì hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cô ấy không có, cô cười nói với tôi, số mạng cướp đi của tôi một chút xinh đẹp, nhất định sẽ có rất nhiều thứ xinh đẹp hơn chờ tôi phát hiện, cô ấy không cần giao phẫu thuật của tôi tôi không dám chắc tình yêu của mình nhưng ít nhất tôi khẳng định cô ấy xinh đẹp mới động lòng người tử hiền tức giận nhìn anh bạn thân nước mắt lăn xuống tô thủy kỳ lại chân thành nhìn cô bạn thân nói cô có biết những cô gái sửa sắc đẹp phải trải qua quá trình như thế nào mới có thể có được vẻ đẹp của mình không phải trải qua vô tận đau đớn thuốc mê sau đó cắt da mặt của các cô cưa xương thủy mài da chỉnh hợp khâu từng đường chỉ ở trên khuôn mặt mỗi ngày tôi cầm dao giải phẩu làm tới làm lui những việc này tôi nhìn thấy bọn họ chảy máu be bét khuôn mặt rất đáng sợ cho nên khi bọn họ cầm gương nhìn khuôn mặt mình đã thay đổi vui vẻ cười thì trong lòng của tôi càng ngày càng lạnh tôi cảm thấy quá trình này rất đáng sợ nhưng khả hinh cô ấy chỉ hoài niệm quá khứ của mình không có nghĩ tới phải thay đổi một chút vận rủi giữ lại vết sẹo ở trên mặt mình cô đang rất cố gắng rất cố gắng sống sống chỉ có một má phải lộ ra vì không quan tâm tôi giúp đỡ mà tình nguyện ở lại khách sạn á châu nhưng có ai biết trong lòng của cô ấy nặng nề bao nhiêu cô cũng cắn răng chịu đựng chỉ vì cô ấy kiên cường cắn răng chịu đựng chúng tôi mới có thể thưởng thức cô ấy loại người vĩnh viễn yếu ớt không thể chịu đựng nổi thời gian thử thách tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai dùng bất kỳ lời nói nào tổn thương cô ấy cho dù người đó là ai tử hiền cắn răng nghiến lợi nhìn tô thủy kỳ tô thủy kỳ cũng thật lòng nhắc nhở tử hiền tôi không biết cô tranh thủ là đúng hay sai tôi chỉ cảm thấy nếu cô dùng biện pháp sai lầm để tranh thủ, tự cho là đúng, vậy cô sẽ vĩnh viễn không chiếm được. Hôm nay biểu hiện của cô làm cho tôi rất thất vọng. Nếu tương lai, cô không thể có chút tôn trọng đối với Khả hình, vậy thì mời cô tôn trọng tâm hồn và đạo đức của mình một chút. Anh nói xong, liền lạnh lùng đi qua bên cạnh cô, tức giận đi về phía xe của mình. Tử Hiền tức giận xoay người nhìn về phía bóng lưng dịu dàng của Tô Thủy Kỳ, nghẹn ngào nói anh là tên ngốc. Tôi sắc bén. Tôi là người xấu, vậy được chưa? Tôi không muốn anh lại trải qua chuyện giống như Tiệp Dư. Tôi không muốn anh đau khổ lần nữa, tôi không muốn anh mâu thuẫn nữa. Anh cho rằng tôi chỉ vì bản thân mình sao? Tô Thủy Kỳ đưa tay kéo cửa xe, mới xoay người nhìn về phía Tử Hiền nói, thật sao? Vậy tôi được cái gì? Tử Hiền lại tức giận nói, nếu anh không xác định được yêu cô ấy, anh đến gần cô ấy cũng là một loại tổn thương. Anh tốt hơn tôi bao nhiêu? Tô Thủy Kỳ ngồi ở ghế lái, nghe nói như vậy, hai mắt anh mãnh liệt chợt lóe. Anh đã từng thề, đời này kiếp này chỉ yêu Tiệp Dư, nếu yêu người khác nữa, trời đất sẽ không tha cho anh. Cô ấy sẽ lập tức trở về, tôi muốn nhìn xem người bạn thân của tôi lựa chọn như thế nào. Tử Hiên tức giận nói. Chương 185, Umami. Chiếc Land Rover màu đen ở dưới tàng cây ngọc lan lao đi trên con đường lớn. Tô Thủy Kỳ cầm tay lái, nhìn con đường trước mặt lướt qua trong mắt dường như có chút khổ sở đang từ từ tràn ra xe chạy hết con đường lớn ngọc lan chạy về phía trung tâm thành phố nhìn thấy tòa cao ốc giải trí nào đó đang tuyên truyền nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đoạt giải thưởng quả cầu vàng của mỹ khi người chủ trì đọc lên êm nghi cân Nguyen, land rover thắng gấp ở vạch rừng đèn đỏ tô thủy kỳ ngẩng đầu lên xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía màn ảnh khổng lồ trên nóc tòa cao ốc một cô gái có danh hiệu đệ nhất Mỹ nhân phương đông mặc váy đuôi cá dài màu bạc, ở bên trong đám minh tinh từ dưới khán đài chậm rãi đi lên, mái tóc xoăn màu vàng, làm nổi bật ra thịt trắng nõn mềm mại trong suốt của cô, đặc biệt là hương vị dịu dàng mê người, làm cho xung quanh cô tràn ngập ánh sáng giống như thiên sứ, trong tiếng hoan hô của mọi người, cô nhẹ kéo đuôi váy thật dài, mắt phượng xinh đẹp chớp lông nghi giả thật dài. Hé mở đôi môi giống như trang rằm, đi về phía bục lĩnh thưởng. Em nghi, em nghi, Em vô số người hâm mộ nước ngoài rối rít vỗ tay gào thét. Em Nghi vừa đi lên khán đài, vừa xoay người vẫy tay về phía người hâm mộ, khẽ nở nụ cười quyến rũ, từng cái nháy mắt, mỗi góc độ cũng rất xinh đẹp, vòng tai kim cương ở hai bên khuôn mặt trái xoan của cô đung đưa trái phải, nổi bật khuôn mặt hoàn mỹ của cô. cân Nayon, trong tiếng hoan hô của công chúng, người trao thưởng cầm giải thưởng, nhìn về phía Em Nghi, mỉm cười. Thanh Yu mi cảm động vui vẻ nhận lấy quả cầu vàng trong tay người ban thưởng, sau đó ở trước mặt người kích động dán mặt vào và nói cảm ơn cùng chúc mừng. Ở trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, đi về phía microphone trước bàn thủy tinh, nhìn về người hâm mộ phía dưới khán đài, nở nụ cười động lòng người. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, Tô Thủy Kỳ thật yên lặng cầm tay lái, nhìn cô trong màn ảnh lớn, nhận lấy tiếng kêu hoan hô của vạn người, nở nụ cười xinh đẹp, xung quanh vang lên tiếng còi, đèn xanh đã bật sáng mọi người nhấn còi đều đang nhắc nhở anh, nhưng anh lại không nhúc nhích, mặc cho tiếng còi vang dội, vẫn nhìn chằm chằm màn ảnh đó. Emily nắm chiếc cúp thật vui vẻ, nhìn mọi người một vòng, mới nghẹn ngào dùng tiếng anh lưu loát nói, I don't think you will get the prize, because he just keep trying, he think the only non-stop effort, you can live the dream closer. He did it today, he got me dream of the You to the world, I am the best thank thank to everyone who loves me. You pay for me people. Thank you for help. Thank you. I love you. I love you so much. Hôm nay tôi không nghĩ tới, tôi sẽ nhận được giải thưởng này. Nhiều năm qua, tôi không ngừng tự nói với mình, phải cố gắng, bởi vì tôi biết, chỉ có cố gắng mới có thể làm cho tôi đến gần mơ ước hơn. Vào giờ khắc quý báu này, tôi muốn cảm ơn bản thân tôi, cảm ơn mỗi người yêu tôi, người tin tưởng tôi. Cảm ơn người đã từng thành toàn cho tôi, cảm ơn mọi người. Tôi yêu mọi người. Em nghi giơ cao chiếc cúp, hướng về phía toàn thế giới khóc nói tôi yêu các bạn. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt một lần nữa, người trao giải thưởng và người chủ trì đi tới, tự mình ôm cô. Cô khóc thành người lệ, nhìn về phía dưới khán đài giơ chiếc cúp trong tay mình, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tô Thủy Kỳ sâu kín nhìn đệ nhất mỹ nhân phương Đông, rốt cuộc đứng ở khán đài của thế giới, thực hiện ước mơ của mình, trong mắt của anh thoáng qua một bóng dáng màu trắng ở dĩ vãng. Có một cô gái thắt hai bím tóc, nằm ở trên giường nệm màu trắng, gác chân lên, vừa nhìn tạp chí, vừa cắn kẹo que, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang cười rất ngọt ngào xinh đẹp động lòng người nói: "Anh nhìn xem tác phẩm của anh có xinh đẹp không?" Hai mắt Tô Thủy kỳ thoáng qua kích động, nắm chặt tay lái, gân xanh nổi lên. "Ricky, em thật sự rất yêu thích khuôn mặt này. Khuôn mặt này là anh cho em, có phải là khuôn mặt anh mơ ước hay không? Cô gái trong giấc mộng của anh là như vậy sao? Rất xinh đẹp." em cũng không nhịn được yêu cô ấy giống như cô ấy không phải là em em thật sự rất yêu thích rất yêu thích giọng nói kia nhanh chóng chuyển đến tô thủy kỳ cúi người xuống đầu đau đớn gát trên vô lăng tiếng còi vang lên thật to ầm um, tiếng pha lê vỡ vụn bắn tung tóe đầy đất cô sụp đổ kêu gào tại sao không cho em em muốn cái mũi đó em cảm thấy cái đó mũi xinh đẹp em muốn xinh đẹp hơn em muốn xinh đẹp anh không cho em anh không yêu em rồi anh không yêu em nữa thì để cho em đi. Em đi nước Mỹ tìm bác sĩ chỉnh hình tốt nhất. Em muốn trở thành người đẹp nhất trên thế giới, minh tinh sáng chói nhất. Em muốn toàn thế giới vỗ tay cho em. Em muốn hoàn toàn vứt bỏ cuộc sống của em. Em chán ghét khuôn mặt của em. Em còn có thể đẹp hơn. Cửa phịch một tiếng đóng lại. Ném xuống cạnh cửa bó hoa bách hợp và một hộp nhung màu đỏ thẫm. Bên trong đựng một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ trói mắt. Chiếc nhẫn kim cương chuẩn bị dùng để cầu hôn. Tô Thủy Kỳ thở hổn hển, ngẩng đầu lên, ngửa ra sau, nhanh chóng run rẩy trong hốc mắt lấp lánh nước mắt. Ở bên trong màn hình lại vang lên tiếng người chủ trì cười vui vẻ hỏi êm nghi, then what is your plan? Êm nghi mỉm cười nói, next, you want to go back to me Madeline, home to more senior artist to lean, you hope you can make it 10 years, 20 years of standing on this stage, you will learn more knowledge. At the same time, you also want to go back, I have fun for many years to visit family and friends. I find the heart of Jack sau đó, tôi muốn trở về tổ quốc của tôi, học tập các nghệ sĩ đi trước ở trong nước nhiều hơn. Tôi hy vọng 10 năm, 20 năm tôi có thể đứng ở trên khán đài này, tôi muốn học tập nhiều kiến thức hơn. Đồng thời, tôi còn muốn trở về thăm người nhà và bạn bè nhiều năm không gặp. Tìm kiếm rách trong lòng tôi. Jack, người chủ trì có chút giật mình nhìn về phía ảnh hậu, bật cười hỏi. Yes, Jack, that hope to jump into the siman Đúng vậy, Jack, người đàn ông đó đã từng vì tôi tung người rơi xuống biển. Emmy ngọt ngào cười nói. Tô Thủy Kỳ nhìn chồng chọc cô trong màn hình, nhìn về phía ống kính lộ ra chút kích động và dịu dàng. Anh đột nhiên dùng sức mở máy, đạp chân ga, chuyển tay lái về phương hướng ngược lại, vượt qua mấy cái đèn đỏ, lao vùn vụt qua xe ở trên đường. Anh có yêu em hay không? Yêu, rất yêu rất yêu. Em không tin. Anh đã từng nhìn thấy bộ dạng em chảy máu be bét. Em đã từng rất sợ hãi. Em làm sao tin anh yêu? Anh là cháu trai của thủ tướng, bên cạnh anh có gia nhân thật xinh đẹp. Em không tin. Anh thật sự yêu em. Em không tin, anh thề đi, Ricky anh thề anh yêu em. Nước mắt của cô lăn xuống. Anh thề anh yêu em. Nếu anh không yêu em, trời đất sẽ không tha. Nước mắt lăn xuống. Nếu anh không yêu em, trời đất sẽ không tha. Bánh xe màu đen nhanh chóng lao đi trên con đường cây ngô đồng. Chuyện cũ đáng sợ quay về trong trí não của mình. Tô Thủy Kỳ nắm chặt tay lái, hai mắt run rẩy nước mắt kích động, nhìn đường phố phía trước chạy ngược hướng mình, anh cắn chặt răng, đạp mạnh chân ga vọt về phía trước. Ban đêm, trong ngôi lầu nhỏ, Nhã Tuệ và Tiểu Nhu mới vừa tắm xong, thay áo ngủ, mọi người đang cầm một đĩa mì sốt tương, xem tivi đang phát sóng giải quả cầu vàng quả nhiên là em nghi họ cùng vui vẻ kêu lên oa. Wow. cho trung quốc chúng ta mặt mũi thật tốt em nghi thật xinh đẹp tiểu nhu đang cầm sợi mì thật hâm mộ lầu bầu nói trên thế giới này tại sao có thể có cô gái xinh đẹp như vậy mắt mũi miệng nơi nơi cũng xinh đẹp mẹ tôi cũng nói dáng dấp của tôi hơi giống cô ấy chật 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 nhã Tề quay đầu vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía cô cười nói dáng dấp cô giống như cô ấy sao nhiều lắm cô chỉ có mặt mũi đoan chính cô ấy mới gọi là xinh đẹp tiểu nhu mím môi nhìn về phía khả hinh ngồi ở đầu kia ghế salon cô vẫn còn ôm phần tài liệu và rất nhiều rượu đỏ uống từng ly từng ly có lúc cầm lên một chai rượu nhìn ký hiệu phía trên và mình uống không tương xứng liền hư một tiếng nói lại gạt tôi khả hinh chấm ngoặc kép tiểu nhu nhìn về phía khả hinh lầu bầu nói cô cùng xem trao giải quả cầu vàng với tôi đi xem một chút đi nữ diễn viên Trung Quốc chúng ta giỏi nhất hả? Diễn xuất rất giỏi, dáng vẻ cũng đẹp ngây người. Khả Hinh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn tài liệu, sau đó đặt bút viết xuống, nói ừm. Chúng ta cùng chúc mừng cho cô ấy, Tiểu Nhu lại nói. Khả Hinh cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay vỗ nhẹ hai cái, nói chúc mừng cô ấy. Rốt cuộc cô phải bận đến bao lâu nữa? Nhã Tuệ cũng không còn kiên nhẫn nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh khom người xuống ghi chép phía trên tư liệu rượu đỏ nói cũng còn không nhiều lắm môn học hôm nay làm không xong ngày mai kiểm tra không qua được tôi sẽ bị sa thải thôi anh ấy nghiêm khắc sao không giống nhã tuệ nhìn về phía Khả Hinh không quá tin tưởng tôi cũng không tin nhưng đây là sự thật anh ấy không chỉ yêu cầu nghiêm khắc anh ấy còn rất giảo hoạt Đường Khả Hinh nâng một ly rượu đỏ uống một hớp thở một hơi cảm giác sau lưng có mồ hôi toát ra, nhưng vẫn nghiêm túc ghi chép tài liệu. Làm sao vậy? Nhã tuệ nhìn về phía bản thân. Đường khả hình cũng không giải thích, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng liền nói, dường như uống quá nhiều, tôi đi tìm một chút nhân sâm giải rượu. Không có nhân sâm đâu, cô ăn mỗi ngày cũng không biết, uống quá nhiều rượu như vậy, tôi xem tối nay cô có thể ngủ ngon hay không. Tôi đi mua đi cho cô, nhã tuệ đứng dậy, không cần, để tôi đi mua cho. Đường khả hình cầm một cái áo khoác nhỏ màu trắng, đi ra cửa. Tại sao uống nhiều rượu lại không ngủ được, tiểu nhu không hiểu. Rượu đỏ chỉ có tác dụng thôi miên thần kinh trong thời gian ngắn ngủi, nếu cô bị nó thôi miên thần kinh trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi này mà không ngủ được, tế bào thần kinh não của cô bắt đầu phân tán, sau đó tinh thần có thể tỉnh táo hơn so với trước lúc uống rượu. Có nhiều người cho rằng, uống rượu xong không ngủ được, lại bị nhức đầu, chính là nguyên nhân này, nhã tuệ nói. À! thì ra còn có chuyện như vậy à, Tiểu Nhu cảm thấy thật kỳ lạ. Đường Khả Hinh vừa nghe bản thân và Tiểu Nhu giải thích rượu đỏ, vừa cười vừa đóng cửa lại mới vừa đi xuống cầu thang, cũng đã nghe bên ngoài cửa tiếng róc rách, trời còn đang mưa. Cô đứng ở trước mật mã cửa cầu thang lầu, cầm áo khoác nhỏ màu trắng, nhẹ nhàng đội cái mũ lên đầu, mở cửa, vừa muốn đội mưa phùn đi ra, ai ngờ nhìn thấy chiếc Land Rover màu đen dừng ở trước cây ngọc lan dưới ánh đèn đường lóe ra ánh sáng kim loại rất nhu hòa hả đường khả hinh ngạc nhiên đi tới trước chiếc land rover qua cửa sổ xe ướt nước mưa nhìn thấy tô thủy kỳ ngồi ở chỗ tài xế đầu ngửa ra sau nhắm mắt lại bộ dạng rất cô đơn cô lo lắng kéo cửa xe phía trước ra ngồi vào xe nhìn bỗng dáng anh yên lặng mất mát kêu nhỏ tô thủy kỳ anh làm sao vậy tô thủy kỳ chậm rãi mở mắt xuyên qua ánh đèn đường màu xanh ngoài cửa sổ thấy đường khả hinh đội mũ màu trắng đôi mắt to rất quan tâm và lo lắng nhìn mình hai mắt anh lập tức đỏ thắm, đột nhiên đưa đôi tay không còn hơi sức ôm nhẹ khả hinh vào trong lòng, mặt ướt đấm chỗ ở cổ của cô, hơi run dày. Thân thể đường khả hinh bị thu hẹp lại, đôi tay rũ xuống, căng thẳng nghiêng mặt nhìn khuôn mặt cô đơn của anh, lo lắng hỏi anh làm sao vậy? Có phải bởi vì tôi, hôm nay anh cãi nhau với tử hiền tiểu tư phải không? Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Hai mắt Tô Thủy Kỳ di động nước mắt khổ sở, ôm chặt thân thể nho nhỏ của Khả Hinh, mong được một chút ấm áp, mặt dán vào cổ của cô. Đường Khả Hinh lo lắng nhìn anh, muốn dẫy dụa mở ra một chút, nhìn mặt một chút. Đừng cử động, để cho tôi ôm cô một chút, hiện tại tôi cần ôm một chút, trong lòng của tôi đau đến không thở nổi. Giọng nói của Tô Thủy Kỳ đột nhiên có chút run giấy, đau lòng nói. Đường Khả Hinh nghe như thế, có chút đau lòng hỏi, anh có chuyện gì? Chuyện có liên quan đến tôi không? anh lắc đầu một cái chỉ ôm chặt thân thể của cô đường khả hình suy nghĩ một chút vẫn rất lo lắng nói vậy có thể chia sẻ với tôi một chút không anh im lặng hai mắt đường khả hình khẽ xoay tròn dường như cảm thấy anh không muốn liền khẽ thở dài đôi tay đang rũ xuống chậm rãi đưa lên khẽ xoa phía sau lưng của anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tô thủy kỳ cảm nhận được dịu dàng của cô cuối cùng chậm rãi buông lỏng thân thể mềm mại ra sâu kín nhìn đôi mắt to đang quan tâm của khả hình anh đột nhiên cảm động, nhưng vẫn cố đẻ nén nói, có đôi khi tôi thật sự không phân rõ ở bên cạnh cô, là muốn bù đắp tổn thương hay. Tối nay đường khả hình nhìn thấy Tô Thủy Kỳ rất kỳ lạ, có chút lo lắng hỏi anh làm sao vậy? Không có sao chứ. Hai mắt Tô Thủy Kỳ dương dương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Khả Hinh, thật lòng nói cô biết không? Cô rất đẹp, rất đẹp, là cô gái xinh đẹp nhất tôi đã gặp. Đường Khả Hinh vẫn có chút không hiểu nhìn anh. Tôi không biết cô đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nhìn thấy khuôn mặt cô không trọn vẹn, tôi vẫn cảm thấy cô rất đẹp. Nếu cô muốn tôi đổi khuôn mặt cho cô, tôi đồng ý đổi giúp cô. Cô muốn không, Tô Thủy Kỳ đột nhiên kích động nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn hai mắt Tô Thủy Kỳ tràn lệ, trong lòng của cô cũng không khỏi chua sót, cứ có cảm giác tối nay người đàn ông này rất bi thương, hơn nữa bi thương không cách nào chút hết. Cô chậm rãi lắc đầu một cái. Không cần, tại sao, cô không cần vẻ đẹp của cô sao? Tô Thủy Kỳ vội vàng nói tiếp, tôi có thể giúp cô. Tôi có thể giúp cô, tôi thật sự có thể giúp cô. Hai mắt đường khả hình tràn lệ, có chút gian nan nhìn anh, nghẹn ngào nói tôi không cần. Tôi, hiện tại tôi chỉ cần anh có thể thật tốt, chỉ cần anh thật tốt, tôi như thế nào cũng không đáng kể. Trên thế giới này, không phải nhất định phải xinh đẹp mới có thể sống được, má trái của tôi như vậy, không phải anh cũng nói tôi rất tốt sao? Tôi thật sự là không cần, hiện tại tôi chỉ lo lắng cho anh. Tôi thật sự lo lắng cho anh, anh làm sao vậy? Tô Thủy Kỳ thật sâu nhìn về phía Khả Hinh nói, mặt của cô quan trọng hay tôi quan trọng? Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền nhìn về phía anh chân thành nói, người tôi yêu quan trọng hơn so với khuôn mặt của tôi. Anh cũng quan trọng hơn so với khuôn mặt của tôi. Tô Thủy Kỳ đột nhiên cười, ở trong bóng tối, hai mắt nổi lên hơi nước. Đường Khả Hinh hoảng sợ cô đau lòng vội vã vươn tay nâng nhẹ mặt của anh nghẹn ngào hỏi anh làm sao vậy đừng làm tôi sợ anh có chuyện gì anh nói với tôi tô thủy kỳ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô nhìn thật sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cô đưa bàn tay nhỏ bé lên môi hôn mạnh đột nhiên không nói lời gì cúi xuống hôn lên môi của cô nước mắt lăn xuống đường khả hình trợn to hai mắt nước mắt cũng lăn xuống audio điện tử võ tấn bền chương 186, rất yêu rất yêu. Nhã tuệ và tiểu nhu hai người đang cắn kẹo que, kỳ quái nhìn đường khả hình giống như một trận gió quét vào, phịch một tiếng, đóng cửa phòng. Tiểu nhu mở chừng hai mắt, nhìn nhã tuệ nói, lúc này tôi không có hoa mắt chứ. Nhã tuệ cũng nhìn tiểu nhu, lắc đầu một cái. Khả hình thế nào vậy? Tiểu nhu đang ngạc nhiên hỏi. Tôi làm sao biết, nhã tuệ vẫn chưa nói hết, cũng đã thấy tô thủy kỳ thở phì phò vội vã đuổi theo. Phịch một tiếng, đẩy cửa ra. Nhã Tuệ kinh ngạc nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, thật sự khó hiểu cười nói, cậu chủ Tô. Mật mã dưới lầu nhà chúng tôi đã đổi, anh làm sao lên được? Khả hình đâu? Tô Thủy Kỳ có chút nóng nảy nhìn Nhã Tuệ hỏi nhỏ. Mới vừa rồi giống như một trận gió, bay vào phòng rồi. Nhã Tuệ có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thủy Kỳ nói. Tô Thủy Kỳ nghe vậy, có chút xấu hổ ngay lập tức đi đến trước cửa phòng vỗ vỗ nhẹ, xin lỗi nói, khả hình. Mở cửa ra, nghe tôi giải thích. Nhã tuệ và tiểu nhu cùng trợn to hai mắt nhìn nhau, nhìn hai người này giống như tình nhân nhỏ cãi nhau, giận dỗi trong cửa ngoài cửa. Mọi người làm sao vậy? Nhã tuệ cầm kẹo que, chỉ chỉ, miễn cưỡng cười hỏi. Tô Thủy Kỳ không biết giải thích làm sao, chỉ cảm giác bên trong phòng không có chút tiếng động, anh càng thêm gấp gáp vỗ vỗ cửa phòng, nói, khả hình. Mở cửa, lúc này tôi xin lỗi. Thật xin lỗi, mở cửa, tôi rất lo cho cô. Bên trong không có chút tiếng động. Tô Thủy Kỳ thật sự rất gấp gáp, tiếp tục vỗ cửa nói, cô đừng như vậy, lúc này là lỗi của tôi, tôi nhất thời xúc động, tôi xin lỗi. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu hai người nằm ở trên ghế salon, hít vào một hơi. Nhất thời xúc động. Khả Hinh, cô đừng như vậy, sẽ làm tôi sợ đấy. Mở cửa ra, được không? Mở cửa, Tô Thủy Kỳ tiếp tục vỗ cửa đứng ở cửa sốt ruột nói. Nhã tuệ cẩn thận đi tới, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tô Thủy Kỳ, trên mặt còn có chút ươn ướt, hai mắt của cô lóe lên, mới cười nói cậu chủ Tô, mặc dù tôi không biết hai người có chuyện gì. Nhưng tình huống như thế, anh bảo cô gái mở cửa, cô ấy sẽ rất lúng túng. Đúng vậy, đúng vậy, chấm ngoặc kép, tiểu nhu vội vàng gật đầu. Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ nhìn họ. Nhã tuệ cười nói cho nên, anh để cho cô ấy yên tĩnh một chút hôm nào trở lại được không đúng vậy đúng vậy tiểu nhu lại gật đầu nói dưới tình huống này lúc cô gái lúng túng anh ngàn vạn lần không được mở cửa nếu không cô sẽ rất tức giận tô thủy kỳ không nói nhìn về phía tiểu nhu hơi bật cười nói làm sao cô biết chúng tôi có chuyện gì anh nhất định cường hôn cô ấy tôi xem rất nhiều phim thần tượng tiểu nhu trợn mắt nhìn chằm chằm về phía tô thủy kỳ nói tô thủy kỳ đột nhiên lúng túng bật cười nhìn cô suy đoán suy đoán suy đoán nhã tuệ vội vàng cười theo nói hay là anh đi về trước đi cũng muộn rồi được không tô thủy kỳ nghe vậy nhìn lại cửa phòng một cái chỉ đành vỗ vỗ nhẹ cửa nói khả hinh tôi thật sự rất xin lỗi hôm nào tôi lại tới thăm cô đừng giận tôi ngàn vạn lần không được giận anh nói hết lời nhưng vẫn có chút không cam lòng nhìn cánh cửa này một cái mới thở nhẹ một cái xoay người đi khỏi anh đi thong thả không tiến nha, lối đi hành lang tối, cẩn thận xuống cầu thang. Nhã tuệ đưa Tô Thủy Kỳ đến cạnh cửa, cẩn thận dặn dò xong, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, khi cửa khóa lại, bọn họ lập tức phát điên chạy đến trước cửa phòng, vỗ rầm rầm rầm, kêu to, mở cửa, mở cửa, anh ấy đi rồi. Bên trong vẫn không có chút tiếng động. Nhã tuệ trực tiếp chạy đến trước tủ rượu đỏ, cầm lấy chìa khóa, cạch một tiếng, mở cửa, thấy đường khả hinh đã trùm kín đầu, núp ở trong chăn ngủ, bọn họ lập tức chạy tới điên khùng giật chăn ra nhìn đường khả hinh đang giúp người trên giường vẫn mặc áo khoác mặt đỏ bừng vừa đỏ vừa lúng túng căn bản không dám nhìn người con bé chết tiệt kia thật hôn sao nhã tuệ nhìn bộ dáng cô khẳng định nói đường khả hinh không dám lên tiếng chỉ lập tức xoay người nằm đưa lưng về phía họ tiểu nhu cầm kẹo que như chuyên gia trinh thám nhìn về phía khả hinh hết sức quỷ dị hỏi là cường hôn sao hay chấm SAI người hôn một cách tự nhiên. Trái tim đường khả hình nhất thời buông lỏng, cả người mềm yếu, không muốn nói chuyện, nhưng miệng cắn ngón trỏ. Nhã tuệ cũng nhảy lên giường, đứng ở trước mặt cô, nhìn vẻ mặt cô lúng túng, khẳng định nói cường hôn đúng không? Đừng hỏi, buồn ngủ, đường khả hình kéo chăn, đỏ mặt nói. Cậu chủ tô lịch sự như vậy, không giống người sẽ làm chuyện như vậy nha. Tiểu Nhu lên tiếng nói giúp tô thủy kỳ. Người lịch sự không cần yêu à? Nhã tuệ nhìn về phía tiểu nhu có chỉ số thông minh thấp, hỏi lại. Hai mắt đường khả hình chợt lóe, nhớ tới nụ hôn ở trong toa xe lúc nãy, khi môi a hát gần sát môi của mình thì hơi thở của anh thật dịu dàng nhào về phía mình, thậm chí môi mỏng của anh dịu dàng mút môi của mình thì tay đã xông vào bên hông, nhẹ nhàng xoa, hoàn toàn là một cao thủ yêu, cô kêu to lên một tiếng a hát, lại kéo chăn, đẩy kín mặt, hai chân càng không ngừng đạp lung tung ở trên giường đạp lung tung, đạp lung tung. Nhã tuệ và tiểu nhu đồng thời nhảy ra, nhìn người này, nói, điên sao. Không ngủ được, đường khả hình thật vất vả từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó phát điên phóng tới phòng bếp. Nhã tuệ và tiểu nhu cũng vội vàng đi theo, mới vừa đi vào phòng bếp, cũng đã trợn to mắt, nhìn khả hình gần như chui vào trong tủ lạnh, sau đó cầm từng chai rượu đỏ hàng mẫu, rót vào trong miệng mình, ót 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 ót. Nhã tuệ bật cười nói, thân ái, tại sao? Khoa trương như vậy, không phải là một nụ hôn sao? Không thích thì từ chối. Ngộ nhớ thích thì sao? Tiểu Nhu còn chưa ăn xong kẹo que, nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nghe vậy có chút đồng tình nhìn về phía Đường Khả Hinh còn đang rót rượu, khẽ thở dài, nói thích. Cũng không thể thích được. Đường Khả Hinh nghe lời này, lại rót ba chai rượu đỏ hàng mẫu, mới cảm giác thần kinh đã hoàn toàn tê dại, cả người siêu vẹo đi ra phòng bếp, ở trong ánh mắt kỳ dị của Nhã Tuệ và Tiểu Nhu. Cô lắc lư đi vào phòng, lại lắc lư đi đến trên giường, cuối cùng giống như cá chết, co quắp ngủ ở trên giường, một chân còn treo ngược ở ngoài giường. Nhã tuệ nhìn bộ dáng của Khả Hinh, bất đắc dĩ thở dài. Bệnh viện Một tràng tiếng bước chân vang lên ở hành lang bệnh viện. Tưởng thiên lỗi vừa lạnh lùng bước đi, vừa cầm về điện thoại di động mới lấy lại từ chỗ đường Khả Hinh, anh vừa bước, vừa yên lặng nhìn điện thoại di động được bảo quản rất tốt, thậm chí cảm thấy có người lau đến sáng bóng ngón tay cái quét nhẹ màn hình, lờ đãng mở màn hình, âm thanh mở máy vang lên len keng, ánh mắt anh hơi ngưng lại, nhớ tới mình cũng không có cải tiếng nhạc mở máy này thì biết rõ có người chơi đùa điện thoại di động của mình rồi. Hai mắt của anh hiện lên nụ cười, chương 187 cùng nắm. Sáng sớm, ánh mặt trời khúc xạ vô cùng mãnh liệt. Bầu trời trong xanh, vạn dặm không có bóng mây, trên không trung thỉnh thoảng có máy bay bay qua, sức gió lớn, thậm chí có làm cho cây đa lay động. Đồng hồ báo thức vang lên in ỏi. Đường Khả Hinh ngã xuống giường, ngủ thật say, không quan tâm. Nhã Tuệ đã đánh răng xong, đi ra liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, 8 giờ 15 phút, cô đột nhiên tỉnh hẳn nhìn về phía Khả Hinh kêu to, "Khả Hinh, hoàn cầu mấy giờ làm việc?" Đường Khả Hinh cầm gối đầu, che đầu của mình, giọng nói khàn khàn truyền đến, "9 giờ." "Sao vậy?" Nhã Tuệ gấp gáp nói, "Ôi chao, tôi quên mất 9 giờ cô đi làm." Bây giờ đã 8 giờ 15 phút, cô không dậy sẽ phải tới trễ. Lúc này đường khả hình đầu tóc rối bời, ánh mắt rời rạc từ trên giường nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức đã 8 giờ 16 phút, cô hét lên một tiếng a hát, phát điên nhảy xuống giường, lúc phóng tới phòng tắm, mới nói tối hôm qua uống quá nhiều. Nhã tuệ cũng vội thay quần áo, cô đi làm 9 giờ 30 phút, còn nhiều thời gian nhưng vẫn muốn đi làm cùng bạn thân, cô vừa mặc áo lót, giật áo sơ mi màu vàng xuống mặc vào, cài cúc áo nói chúng ta phải mua một chiếc xe chạy. Như vậy mỗi ngày không cần chen lên xe buýt nữa. Đầu kia phòng tắm truyền đến âm thanh rào rào. Đường khả hình nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm, vội cởi áo khoác của mình ném lên giường, cởi áo ngủ xuống, nhanh chóng mặc đồng phục vào. Tối hôm qua uống quá nhiều còn có thể tinh thần như vậy. Thật là kỳ tích ha, nhã tuệ cười thuận tiện trêu chọc cô. Khả hình không lên tiếng, nhanh chóng cài cúc áo, sau đó đứng ở trước kính toàn thân, nhìn mình đã chỉnh tề rồi, ngay lập tức đi vào phòng bếp, quỳ xuống sàn, cầm giỏ rượu lên, đem chai rượu đỏ đã uống thả vào trong giỏ, sau đó ôm lấy tài liệu, nhét vào trong túi sách của mình, cắn răng ôm giỏ rượu nói, được rồi. Đi thôi. Nhã tuệ cũng vội nhắc túi sách, vọt ra cửa phòng, ngay cả bữa ăn sáng cũng không ăn, chạy về phía xe buýt, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe buýt chạy về phía khách sạn, đang chậm rãi rời chạm, hai người bọn họ kêu to một tiếng, lập tức dùng hết sức lực mang giày cao gót, phát điên đi đuổi theo phía trước, vừa đuổi theo vừa kêu to, "Chú tài xế, đợi một chút." Tài xế tay nắm tay lái, cũng nhìn thấy Khả Hinh và Nhã Tuệ trong kính chiếu hậu, nở nụ cười, cho xe ngừng lại mở cửa xe. Khả Hinh và Nhã Tuệ khí thở gấp thở gấp lên xe. Tài xế nhìn về phía bọn họ cười nói, "Tại sao lần nào cũng đuổi theo xe như vậy? Mau tìm chỗ ngồi. Cảm ơn." chấm ngoặc kép Đường khả Hinh thở hồn hển nói cảm ơn, sau đó cùng nhã tuệ tìm chỗ ngồi phía trước, ngồi chung xuống, nuốt một ngụm nước bọt. Xe buýt nhanh chóng chạy đi. Đường khả Hinh hết sức hết sốt ruột nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 8 giờ 30 phút rồi, cô gấp gáp nói, trời ạ. À, làm thế nào đây, ngày thứ nhất đã đi làm trễ rồi. Sẽ không, sẽ không, bình thường chúng ta ngồi 25 phút đã đến khách sạn. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ vội vàng an ủi bản thân. Điện thoại di động vang lên. Nhã Tuệ tò mò cầm điện thoại di động lên, thấy số điện thoại của khách sạn, ngay lập tức nhận, đáp lời, alo. Tìm đường Khả Hinh, giọng nói rất nghiêm túc lịch sự của một cô gái. Nhã Tuệ có chút lo lắng đưa điện thoại cho Khả Hinh nói, à. Tìm cô. Khả Hinh ngạc nhiên nhìn bản thân nói, tìm tôi. Gọi điện thoại cho cô, tìm tôi. Đúng vậy, điện thoại của khách sạn. Nhã Tuệ liếc nhìn cô nói. Trong lòng của Khả Hinh không khỏi căng thẳng, đầu ngón tay có chút run run nhận lấy điện thoại, alo một tiếng. "Đường Khả Hinh, giọng nói nghiêm túc lịch sự của Tiêu Đồng truyền đến, 9 giờ 15 phút tối hôm qua tôi gửi tin nhắn cho cô, nói thành lập trụ sở mới của công ty Hoàn Cầu, hôm nay nhất định phải trình diện trước 30 phút, tại sao bây giờ cô còn chưa đến công ty?" Trong lòng Khả Hinh chợt lạnh, vội vàng nói, "Xin lỗi, xin lỗi." Điện thoại di động của tôi không có ở trên người tôi cho nên tôi không xem được tin nhắn. Tiêu đồng trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, sau này mang điện thoại di động đi. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể có nhiệm vụ. Tôi cho cô 15 phút phải có mặt. Điện thoại di động tắt máy. Đường khả hình cầm điện thoại di động, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt kêu to, dừng xe. Xe buýt thắng gấp ở ven đường, đường khả hình thở hổn hển ôm giỏ rượu đỏ, chạy như bay xuống xe, theo dọc đường nhìn thấy có xe taxi chạy qua, bên trong có người, Cô nổi điên xông tới, cản lại trước mặt. Taxi thắng gấp, tài xế đưa đầu ra ngoài mắng to, cô không cần mạng hả. Đường khả hinh nóng đến cả người đầy mồ hôi nhảy vào trong taxi, nhìn tài xế năn nỉ nói, xin lỗi, tôi có chuyện gấp, nếu thuận đường làm ơn chở tôi một đoạn. Tôi đi khách sạn Á Châu. Tôi có khách ở phía sau. Chấm than ngoặc kép, tài xế tức giận nói. Để cho cô ấy cùng đi, chúng tôi thuận đường. Phía sau là một cô gái còn trẻ tuổi tài xế nhìn khả hình cũng thật sự gấp gáp đành phải đánh tay lái cho xe chạy thẳng tới phía trước nhã tuệ mới vừa xuống xe đã nhìn thấy taxi đã lái đi cô dậm chân gọi con bé chết tiệt kia chuyện gì gấp như vậy chứ taxi vọt đi nhanh chóng chạy qua đường lớn tân hải thắng gấp ở trước cửa khách sạn á châu ầm um, một tiếng rung trời chuyển đất đường khả hình ôm giỏ rượu giật mình trợn mắt há mồm đứng ở cách đó không xa thấy khách sạn đang bắt đầu chào đón khách mời danh dự Ba khẩu pháo tượng trưng bắn về phía bên kia bờ biển, người chỉ huy vung thanh kiếm dài, quát lớn một tiếng. Tam người bắn pháo mặc đồng phục màu trắng, kéo mạnh. ầm, um, bộ áo lễ phục bùng một tiếng, sông thẳng lên bầu trời. Rất nhiều giấy bảy màu tung bay trên không trung, rơi tán loạn. Tiếng vỗ tay vang lên cuồng nhiệt. Khả Hinh căng thẳng nhìn về phía trước cửa khách sạn Á Châu, thấy trên thảm đỏ thật dài có rất nhiều ký giả trong và ngoài nước, rối rít sông tới cửa lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàn Cầu đang vỗ tay cuồng nhiệt. Rất nhiều nhân viên bảo vệ nghiêm túc phân chia ở khắp thảm đỏ bảo vệ chặt chẽ. Đội trưởng đội bảo vệ dẫn nhân viên cấp dưới đến nơi quan sát hiện trường. Hôm nay nhân viên lễ tân, mặc sườn xám màu trắng, tay nâng khay màu vàng, trên khay đặt từng bó hoa cầu tươi thắm đỏ thấm trói mắt. Tiêu đồng dẫn một đám thư ký hoàn cầu và trợ lý quan trọng đứng ở trước đại sảnh khách sạn, nghiêm túc xử lý tất cả sự vụ, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đúng 8 giờ 50 phút liền nói với nhân viên bảo vệ đứng ở một bên, tổng giám đốc chuẩn bị đi ra. Đám nhân viên bảo vệ lập tức phân ra các nơi, đè bộ đàm truyền tiếp mệnh lệnh. Đông Anh cũng bước nhanh đi ra trao đổi tình hình với Tiêu Đồng, Tiêu Đồng gật đầu, mới xoay người đã thấy Đường Khả Hinh đang đứng ở nơi xa xa, cô nghiêm túc nhìn về phía Khả Hinh, nói còn đứng ở nơi đó làm gì? Sắp bắt đầu cắt băng khánh thành rồi. Vâng, Đường Khả Hinh gấp rút ôm giỏ rượu mới vừa muốn đi qua. Thái Hiền lập tức tiến lên, ôm giỏ rượu của cô, đưa cho trợ lý, nói: "Nhanh lên." Vâng, Đường Khả Hinh không khỏi căng thẳng đi theo Thái Hiền đi tới bên cạnh tiêu đồng, mới vừa đứng vững ở trên thảm đỏ, cũng đã nhìn thấy ở bên đường khách sạn, các nhân viên ưu tú của tập đoàn Hoàn Cầu đến từ các quốc gia trên thế giới đi ra, bọn họ mặc đồng phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi đi tới, đứng trước cửa khách sạn, vẻ mặt giống như sắp tuyên thệ, 600 người, xếp thành 12 hàng, trật tự ánh mặt trời chói trang chiếu xuống khắp nơi. Đá cẩm thạch màu trắng, phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ nóng rực. Đại sảnh khách sạn lúc đầu còn náo nhiệt, bầu không khí dần dần trở nên tĩnh lặng. Ký giả vẫn không ngừng xông lên tại cửa, bởi vì nghe nói tổng giám đốc trang của tập đoàn Hoàn Cầu có hy vọng trở về nước đóng trụ sở, cùng tập đoàn Á Châu triển khai dự án khách sạn dưới nước, tin tức vẫn chỉ là tin đồn, chưa được xác nhận, đêm qua nhân cuộc tranh tài đua ngựa, rốt cuộc Hoàn Cầu đã công bố với toàn thế giới, hôm nay Tổng Giám Đốc Trang chính thức vào khách sạn Á Châu, thành lập văn phòng Tổng Công ty Quốc tế mới nhất. Đêm qua tin tức mới vừa truyền ra, hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn Á Châu lao dốc một lần nữa. Đây là kích thứ nhất cho tưởng thiên lỗi. Đông Anh và Tiêu Đồng đứng ở một bên, nhìn đối phương một cái, biết phòng chiến tranh sắp bắt đầu. Đường Khả Hinh lại bị cảnh tượng rầm rộ trước mắt hoảng sợ đến choáng váng, cô căng thẳng nhìn lãnh đạo cấp cao xung quanh, còn có đội ngũ ưu tú của hoàn cầu đứng không nhúc nhích ở phía trước giống như quân đội nghe nói bọn họ đều là nhân viên đắc lực nhất mà trang hạo nhiên ngàn dặm mới tìm được đội ngũ được nhà họ trang tin tưởng vì trang hạo nhiên hứng chịu khó khăn vất vả nhìn thấy vẻ mặt bọn họ nghiêm túc và trung thành cô không khỏi nghĩ tới ánh đầy mắt sắc bén của trang hạo nhiên cô thật sự không hiểu anh nhưng cảm thấy trong người anh ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng Lô, vào lúc cần thiết có thể hô mưa gọi gió gào thét giống giận hai vị tổng giám đốc đến, có tiếng người hoan hô. Bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân nghiêm túc, rất có tiết tấu. Mọi người cùng nhìn về phía đại sảnh khách sạn, quả nhiên nhìn thấy tưởng thiên lỗi hôm nay mặc đồng phục màu đen, áo sơ mi màu đen, cà vạt màu bạc, phong cách người thống trị, nghiêm nghị đi ra. Bên cạnh trang hạo nhiên mặc âu phục màu trắng, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, vạt áo trước cài nơ hình bươm bướm được chế tạo ở Paris, vẻ mặt tươi cười, hai tròng mắt sắc bén, không lộ ra oai nghiêm nhưng giống như một ông vua tản bộ. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Đường Khả Hinh cũng ngây ngốc vỗ tay, nhìn tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên, hai người đàn ông có thể làm dung chuyển thế giới cùng đi về phía băng Khánh Thành, ngẩng mặt lên nhìn đội ngũ ưu tú của Hoàn Cầu ở trước mặt sắp tuyên thệ để triển khai dự án 100 tỷ đô khách sạn dưới nước của tập đoàn Hoàn Cầu và tập đoàn Á Châu. Lâm sở nhai mặc đồng phục màu đen, tay cầm văn bản màu đỏ, đứng ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, bắt đầu hướng về phía hai người tổng giám đốc đọc tuyên thệ. Lúc này đường khả hình giống như nghe được một khúc nhạc đầy sức sống vang lên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lâm sở nhai, đột nhiên cảm giác có chút kích động và ý chí đang dần dần hợp lại. Lâm sở nhai tuyên thệ xong, toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, rất nhiều đèn flash dối giết chiếu vào trên người tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi, tưởng thiên lỗi cũng mỉm cười nhìn về phía anh, hơi lùi lại một bước, bởi vì hôm nay, anh là chủ trì. Ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, đứng ở vị trí giữa băng rôn, tưởng thiên lỗi đứng một bên, đại diện phó tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu Lâm Sở Nhai, tập đoàn Á Châu Trần Tuấn Nam cùng đứng ra, phía sau chính là hội đồng quản trị của Hoàn Cầu. Mấy người phân chia nhau đứng. Mười cô gái lễ tân tay nâng khay màu vàng đựng cây kéo vàng, đưa tới trước mặt từng người. Trang Hạo Nhiên và tưởng thiên lỗi đồng thời cầm kéo lên, mọi người cũng cầm kéo lên, cùng cắt tấm vải đỏ thấm, tấm vải đỏ chậm rãi rơi xuống. Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Ngay sau đó Trang Hạo Nhiên sảng lãng cười to, xoay người vươn tay về phía tưởng thiên lỗi nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn. Hy vọng khách sạn dưới nước có thể thuận lợi khánh thành. Tưởng thiên lỗi vừa nhìn nhìn anh, vừa vươn tay, chậm rãi nói, chỉ mong tâm nguyện chung của chúng ta, sớm ngày hoàn thành hai người cùng nở nụ cười tiêu đồng mỉm cười lập tức tiến lên nói với trang hạo nhiên tổng giám đốc đã đến lúc vào công ty tốt trang hạo nhiên mỉm cười xoay người lại nhìn thấy đường khả hình đang đứng ở sau lưng tiêu đồng có chút căng thẳng anh nhìn cô một cái nói đi theo trong lúc nhất thời đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn về phía anh trang hạo nhiên người đã xoay người đi về phía trước tiêu đồng lập tức nháy mắt với cô nói tổng giám đốc bảo cô đi theo Nhanh lên. Vâng, Đường Khả Hinh căng thẳng đi qua bên cạnh, Tưởng Thiên Lỗi bước nhanh theo sát ở sau lưng Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng lưng cô vội vã, cũng chậm rãi bước đi cùng Trang Hạo Nhiên. Tất cả nhân viên khách sạn Á Châu kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh đã từng lặng lẽ vô danh, có thể lắc mình một cái trở thành thư ký tổng giám đốc. Trên mặt bọn họ cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí có vài người nói nhỏ ở nơi xa. Dường như Đường Khả Hinh cảm nhận được vội cúi đầu, bước nhanh đuổi theo phía trước không ngờ đi quá nhanh, giày cao gót hơi loạn choạng, cô ôi một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống. Hai bàn tay giống như móng vuốt chim ưng cùng nắm chặt cổ tay của cô. Khả Hinh sừng sốt ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi hai người mỗi người một tay nắm chặt cổ tay của mình, ánh mắt sắc bén nhìn mình, mặt của cô lập tức đỏ lên, làm thế nào? Chương 188, nụ cười kia. Không khí cứng ngắc. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, đường khả hinh nhìn bọn họ ở hai bên cảm giác cổ tay mình cũng bị hai người đàn ông nắm cứng không ai chịu buông ra nhất thời cô cảm thấy người xung quanh đang tò mò nhìn mình chằm chằm mặt của cô lập tức đỏ lên khẽ cắn môi dưới đôi bàn tay nhỏ bé khẽ giấy ruộng muốn thoát khỏi kiềm chế của hai đàn ông tưởng thiên lỗi chuyển mắt nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên mỉm cười nhìn anh tưởng thiên lỗi giống như tiếp thu được tin tức trong hai mắt anh liền chậm rãi buông lỏng tay ra Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía anh cũng chậm rãi buông lỏng ra. Đường Khả Hinh được tự do, thở dốc một hơi, nhưng chợt cảm giác tay phải của mình bị kéo, cô chừng lớn con ngươi nhìn Trang Hạo Nhiên đang cười kéo mình bước đi về phía trước. Tổng giám đốc, Đường Khả Hinh vừa loạn choạng bước đi, vừa nhìn Trang Hạo Nhiên. Đi thôi, Trang Hạo Nhiên nở nụ cười sảng lãng, kéo chặt bàn tay nhỏ bé của cô bước đi. Khả Hinh đột nhiên quay đầu căng thẳng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng thiên lỗi cắn chặt răng, đứng tại chỗ nhìn Trang Hạo Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh đi ra phía sau khách sạn, đi vào vườn hoa, ánh mặt trời chiếu xuống, trong mắt sắc bén của anh chợt lóe, trong chớp mắt sắc mặt cứng ngắc, nhưng vẫn siết chặt nắm tay, cất bước đi về phía trước. Đông Anh và Tiêu Đồng cùng lâm sở nhai, Trần Tuấn Nam dừng tại chỗ, nhìn hình ảnh trước mắt cũng im lặng đi về phía trước. Trước tòa nhà hành tránh hoàn cầu, tất cả nhân viên chia ra ở hai đầu thảm đỏ, Thấy Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi phía này, bọn họ lập tức vỗ tay hoan hô chúc mừng. Trang Hạo Nhiên đi tới trước thảm đỏ mới chậm rãi buông lòng tay Khả Hinh ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía nóc tòa nhà hoàn cầu màu bạc, dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng rực rỡ, anh hài lòng mỉm cười, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, Tô Lạc Hoành, Lãnh Mặc Hàn cùng tiến lên trước đứng bên cạnh anh, cùng anh nhìn nóc tòa nhà màu bạc, Thái Hiền, Tiêu Đồng và Khả Hinh ba người đứng ở sau lưng bốn người, im lặng không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi dẫn cấp dưới Phó Tổng Giám Đốc Lâm Tuấn Nam cùng các lãnh đạo cấp cao Á Châu, chậm rãi đi lên thảm đỏ, đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, đứng thế chân vạc. Trang Hạo Nhiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn về phía anh. Hai người cùng nở nụ cười, sau đó cùng nhau cất bước đi về phía trụ sở chính của Hoàn Cầu, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên. Đại sảnh Hoàn Cầu rất rực rỡ, bố trí theo kiểu hình học, khắp nơi đều có ánh sáng màu bạc phát ra từ khe hở, ánh sáng dịu êm, không chói mắt, càng lộ ra phong cách hiện đại. Quầy lễ tân hình bán nguyệt màu trắng dài 5 mét, sau lưng là logo hoàn cầu hình chim đại bàng. Năm nhân viên tiếp tân trước quầy mặc đồng phục màu bạc, buộc tóc thanh lịch đồng thời đứng lên, hướng về phía hai vị tổng giám đốc cùng khom lưng chào, kêu nhỏ tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lối cùng quẹo trái, đi qua cầu thang xoắn ốc phong cách Racer, có thể lên thẳng lầu 25, từng vòng ánh sáng đang không ngừng lóe ra giống như hào quang hết sức đẹp mắt, từ dưới lên trên. Đường khả hình trợn mắt há mồm ngẩng đầu lên, nhìn cầu thang khổng lồ không có một bóng người, suy nghĩ đã có thang máy, tại sao còn phải cầu thang. Bắt đầu hôm nay, không thể mở hiệu ứng ánh sáng thang lầu trước khi mặt trời lặn. Trang hạo nhiên mỉm cười nói lúc đi về phía thang máy. Vâng, tiêu đồng lập tức trả lời. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng đi vào thang máy trong suốt, Tiêu Đồng cùng Thái Hiền, Khả Hinh, Đông Anh đồng thời hướng về phía hai vị tổng giám đốc bên trong thang máy khom người cúi chào. Thang máy chậm rãi bay lên, mà ánh đèn màu xanh dương dưới thang máy không ngừng lóe lên, giống như ánh sao xinh đẹp. Tiêu Đồng và Đông Anh lập tức nhấn nút sáu chiếc thang máy còn lại cho bọn người Lâm Sở Nhai và Trần Tuấn Nam, Khả Hinh cùng Thái Hiền hai người đi cuối cùng, khi thang máy nhanh chóng lên trên thì Khả Hinh có chút căng thẳng. Thái Hiền quay đầu nhìn bộ dáng cô, liền mỉm cười nói, cô rất hồi hộp sao? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Thái Hiền, có chút miễn cưỡng cười nói tôi. Tôi rất ít có cơ hội gặp phải tình huống này, nếu có cơ hội, nhiều lắm cũng chỉ cầm khay, cúi đầu đi khắp nơi thôi. Thái Hiền cười nói, đừng căng thẳng, lão đại của chúng ta là người rất tốt, chuyện gì anh ấy cũng có chừng mực, yên tâm đi. Đường Khả Hinh chỉ hơi cười khổ. Đợi lát nữa có chuyện gì không hiểu thì nói với tôi là được, tôi sẽ chăm sóc cho cô thật tốt." Thái Hiền nhiệt tình nói. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của Thái Hiền, có lẽ có một nửa gốc người Hàn Quốc, dường như cá tính của anh và dáng vẻ người Trung Quốc có chút không hợp nhau, nhưng vẫn rất thân thiết hiền hòa. Thang máy chợt mở ra. Đường Khả Hinh mới vừa đi ra ngoài, lại nhìn quang cảnh trước mắt sợ choáng váng. Tầng trót hoàn cầu gần ngàn mét vuông thiết kế hình tròn màu trắng, khắp nơi đặt cây cột trắng cao 1m5, phía trên các cây cột đặt quả cầu pha lê trong suốt, bên trong đều là biểu tượng các khách sạn nổi tiếng của Hoàn Cầu, còn có một quả cầu thủy tinh trưng bày lịch sử phát triển của tập đoàn Hoàn Cầu. Rất nhiều thư ký và trợ lý mặc đồng phục màu trắng, nhanh chóng chia ra hai bên hành lang màu đen, vội vàng đi tới phòng hội nghị, mà lãnh đạo cấp cao khách sạn Á Châu cùng tất cả truyền thông đi theo hết sức tò mò tay cầm camera đi tới trước mỗi quả cầu nhìn thấy khách sạn Hoàn Cầu ở Nga, khách sạn ở Anh Quốc, còn có ở khách sạn Mỹ. Có một số ký giả kiến thức không nhiều, mới phát hiện thì ra có rất nhiều khách sạn nổi tiếng ở nước ngoài đều là của Hoàn Cầu, bọn họ vô cùng hưng phấn dơ cao camera, chụp hình ảnh khách sạn tại Mỹ. Đường Khả Hinh cũng hết sức tò mò và kinh ngạc đi về phía quả cầu pha lê xem lịch sử phát triển của tất cả khách sạn, còn thấy có một khách sạn đầu tư 120 triệu đô đã từng bị buộc đình công. Cô đứng ở trước một trong những quả cầu pha lê, tay nhẹ chống mặt cầu, chăm chú nhìn chữ viết khác trong khung gỗ đỏ, nhìn khách sạn đã từng bị đình công 3 năm, vào thời điểm đó kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng, lại gặp kỹ sư xây dựng tham ô tài sản 300 triệu đô, bị chính phủ thanh tra xử lý, phát hiện trong đó có 3 tòa cao ốc xây dựng cơ sở hạ tầng không đạt yêu cầu. Trái tim của Khả Hinh hơi run rẩy, nghĩ tới can đảm phơi bày thất bại ở trước mắt mọi người, đây là một người có trái tim mạnh mẽ dường nào mới có thể làm được. Đây là khách sạn gì? trong lúc nhất thời đường khả hình chỉ lưu ý đến chữ tiếng anh trên khung đọc khẽ asian hotel khả hình có chút kỳ quái mắt to chấp nhẹ dùng vốn tiếng anh mèo ba chân của mình nhíu mày đọc khẽ asian hotel tại sao cái tên này nghe quen như vậy trong mắt cô lập tức sáng lên có chút thán phục đầu óc thông minh của mình nhưng hơi chế giễu mình hoảng sợ kêu lên khách sạn á châu lại là khách sạn á châu nhưng không phải lịch sử phát triển trực thuộc khách sạn hoàn cầu sao bởi vì chúng thuộc tập đoàn hoàn cầu chấm ngoặc kép thái hiền mỉm cười đi tới đường khả hình quay đầu nhìn về phía thái hiền có chút ngạc nhiên hỏi thật sao nhưng tôi nghe nói tổng giám đốc trang và tổng giám đốc tưởng đều tự quản lý tập đoàn hoàn cầu và tập đoàn á châu dường như không có liên quan nhau thái hiền mỉm cười đi tới trước quả cầu pha lê ấn nhẹ trên bàn phím quang ở dưới quả cầu ở giữa quả cầu pha lê trong suốt xuất hiện một màn hình giống như màn hình tv trên màn hình xuất hiện logo hoàn cầu, người sáng lập gồm tưởng Lâm Hàn, Trang Minh Hiên. Trái tim chấn động mạnh một cái. Đường khả hình trợn to hai mắt nhìn tưởng Lâm Hàn, ký ức về quá khứ đáng sợ lập tức chuyển đến tiếng gào thét điên cuồng, giống như móng vuốt của ma quỷ vươn về phía mình. Cô thở hổn hển, đôi tay không nhịn được chống mạnh ở trước quả cầu pha lê, chừng to mắt nhìn ba chữ tưởng Lâm Hàn bằng quang ảnh màu xanh lam trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cô đang suy nghĩ đây là một ông lão như thế nào mà để cho người kia bỏ mạng vì ông nhiều năm trước. Chai rượu đỏ kia đến nay được mình cẩn thận bảo vệ trong tủ kính, giống như tánh mạng của mình là tín ngưỡng duy nhất. Đúng vậy, đó là một loại tín ngưỡng, có người chết vì nó, đó là bởi vì nó nhất định có ý nghĩa to lớn đáng để người khác hy sinh. Rốt cuộc đó là bí mật gì, giống như cùng máu ngủ kéo bọn họ lại nhau. Không biết tưởng lão tổng giám đốc là người thế nào. Trong lòng Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên, thậm chí bắt đầu tò mò. Thái Hiền nghe vậy liền mỉm cười nhanh chóng gõ lên một đống chữ tiếng Anh ở trên bàn phím quang, sau đó trong quả cầu thủy tinh xuất hiện một hình ảnh khách sạn mấy chục năm trước, trong hình ảnh kia có một người đàn ông mặc Âu phục màu trắng, đứng ở trước nhà hàng, nhìn về phía một người đàn ông đứng trước cây hoa đào, tay kẹp thuốc lá, tươi cười, hết sức phong độ và tao nhã, nụ cười kia không giống như tưởng Thiên Lỗi mà có chút giống Trang Hạo Nhiên. Cô cũng không nhịn được cười theo màn hình lại lóe lên hình ảnh tiếp theo. Vài năm sau, đã là khách sạn rồi. Tưởng Lâm Hàn nhiễm nhiên người sáng lập khách sạn có khí phách và phong cách như một lãnh đạo quốc gia quan sát khách sạn đã hoàn thành cơ sở hạ tầng. Hình kế tiếp, Tưởng Lâm Hàn đã từ một thanh niên đẹp trai trở thành một người đàn ông tráng niên hơn 30 tuổi, mặc âu phục màu đen, đứng ở trước đại sảnh khách sạn mới hoàn thành. Bên cạnh là người đàn ông trong tấm hình trước đang chỉ huy nhân viên phục vụ, tràn đầy tinh lực, dần dần lộ ra phong cách sắc bén khí thế nghiêm nghị, hai mắt phát ra ánh sáng cứng rắn, không giống với người trong tấm hình lúc ban đầu, trở nên cứng rắn. Thật là cứng rắn. Hình kế tiếp. Tưởng Lâm Hàn tuổi gần trung niên, ngồi ở trong phòng hội nghị, càng lộ khí thế vẻ vang, hai mắt sắc bén, khí thế mạnh mẽ, giống như vung tay một cái, ngàn vạn lời đáp trả. Hình kế tiếp. Tưởng Lâm Hàn tuổi gần 60, ông lão này bắt đầu đứng ở đỉnh cao thế giới chính thức phê bình thiếu sót của khách sạn thế giới, ông đứng ở trước mặt mọi người, nhìn nền tảng vững vàng lộ ra ánh sáng. Hình kế tiếp, người đàn ông này rốt cuộc già rồi, bắt đầu trở nên hiền lành gần 70 tuổi rồi, tóc hoa dâm, vẫn mặc âu phục đen, ngồi ở một bàn ăn khách sạn, đang mỉm cười nâng ly chạm cốc với một đầu bếp, ánh mắt không còn sắc bén, mà hiền hòa bao dung, lộ ra nụ cười an ủi hài lòng lúc tuổi già, nếp nhăn trên mặt cũng có vẻ rất nhẹ nhàng. Khả Hinh nhìn chằm chằm ông lão này đang cầm ly rượu đỏ giống như hòa vào dịch rượu đỏ thấm, trầm ổn, kín kẽ, lại phát ra lực lượng chói lọi. Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Thái Hiền cũng nhìn về phía cô, mỉm cười một cái, chuẩn bị tiến vào hình ảnh kế tiếp, mới vừa muốn giải thích tình hình tưởng lão tổng giám đốc ở lúc tuổi già. Chờ một chút, Đường Khả Hinh đột nhiên nắm chặt cổ tay Thái Hiền, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sâu kín nói, lui lại tấm hình mới vừa rồi. Mau, mau. Thái Hiền ngạc nhiên nhìn Khả hình một cái, liền im lặng nhấn xuống bàn phím, lui trở về hình lúc này. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn tấm hình tưởng lâm hàn tay nâng ly rượu đỏ, khuôn mặt hiền hòa nhìn về phía người trước mặt, vẻ mặt lộ ra an ủi và thâm sâu giống như chi kỹ, ánh mắt của cô lập tức xa xăm, có chút run rẩy. Dần dần ánh mắt cô từ từ chuyển về phía một người khác trên bàn ăn, đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi, đang mặc đồng phục đầu bếp, gỡ xuống mũ đầu bếp, tay nâng rượu đỏ, cung kính nhìn về phía tưởng lão tổng giám đốc, ánh mắt dạng dỡ hết sức ôn hòa hiền hậu và cung kính. Đôi tay rũ xuống, đường khả hình đột nhiên không còn hơi sức nhìn người đàn ông ở bên trong, hai mắt hiện lệ kêu nhỏ cha. Chấm ngoặc kép, chương 189, người tình kiếp trước. Thái Hiền ngạc nhiên nhìn về phía Khả Hinh nói cái gì? Cô nói gì vậy? Vừa rồi tôi không nghe rõ. Khả Hinh chớp mắt một cái, có chút băn khoăn nói không có. Không có, không có gì. Cô không hiểu sao, Thái Hiền vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Không, tôi chỉ là, nhìn đoạn lịch sử của tưởng lão tổng giám đốc cảm thấy rất cảm động. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, hai mắt khả hình mãnh liệt chấp lóe nhìn hình ảnh cha của mình là đầu bếp, lòng của cô lại chợt chua, sâu kín hỏi anh. Biết vị đầu bếp này không? Thái Hiền cũng nhìn ảnh người đàn ông lộ ra nụ cười thân thiết, lắc đầu một cái nói, không biết chắc là tổng giám đốc thường mời rượu khao thưởng cho nhân viên khách sạn, nhưng chuyện này chúng ta có thể kiểm tra một chút. Đường Khả Hinh không kịp ngăn cản. Thái Hiền đã nhanh chóng dùng bốn đường quang, cố định khuôn mặt người đầu bếp đó, dùng đường gạch đỏ thấm định dạng, dùng mật mã tiến vào trong kho tài liệu khách sạn Á Châu, camera kiểm tra nhắm ngay khuôn mặt Thái Hiền, sau khi kiểm tra đối chiếu thân phận, trong quả pha lê xuất hiện hình ảnh bàn tay, Thái Hiền trực tiếp nhấn xuống bàn tay của mình trên quả cầu pha lê thông qua khúc xạ ánh sáng kiểm tra chỉ tay xác nhận thân phận lần cuối trong quá trình xác nhận khả hinh nhìn thái hiền nói anh anh không phải nhân viên của hoàn cầu tại sao có thể kiểm tra tài liệu khách sạn á châu thái hiền nhìn cô một cái rất thâm ý cười nói những tài liệu này tuyệt đối không quan trọng dĩ nhiên có thể cung cấp tham khảo quan trọng còn đến trong tay cô sao hơn nữa cô không biết hôm nay cô cũng là một thành viên hoàn cầu nếu như xác định chức vụ là thư ký tổng giám đốc cô cũng có thể giống như tôi, có tư cách kiểm tra đối chiếu. Nội trong ngày hôm nay sẽ cấp thủ tục cho cô, cung cấp mật mã khóa điện tử và khóa kho tư liệu thực tế. Tôi sao? Đường Khả Hinh có chút giật mình nói. Ừ, làm theo những bước tôi làm lúc này là được. Thái Hiền mỉm cười quay đầu, nhìn cơ sở dữ liệu trong quả cầu pha lê đã kiểm tra xong, sau đó trong màn hình dần dần xuất hiện một người đàn ông tuổi chừng 40, mặc đồng phục đầu bếp, ngồi ở trên ghế phỏng vấn, Nhìn về phía trước ống kính, nở nụ cười thân thiện hiền hòa, ánh mắt rất ấm áp. Đường Khả Hinh nhìn cha, hai mắt nhanh chóng đỏ bừng. Đường Văn Long, đầu bếp trưởng khách sạn Á Châu đời trước. Chấm ngoặc kép, Thái Hiền chậm rãi đọc tư liệu. Chấm ngoặc kép, Đường Văn Long, đầu bếp trưởng, từng đoạt 12 giải thưởng đầu bếp hàng đầu trên thế giới, là nhân vật thần thoại trong giới ẩm thực phương Tây. 21 tuổi đã được tuyển chọn làm phụ tá đầu bếp ưu tú của khách sạn Á Châu. Sau đó bởi vì có trách nhiệm, hết lòng với công việc và tài nấu nướng cao siêu, một đường lên như diều gặp gió. Lúc 40 tuổi cũng đã là đầu bếp trưởng trẻ tuổi nhất trong những năm qua. Về rượu, nguyên liệu nấu ăn, kể cả hoạt động của tất cả các phòng bếp khách sạn trực thuộc tập đoàn khách sạn Á Châu đều do một tay ông ta đích thân kiểm tra. Là người tưởng lão tổng giám đốc tin tưởng nhất. Ánh mắt của Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng. Thái Hiền cũng sinh ra tò mò đối với người này, liền lật xem tài liệu trước mặt tấm hình trắng đen, tiếp theo tấm hình màu sắc rực rỡ, tất cả đều là hình ảnh rất huy phong của đường Văn Long tham gia nhiều cuộc thi lớn. Ông ta đang cắt đậu hũ, so giấy còn mỏng hơn, trong suốt có thể thấy được bóng đối phương, 30 giây khắc củ cà rốt thành hình một con rồng đặc sắc. Khi làm bít tết thì ông ta dùng kỹ thuật sao đặc biệt đập gân bò ở trên tảng thịt bò, trở thành giai thoại ở phương Tây lúc ấy. Hai mắt khả hình đầy lệ nhìn có hình ảnh cha mặc đồng phục đầu bếp, đứng ở trước bàn ăn tham dự cuộc thi đầu bếp giỏi nhất, chỉ thấy ông cầm dao sắc, cắt ngang thịt bò, khi đó, tay cha đặt nhẹ ở trên thịt bò, ngón tay vừa thô vừa cứng, bởi vì tay của đầu bếp ngâm ở trong nước hoặc thấm gia vị lâu dài, có lúc tay cầm chảo sắt, sốc nguyên liệu nên lòng bàn tay đầy vết chai thô cứng, như vậy mới có thể nắm chắc chảo sắt. Cho nên khi còn bé, sau khi tan việc mình thấy cha ngồi trên xích đu ở nhà, nhẹ lột vết chai quá dày, vừa lột ánh mắt rất chăm chú, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, lúc này, mình chạy đến trước mặt cha ngồi ở trên đùi của cha, cầm bàn tay của cha giúp cha lột vết chai, vừa lột vừa non nớt hỏi, cha. Tại sao tay của cha nhiều vết chai như vậy? Lúc này, cha sẽ ôm khẽ mình, không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đong đưa xích đu, nhìn trời chiều buông xuống, thật lâu thật lâu mới sâu kín nói, đây là tích lũy kinh nghiệm cuộc đời. Cha nhất định sẽ phục vụ khách sạn thật tốt, sẽ cố gắng vì mẹ, anh trai và khả hinh, trong tương lai cha già rồi, mệt mỏi, thật sự không còn cầm chảo sắt, cắt nguyên liệu nấu ăn được nữa, con sẽ từ từ lột vết chai trong tay cha, để cho cha cảm nhận hơi ấm trong bàn tay nhỏ bé của khả hình nhiều một chút. vậy bây giờ con lột cho cha? không được, cha còn phải cố gắng làm nhiều hơn, bảo vệ khả hình của cha từ một con chim nhỏ biến thành phượng hoàng xinh đẹp nhất. cha ôm chặt khả hình vào trong ngực, sâu kín cười nói. vậy sau này cha già rồi, con lại bóc cho cha. cặp mắt to khả hình sáng lên như vì sao? cười rất ngọt ngào nhìn cha nói được đợi cha cha già rồi về hưu khả hinh trưởng thành hãy theo bên cạnh cha nhìn trời chiều lột vết chai cho cha như hôm nay sau đó cha sẽ kể cho con nghe chuyện xưa mà cha đã trải qua muốn cho khả hinh hiểu cuộc sống nhiều hơn con đường đi phía trước càng rõ ràng hơn chấm ngoặc kép cha mỉm cười nói với con gái mình nước mắt tràn mi đường khả hinh không thể tiếp tục kiềm chế đôi tay che chặt miệng phát điên sông ra ngoài Liều mạng chạy, khắp nơi người đi tới đi lui, khắp nơi ồn ào náo nhiệt, Thái Bình, toàn bộ thế giới của cô chỉ có trắng và đen, trên người cha mặc đồng phục đầu bếp trong song sắt màu đen, nước mắt tràn mi, không mục đích chạy về phía trước, nhìn khắp nơi không có cửa ra, sau đó cô chạy đến chỗ vắng, rốt cuộc nhìn thấy một lối thoát hiểm có ánh đèn màu xanh lá chiếu sáng, cô xông tới đẩy cửa ra, ngã ngồi bên cạnh cửa. Không thể kiềm chế được nữa lớn tiếng kêu khóc cha. Cha chuyện cũ trong quá khứ hiện rõ mồn một trước mắt. Khuôn mặt cha hiền lành, ánh mắt chăm chú, dư tinh thần bất khuất, đột nhiên nặng nề xuất hiện trước mặt của mình rất rõ ràng, tất cả hình ảnh giống như dao nhọn cắm vào trong trái tim của mình, đau đến không chịu nổi. Khả hình ngồi dưới đất, sụp đổ đau khổ khóc thành tiếng, không ngừng vươn tay đấm mạnh vào trái tim của mình, khóc kêu to cha. Cha, tại sao cha làm loại chuyện đó? Con không tin cha đốt nhà, con không tin bởi vì cha là một người có trách nhiệm cha là một người hiền lành cha yêu cả nhà chúng ta cha yêu cấp dưới của mình cha nói người đầu bếp là hai bàn tay của thượng đế đưa thức ăn cho người đời cha nói thượng đế là người rất tốt nhưng thượng đế dùng bàn tay tàn nhẫn của ông ấy đưa cha vào nhà giam tại sao số mạng tàn nhẫn như vậy cha hay là con vào cùng cha mỗi ngày con ở trong tù với cha con và cha an hưởng tuổi già cha hôm nay con nhìn thấy mọi thứ con rất nhớ cha con rất nhớ cha đường khả hình khổ sở ngồi dưới sàn đầu dựa vào trên cây cột cầu thang không ngừng đấm mạnh vào ngực chính thất thanh khóc giống lên lối thoát hiểm thật dài khắp nơi vang tiếng khóc con gái nhớ đến cha cánh cửa lối thoát hiểm nhẹ nhàng đẩy ra vẻ mặt trang hạo nhiên lộ ra nghi ngờ nhìn cả người đường khả hình sụp đổ ngã trên sàn đang đau buồn khổ sở khóc giống nước mắt từng viên lăn xuống không ngừng gọi cha hai chồng mắt lộ ra mãnh liệt nhớ nhung làm cho lòng người ta không khỏi chua sót, Anh có chút nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh, cẩn thận hỏi: Khả Hinh, cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh ngước đôi mắt đẫm lệ, đột nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, cô vội vã con người muốn đứng lên, nhưng không có hơi sức đứng lên, trong lòng lại dâng lên buồn tủi, nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn không có biện pháp động đậy, ngồi trên cầu thang khóc lớn. Trang Hạo Nhiên tiến lên, đứng ở bên cạnh cô, móc khăn tay trắng của mình đưa tới trước mặt cô ánh mắt sắc nén nhìn khuôn mặt đau buồn của cô, hỏi có chuyện gì? Sao khóc như vậy? Khả hình đáng thương ngẩng đầu lên, nước mắt từng viên lăn xuống, nhìn về phía trang hạo nhiên đau lòng nước nở nói, nghe nói. Cha là người tình kiếp trước của con gái, nếu thật như vậy, có thể quay ngược thời gian hay không? Quay ngược lại kiếp trước, tôi tình nguyện không biết ông ấy. Như vậy ông ấy sẽ tránh được vận rủi phải không? Bởi vì, chỉ cần lịch sử có chút thay đổi, Tất cả mọi thứ sẽ viết ngược lại phải không? Tôi sống lâu như vậy, tôi vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng ký ức lại kéo tới làm tôi rất đau. rất đau. Từ trước đến giờ tôi cũng không có hận mình còn sống như ngày hôm nay. Nếu như tôi chết đi mà có thể đổi cho cha tôi được hạnh phúc, như vậy tôi tình nguyện chết một ngàn lần, một vạn lần. Khả Hinh đau khổ lớn tiếng khóc. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, mơ hồ đoán được chắc là con gái nhớ nhung cha rồi, cũng không muốn hỏi chi tiết. Chỉ hơi mỉm cười nhìn cô nói, "Như vậy cô muốn hỏi cha của cô vì hạnh phúc của cô, ông ấy muốn chết hay không?" Đoán chừng ông ấy cũng muốn chết. Nếu như chết hết, người nào sống? Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, nước mắt lại lăn xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô như vậy, mặc dù có chút bất mãn biểu hiện của cô, nhưng vẫn chậm rãi vươn tay, ôm nhẹ thân thể của cô vào trong ngực, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dán trên bả vai của mình, mới nói, "Đừng khóc." đều đã qua. Đường khả hình tựa vào trong ngực trang hạo nhiên, không nhịn được đau lòng, mặt trôn ở trên bả vai của anh, khóc giống. Trang hạo nhiên nghe tiếng khóc biết hiện tại không thể khuyên giải được, liền thở dài, ngồi chung ở trên bậc thang với cô, ôm nhẹ thân thể của cô vào ngực, để cho cô chút hết đau buồn. chương 190, rất tuyệt. Tiếng gõ cửa vang lên. Thái Hiền và Tiêu Đồng hai người đồng thời kinh ngạc đi vào lối thoát hiểm, thấy Trang Hạo Nhiên ôm đường khả hình, ngồi bên nhau rất thân mật, nhìn ngọt ngào biết bao nhiêu, tiêu đồng bật cười một tiếng hỏi, hai người. Làm sao vậy? Lúc này tâm trạng đường khả Hinh chuyển tốt, mới phát hiện mình tựa trong ngực trang hạo nhiên, cô ngượng ngùng đỏ mặt, dẫy dụa khỏi ngực của anh, không dám lên tiếng. Trang hạo nhiên nhìn cô một cái, thấy cảm xúc của cô chuyển biến tốt, mới khôi phục thái độ cấp trên, bất đắc dĩ cười nói co. Nhìn bộ dạng của cô đi. Đường khả Hinh không lên tiếng, chỉ có chút lúng túng nói, xin lỗi, xin lỗi đều là lỗi của tôi tôi nhất thời khống chế không được trang hạo nhiên không để ý đến cô nữa mới vừa muốn đứng lên liếc mắt một cái nhìn tây trang trắng trên ngực mình dính nước mắt tất cả đều là nước mắt ướt đẫm anh a hát một tiếng giở một góc cổ áo tây trang vô cùng tức giận kêu to tây trang của tôi ướt hết rồi phốc tiêu đồng và thái hiền hai người cùng nở nụ cười nhìn về phía lão đại nói ướt thì xem như tắm một lần thôi Dính rất khó chịu, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nói xong lại chừng mắt nhìn đường khả hinh. Đường khả hinh vội vàng cầm khăn tay trắng mới vừa nhận lấy lau nước mũi, soạt soạt lau ở trên người anh, nói thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi. À, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức bắt được cổ tay của cô, lại tức giận kêu to, lúc này cô dùng khăn tay này để lau nước mắt nước mũi đấy. Cô có thể lau trên người tôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi đường khả hình lập tức thu hồi khăn tay trắng nhìn về phía trang hạo nhiên có chút căng thẳng nói anh cởi ra tôi giúp anh giặt sạch sẽ tiêu đồng nghe vậy phì cười nói thôi đi giúp anh ấy giặt sạch sẽ tây trang này chuyên gia thiết kế thời trang paris may cho một mình anh ấy đặc biệt căn dặn không thể giặt tay không thể giặt máy không thể tẩy à làm sao giặt khả hình có chút căng thẳng hỏi đốt đi trang hạo nhiên níu tây trang anh tức giận đi ra ngoài một mình vẻ mặt rất thối Đường khả Hinh nhìn bộ dạng của anh có chút căng thẳng nhìn tiêu đồng nói, anh ấy giận tôi à? Tiêu đồng bật cười nói, dĩ nhiên không phải, anh thức giận Tây Trang. Bộ Tây Trang này do bạn gái họa sĩ của anh ấy, đặc biệt mời chuyên gia thời trang CK Paris may đo cho anh ấy. Nhưng lúc đó anh mới vừa mặc vào cùng người ta phong lưu cả đêm ở nước Anh, ngày thứ hai người ta chạy mất. Chạy mất, đường khả Hinh không hiểu liền nhìn về phía tiêu đồng hỏi, chạy là có ý gì? Thái Hiền không nhịn được bật cười, Nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, "Bây giờ cô là thư ký bên cạnh anh ấy cho nên phải biết một chút thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh ấy và sở thích của anh ấy, thậm chí bao gồm loại phụ nữ anh ấy thích. Lão đại, anh ấy không thích em gái nhỏ trẻ tuổi, anh ấy đặc biệt thích chị lớn tuổi." Đường Khả Hinh nhớ lại lúc mình đến phòng tổng thống, anh nhìn mình, không lộ vẻ gì nói, "Đừng căng thẳng như vậy, đối với cô gái trẻ tuổi tôi không có hứng thú." Cô nghĩ tới đây, có chút không nhịn được cười bạn gái trước lão đại của chúng ta là một họa sĩ người Hoa Quốc tịch Anh, lúc nên xinh đẹp quyến rũ sẽ xinh đẹp quyến rũ, lúc nên tự nhiên đáng yêu sẽ tự nhiên đáng yêu, lúc nên thông minh tao nhã sẽ thông minh tao nhã, chỉ có ở trên trời, không có dưới đất, nhất là lúc đứng trước bức tranh, chăm chú nhìn tác phẩm của mình thì quả thật giống như thiên sứ. Thái Hiền bắt trước cách nói của Trang Hạo Nhiên cười nói. Cửa phịch một tiếng, bị đá ra. Ba người giật mình, quay đầu, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đứng ở cửa, nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Mọi người nói gì?" Ba người không dám lên tiếng, Khả Hinh càng thêm căng thẳng. Là thiên sứ xinh đẹp, chấm than ngoặc kép, sau khi Trang Hạo Nhiên gầm lên với bọn họ mới đi ra ngoài. Tiêu Đồng và Thái Hiền lại nhịn không được phụt một tiếng, nở nụ cười, đi theo ra ngoài, tâm trạng đường Khả Hinh đã tốt lên cũng vội vàng đi theo ra ngoài, đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên cùng nhau đi tới đại sảnh trụ sở mới, lúc này là thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều quan chức chính phủ và chính trị gia nổi tiếng vào tham quan tòa nhà mới của Hoàn Cầu, cho nên hôm nay Trang Hạo Nhiên là nhân vật chính, phải cùng tưởng thiên lỗi và các cổ đông lớn nhất tiếp đãi khách quý tới chúc mừng. Trang Hạo Nhiên vừa nhanh chóng đi về phía trước, vừa quay mặt sang nhìn đôi mắt của đường khả hình còn đỏ, liền tức giận vươn tay dùng lòng ngón tay lau nhẹ nước mắt còn dư lại trong khóe mắt cô, nói con gái là gì khóc nước mắt lớn giống như hạt đậu vậy. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở cửa phòng tổng giám đốc, ánh mắt lạnh lùng quét tới, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh thân mật như vậy, sắc mặt của anh khẽ cứng ngắc. Vào lúc này, Trang Hạo Nhiên nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, liền phi cười nói, "Hôm nay anh vất vả rồi." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh đi tới, hai mắt đỏ bừng, lỗ mũi cũng đỏ, bộ dạng như bị khi dễ. Anh chậm rãi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức ý thức được ánh mắt của anh, liền cười nói, không liên quan đến tôi, là cô ấy đau lòng tự khóc. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút không khách khí nói, khóc giống như bị người bà tai là bản lĩnh sống lớn nhất của cô ấy. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cắn chặt môi dưới, có chút tức giận. Tưởng Thiên Lỗi không để ý đến cô nữa chỉ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mới vừa muốn nói chuyện lại nhìn thấy áo sơ mi và bộ vest trắng trên ngực anh bị ướt một mảng lớn, nụ cười hơi co lại. Trang hạo nhiên nhìn thấy bộ dạng ghen kia của anh liền có ý nghĩ xấu xa, giống như bạn gái người ta, tiến lên trước, dùng một ngón tay khẽ nâng cả vạt màu bạc của tưởng thiên lỗi, mỉm cười nói chúng tôi thật không có chuyện gì. Tưởng thiên lỗi cao mày nhìn về phía anh, có chút tức giận nói, nhìn cậu kìa, ghê tởm. Trang hạo nhiên không nhịn được cười lớn. Thế nào, lại quyến rũ chồng chưa cưới tôi phải không?" Tiếng nói lạnh lùng của Tử Hiền truyền đến. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn nhầm Tử Hiền hôm nay mặc váy ngắn sanen màu trắng, đeo đồ trang sức trang nhã, buộc lên đuôi ngựa thật cao, vầng trán sáng ngời, phong cách tươi mát hoạt bát, hai tay mang bao tay trắng, đang cầm một bó hoa hồng xanh thật to, có chút lười biếng đi tới bên này. Tại sao bây giờ mới đến?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Tử Hiền hỏi. Tử Hiền nhún nhún vai, có chút tức giận lại cố ý nói, tối hôm qua anh đi thăm như mặt rồi, đương nhiên em không ngủ được. Đường khả hình đứng ở một bên, hơi dựa sát sau lưng trang hạo nhiên. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng. Tử hiên lại lạnh lùng nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hỏi tối hôm qua anh ngủ ở đó. Đề tài này có chút không nhẹ nhõm. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn về phía tử hiên. Tối hôm qua ngủ cùng tôi, thân thể cao to, bắp thịt khêu gợi, thiếu chút nữa đẻ tôi trang hạo nhiên cố nén cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi nhanh chóng nháy mắt phốc tiêu đồng và thái hiền lại không nhịn được nở nụ cười anh cả ngày nói bậy bạ tử hiền đột nhiên nện bó hoa hồng xanh trước mặt của anh hung dữ nói chúc mừng của anh thành lập trụ sở mới cảm ơn người đến là được còn tặng hoa quá khách sáo trang hạo nhiên mỉm cười ôm bó hoa hồng xanh sau đó đưa cho đường khả hinh đường khả hinh có chút căng thẳng lập tức nhận lấy đường khả hinh Tử Hiền có chút lạnh lùng nhìn về phía Khả Hinh, không khách khí nói cô thật đúng là lợi hại. Tôi và Ricky làm bạn bè nhiều năm, anh ấy chưa bao giờ nói lớn tiếng đối với tôi dù chỉ một câu, cũng sẽ không vì người nào trở mặt với tôi, cho dù là bạn gái trước ở bên cạnh, anh ấy cũng không có như vậy, nhưng ngày hôm qua, anh ấy lại vì cô gây gổ với tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên, trên người cô rốt cuộc có cái gì, đáng giá để cho anh ấy bỏ ra như vậy. Tưởng thiên lỗi nghe vậy, chậm rãi nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai mắt Đường Khả Hinh mãnh liệt lóe lên một cái, nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, mặt của cô lập tức đỏ lên. Nhìn vẻ mặt của cô, giống như cô cho rằng Tô Thủy kỳ động lòng với cô. Cũng chỉ vì má trái bạn gái trước của anh ấy cũng bị hủy giống như cô, mới xem cô là cô ấy. Lần này Tử Hiền thật tức giận. Đường Khả Hinh có chút không tin nhìn về phía Tử Hiền. Tử Hiền nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh như vậy, liên mỉm cười nói sẽ không không biết chuyện này chứ anh ấy vẫn đồng tình với cô vì có chút lịch sử tái diễn mà thôi anh ấy là người hiền lành đơn thuần dễ dàng rơi vào bẫy của người ta tử hiền tưởng thiên lỗi lạnh lùng nghiêm mặt nhìn về phía nhầm tử hiền trang hạo nhiên chậm rãi nhìn về phía đường khả hình lúc này sắc mặt đường khả hình trắng bệch hai mắt chớp nhanh cảm xúc có chút căng thẳng không ngừng níu mình cô không thể không nghĩ tới lúc mới gặp mặt Ánh mắt của tô thủy kỳ vừa xa lạ vừa quen thuộc, trái tim của cô đột nhiên có chút buồn bực ép tới, hơi ngạt thở, hơi đau đớn. Quản lý bộ phận lễ tân mỉm cười đi tới, nói với hai vị tổng giám đốc, tổng giám đốc, quan chức chính phủ và các khách quý đến chúc mừng đã tới đủ, chỗ ngồi cũng đã chuẩn bị xong, xin rời bước. Ừm, tưởng thiên lỗi không nói nhiều, chỉ nhìn đường khả hinh một cái, liền đưa tay kéo tử hiền đi. Cả người đường khả hinh đứng tại chỗ giống như không còn hơi sức. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bộ dáng cô, hai tròng mắt vui vẻ chậm rãi thu lại, nhìn về phía cô, có chút buồn cười hỏi, cô không có tức giận sao? Đường Khả Hinh có chút ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ngây ngốc đáp, à. Trang Hạo Nhiên hơi đổi thế đứng, nhìn Đường Khả Hinh bật cười hỏi, tôi hỏi cô, cô không có tức giận sao? Cô bị người ta nói như vậy, tại sao cũng không phản bác một câu nào? Nếu như vậy, cô làm sao làm thư ký của Trang Hạo Nhiên tôi? Đường khả hình có chút mờ mịt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thái độ quen khiêm tốn, cô sâu kín hỏi, vậy tôi nên phản bác thế nào? Cô ấy là vợ tương lai của Tổng Giám Đốc. Quy định của khách sạn chỉ cần tôn trọng đối với khách. Dĩ nhiên, cũng tôn trọng đối với cấp trên. Trang Hạo Nhiên không muốn gậy ông đập lưng ông. Đường khả hình liếc anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, hai mắt lộ ra một chút thâm ý, mỉm cười nói, một cấp dưới chỉ biết thuận theo cấp trên, không phải là cấp dưới tốt một cấp dưới chỉ biết thuận theo cuộc sống của mình, không phải là một người thành công. Nếu như cô tiếp tục khiêm tốn như vậy, cho dù cô khóc một ngàn lần vì cha của cô cũng không có một chút ý nghĩa. Chớ đừng nói chi thế giới rượu đỏ rất khổng lồ. Lúc tôi nhìn chúng cô, chính là thích trong mắt cô có chút kiên quyết. Trong những ngày sau này, nếu tôi không thấy cô thay đổi, cuộc đời của cô sẽ mất trắng. Trang hạo nhiên nói xong, lạnh lùng nhìn cô một cái, lập tức xoay người đi khỏi. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nhìn Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi khỏi. Tiêu Đồng và Thái Hiền bước nhanh theo sát ở sau lưng Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đột nhiên chậm lại bước chân, mặt hơi ngẩng lên nghiêm túc hỏi hai người ở sau lưng, "Mới vừa tôi nói rất tuyệt phải không?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 190.